Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 43. Lúc đầu, tin tức Tiêu Phàm chém giết Ngô Thánh Chi Lan truyền nhanh chóng, cơ hồ truyền khắp cả tòa Vô Song Thánh Thành, ngược lại Vân Phán Nhi từ một người bình thường đột phá chiến hoàng đỉnh phong lại không có mấy ai đàm luận. Lấy tu vi chiến đế cảnh sơ kỳ chém giết chiến đế đỉnh phong, dạng thực lực này quả thực có chút đáng sợ, dù là Thánh Thành Bát Tuấn cũng chưa chắc có thể làm đến. Thậm chí có người âm thầm thảo luận, Tiêu Phàm ở một phương diện khác so với Thánh Thành Bát Tuấn còn cường đại hơn một chút. Cái này tự nhiên khiến Thánh Thành Bát Tuấn khó chịu, thậm chí có mấy người phát ngôn bừa bãi nhất định muốn hảo hảo giáo huấn kẻ ngoại lai, để hắn biết cái gì gọi là làm điệu thấp. Cũng ngay tại lúc này, có không ít gia tộc hướng Tiêu Phàm duỗi ra cành ô liu, thậm chí nguyện ý lấy thân phận khách khanh trưởng lão cung phụng hắn, bất quá Tiêu Phàm lại một mực bất vi sở động. Thú vị là, sau khi phát sinh sự tình Tiêu Phàm chém giết Ngô Thánh Chi, người Ngô gia tựa như căn bản không biết chuyện, án binh bất động. Rất nhiều người biết Ngô Thánh Chi sở dĩ sẽ chết, hoàn toàn là bởi vì Lôi gia mê hoặc, nhưng Lôi gia cũng giữ yên lặng. Chỉ có Tiêu Phàm biết biện pháp thứ nhất Lôi gia ứng phó hắn xem như thất bại, bất quá, Tiêu Phàm cũng không dám khinh địch, hắn mới vừa mới bước qua một đạo khảm mà thôi. Lấy thiên phú và thực lực hiện tại biểu hiện ra, Lôi gia càng thêm sẽ không bỏ qua cho hắn, chẳng mấy chốc sẽ thực hành biện pháp thứ hai, chính là tìm sát thủ Diêm La Phủ ám sát hắn. Việc này vì không cho bàn tử bọn hắn lo lắng, Tiêu Phàm một mực giấu ở trong lòng. Đương nhiên, cũng có người biết thực lực chân chính Tiêu Phàm, có chút cười trên nỗi đau của người khác, Công Tôn gia tộc Công Tôn Võ cùng Công Tôn Lôi liền may mắn một trận. Cho dù là Công Tôn Võ cũng chỉ là chiến đế hậu kỳ, không phải đối thủ Ngô Thánh Chi. Hắn rất may mắn bản thân lúc đầu quyết định, mặc dù nhìn thấy Tiêu Phàm bị dọa cho phát sợ, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Đồng dạng, Công Tôn Lôi cũng như thế, lúc đầu Công Tôn Võ mang đi chẳng khác gì là cứu hắn một mạng. Theo thời gian đưa đẩy, cái đề tài này cũng chậm chậm đạm mạc xuống dưới, rất nhiều người cho rằng mắt thấy mới là thật, tất cả những thứ này không nhất định là thực, bởi vậy có không ít tu sĩ chiến hồn điện bốn phía tìm kiếm Tiêu Phàm, muốn khiêu chiến hắn. Vì ngăn ngừa loại sự tình này phát sinh, Tiêu Phàm lại đổi mấy chỗ ở. Thoáng cái liền qua đi mấy ngày, thời gian vẫn kéo dài, nhưng Tiêu Phàm lại một mực đắm chìm bên trong tu luyện, từng màn lúc đầu cùng Ngô Thánh Chi chiến đấu cũng không ngừng trong đầu hắn chiếu lại. Quanh thân Tiêu Phàm có từng đạo hồn lực huyền diệu lượn lờ, nếu như bác lão nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, đây là kiếm văn Tiêu Phàm lĩnh ngộ. Hắc sắc kiếm văn ngưng kết thành một đạo hồn giới hơi mỏng. Đem Tiêu Phàm bảo hộ ở trong, vạn pháp bất xâm, thủy hỏa bất dung. Lão sư nói đúng, hồn văn sư mới là tu luyện giả, cùng lĩnh ngộ thiên địa nguyên thủy nhất. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, trong mắt phóng tinh quang. Ta đem hồn văn cùng kiếm khí dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành kiếm văn, lại có thể ngăn cản thiên địa chi lực, kể từ đó, kiếm văn có phải so với thiên địa chi lực càng thêm cường đại hơn hay không? Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Kiếm văn chậm rãi biến mất. Hắn tạm thời không cách nào xác minh kiếm văn như thế nào, nhưng hắn có thể khẳng định là kiếm văn áp đảo phía trên ý chí, bằng không không có khả năng cùng thiên địa chi lực chống lại. Đồng dạng, Tiêu Phàm cũng kiên định tiếp tục lĩnh ngộ kiếm văn, hồn văn sư so với hắn tưởng tượng còn huyền diệu và thần bí hơn. Lĩnh ngộ hồn văn không chỉ trở thành một hồn văn sư, chế tác hồn điêu thú chiến đấu, hơn nữa còn có thể đem hồn văn dung nhập bên trong chiến kỹ. Liền tựa như tàn dương huyết, trước kia Tiêu Phàm thi triển cũng không nhiều, bởi vì chiêu này quá mức dễ thấy, hơn nữa tốc độ không phải đặc biệt nhanh. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm lại hết sức coi trọng, bởi vì tàn dương huyết vốn là ẩn chứa một chiêu hồn văn, chỉ là không có ngưng tụ thành kiếm văn mà thôi, cho nên uy lực giảm bớt đi nhiều. Nếu như bên trong tàn dương huyết dung nhập kiếm văn thuộc tính công kích, uy lực sẽ như thế nào? Vừa nghĩ tới đó, Tiêu Phàm liền thập phần hưng phấn. Lĩnh ngộ 3 ngày, Tiêu Phàm rốt cục có thu hoạch. Mặt khác, Tiêu Phàm cũng thừa cơ hoàn thiện lĩnh ngộ tứ đại kiếm chiêu, sát phạt chi kiếm, kiếm chi luật động, vô tình nhất kích cùng điểm thương. Tứ đại kiếm chiêu dung hợp ý chí và kiếm văn, uy lực bạo tăng, tất cả đều đạt tới bát phẩm chiến kỹ. Mặt khác, tù hồn chỉ, thiên lý đằng quang thuật cùng chủng ma chi thuật, Tiêu Phàm lại có lĩnh ngộ, chủng ma chi thuật tùy thời có thể đột phá tam trọng khống chế tư tưởng. Tổng được mà nói,
Tu hồn chỉ bây giờ vẫn là một trong át chủ bài lớn, Tiêu Phàm bên trong tu la truyền thừa tìm kiếm mấy loại bát phẩm chiến kỹ, cuối cùng đều từ bỏ. Hắn phát hiện, trừ tu la tam kiếm, kiếm chiêu khác đều không có lĩnh ngộ cường đại, chủ yếu nhất là chiến kỹ bản thân lĩnh ngộ không ngừng cải tạo hoàn thiện. Mà chiến kỹ khác lại không thể, coi như Tiêu Phàm cải tạo như thế nào cũng không thi triển được uy lực siêu phẩm giai. Bất quá, Tiêu Phàm lại không nỡ từ bỏ những chiến kỹ này, bất đắc dĩ tốn thời gian 7-8 ngày, đem đối những kiếm chiêu kia cảm ngộ, toàn bộ hòa vào bên trong vô tận chi kiếm. Bây giờ uy lực vô tận chi kiếm cũng đạt tới bát phẩm, một kiếm có thể chạm chiến đế. Đây đều là thành quả Tiêu Phàm trong những ngày qua, nhưng có một việc lại làm cho Tiêu Phàm đều hết sức đau đầu, chính là tu la tam kiếm đệ tam kiếm, dù đã là chiến đế cảnh cũng vô pháp lĩnh ngộ. Tu la tam kiếm, theo thứ tự là huyết sát, đồ lục cùng diệt thần. Nhất kiếm huyết sát, hấp thu huyết dịch liền không ngừng mạnh lên, đệ nhị kiếm đồ lục sát phạt ngoan lệ, cơ bản không cho đối thủ lối thoát, hai kiếm này đều là công kích vật lý. Nguyên bản Tiêu Phàm suy đoán, tam kiếm diệt thần sẽ công kích linh hồn, hoặc có lẽ là công kích ý chí, mà chiến đế cảnh lĩnh ngộ chính là ý chí, đột phá chiến đế cảnh cũng mới có thể lĩnh ngộ tam kiếm mới đúng. Nhưng sự thật cũng không phải như thế, dù dẫn ra vô tận chiến điển, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy có một đạo kiếm ảnh, căn bản bắt không kịp diện mạo chân thực kiếm ảnh. Nếu diện mạo chân thực đều bắt không được, như vậy làm sao thi triển một kiếm này a? Trong lòng Tiêu Phàm phán đoán, uy lực tu la đệ tam kiếm tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, bằng không không có khả năng tối nghĩa như thế, hắn đều không lĩnh ngộ thấu. Thời gian Nam vực đại bỉ còn có mấy ngày, cũng nên luyện chế bát phẩm thối thể đan, không biết tiểu kim bọn hắn có trở về hay không. Tiêu Phàm từ trong nhập định tỉnh lại, cả người tràn đầy tinh thần. Hơn nửa tháng khổ tu, mặc dù cũng chưa khiến thực lực hắn có tiến bộ lớn, nhưng hắn đối với chiến kỹ lĩnh ngộ lại đạt tới một cấp độ mới. Hắn rất muốn đi xem Tiểu Kim cùng Tiểu Minh có trở về hay không, nhưng vừa nghĩ tới thời gian lưu cho hắn đã không nhiều, hắn nhất định phải nhanh tăng cường thực lực. Mà đường tắt tăng cường thực lực, bát phẩm thối thể đan chính là một phương pháp, lấy thực lực Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, người bình thường cũng khó có thể làm hại bọn chúng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm mở tay, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một nửa tử vận long hoàng tham. Nếu để cho Lôi Cửu nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Tử vận long hoàng tham không phải là bị Lôi Hạo ăn, tại sao còn trên tay Tiêu Phàm? Bọn hắn không biết là, đây chính là lúc trước Lôi Hạo cho Tiêu Phàm chủ ý, Lôi Hạo đúng là ăn nửa đoạn tử vận long hoàng tham, cũng bởi vậy đột phá đến chiến đế cảnh trung kỳ, cũng để cho người ta nghĩ lầm tử vận long hoàng tham bị Lôi Hạo ăn. Kỳ thật, Lôi Hạo chỉ ăn nửa đoạn, còn lại một nửa tử vận long hoàng tham còn trong tay Tiêu Phàm. Nói làm liền làm, Tiêu Phàm lấy ra thần bí tiểu đỉnh liền bắt đầu luyện chế, mà lúc này, một cỗ nguy hiểm lại vụng trộm tới gần. Gạch nối. Bên trong gian phòng Tiêu Phàm bố trí mấy đạo hồn giới, tầng tầng màn sáng hiển hiện, bao phủ cả tòa gian phòng, không có Tiểu Kim cùng Tiểu Minh thủ hộ, Tiêu Phàm luôn cảm giác không yên lòng. Một phương diện khác, hồn giới cũng có thể phòng ngừa hồn lực. Luyện chế bát phẩm đan dược, hồn lực ba động không nhỏ, liền tựa như lần trước luyện chế bát phẩm thối hồn đan, hắn cũng phải bố trí mấy tầng hồn giới. Giờ phút này trên mặt bàn trong gian phòng trưng bày 20-30 loại dược tài, trong không khí phiêu tán nồng đậm mùi thơm dược tài. Tiêu Phàm đem những dược tài chia tầm 10 phần, luyện chế đan dược có tỷ lệ thất bại rất lớn, dù là Tiêu Phàm hắn cũng không ngoại lệ, cho nên nhất định phải chuẩn bị thêm mấy phần dược tài. Tất cả công tác chuẩn bị đều tốt, thần sắc Tiêu Phàm trở nên ngưng trọng, trong nháy mắt, một đoàn kim sắc hỏa diễm từ đầu ngón tay hắn bắn ra, bao phủ hắc sắc tiểu đỉnh. Dư quang xuyên thấu qua cửa sổ, giờ phút này hẳn là lúc đêm khuya, bên ngoài yên tĩnh quỷ dị, có chút đáng sợ. Tối nay làm sao luôn cảm giác tâm thần không yên đây? Tiêu Phàm cau mày, trong lòng có cỗ cảm giác bất an. Lúc này nhìn thấy cũng không có sự tình đặc biệt khác phát sinh. Tiêu Phàm như thường ngày bắt đầu luyện đan, nửa ngày qua đi, cũng không phát hiện cái gì ngoài ý muốn, Tiêu Phàm cũng thở phào. Bên trong hắc sắc tiểu đỉnh kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực, theo hỏa diễm bốc lên, một cỗ mùi thuốc nồng đậm đập vào mặt, không đúng, nói cho đúng là đan hương. Khóe miệng Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười, hồn lực hắn có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa dược tài trong chiếc đỉnh nhỏ, theo hỏa diễm thiêu đốt,
dược tài đều bị đề luyện ra tạp chất, chỉ còn lại tinh hoa. Tinh hoa dưới hồn lực thao túng dung hợp lại cùng một chỗ, đã có hình thức đan dược ban đầu, chỉ một thoáng, Tiêu Phàm lấy ra mấy vạn cực phẩm hồn thạch. Mấy vạn cực phẩm hồn thạch trong nháy mắt nổ tung, hóa thành hồn lực cuồn cuộn dũng mãnh lao vào bên trong hắc sắc tiểu đỉnh. Ngay lúc đó, bên ngoài phòng ốc cũng tràn vào vô số linh khí, chút vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, đây cũng là tác dụng thứ hai của hồn giới, cái kia chính là tụ tập linh khí. Lần này vận khí thật đúng là tốt, vậy mà một lần liền thành công. Khóe miệng Tiêu Phàm hiện ra một vòng tiếu dung. Vẻn vẹn trong nháy mắt, ánh mắt Tiêu Phàm ngưng kết ở nơi nào, chỉ thấy hồn giới trong phòng đột nhiên tỏa ra quang mang lóa mắt, một đạo sắc bén lợi mang trong nháy mắt xuyên thủng hồn giới trói buộc. Phải biết, Tiêu Phàm bố trí tứ trọng hồn giới đủ để ngăn chặn một kích toàn lực chiến đế cảnh trung kỳ, nhưng lại bị người công phá dễ như trở bàn tay, có thể thấy đối phương cường đại hơn. Người chưa đến, một chuôi hắc sắc tế kiếm trong con mắt Tiêu Phàm nhanh chóng phóng đại, một cỗ kiếm đạo ý chí âm lãnh như vạn kiếm tể phát, bắn về phía não hải Tiêu Phàm. Tam trọng hắc ám kiếm đạo ý chí, chiến đế hậu kỳ. Trong đầu Tiêu Phàm trước tiên có phán đoán, nếu như chính diện đối địch, Tiêu Phàm tự nhiên không sợ. Nhưng giờ phút này tâm thần hắn còn ở trên thối thể đan, một khi đối địch, thối thể đan khả năng liền thất bại trong gang tấc. Chủ yếu nhất là, đối phương đánh lén, lấy thực lực chiến đế cảnh hậu kỳ, đoán chừng liền chiến đế đỉnh phong cũng có khả năng chết ở trên tay hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Phàm không chút do dự triệu hồi ra U Linh chiến hồn, cũng thi triển bất diệt kim thân, chẳng biết lúc nào Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Tàn dương huyết, một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy một vòng huyết sắc tà dương lấy Tiêu Phàm làm trung tâm tản ra, bên trong tà dương có vô số kiếm khí đường vân xoay tròn cấp tốc, những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành cho bụi. Bang, chuôi hắc sắc trường kiếm trong nháy mắt bị chấn trở về, phát ra âm vang, đối phương đến nhanh, đi cũng rất nhanh. Lôi ra rốt cục vẫn ngồi không yên. Khóe miệng Tiêu Phàm dương lên, hắn rốt cục biết hôm nay bất an đến từ chỗ nào. Nguyên lai chính là cường giả chiến đế hậu kỳ ám sát. Không thể không nói, Lôi gia thật đúng là có thể nhìn, cũng xuống đến vốn gốc, vậy mà mời một chiến đế hậu kỳ đến ám sát mình. Thời gian hơn nửa tháng, nguyên bản Tiêu Phàm còn tưởng rằng Lôi gia đã từ bê ứng phó với hắn, dù sao, ngoại giới truyền ngôn Tiêu Phàm hắn ngay cả chiến đế đỉnh phong đều có thể chém giết. Nếu như Lôi gia phái ra một chiến đế đỉnh phong, Tiêu Phàm cũng còn có thể nghĩ một chút. Một chiến đế hậu kỳ, Tiêu Phàm luôn cảm giác là vũ nhục người khác, có loại cảm giác bị người khinh thường. Đây mới là sát thủ nghiêm chỉnh huấn luyện, một kích thất bại, liền không có tung tích gì nữa. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng hắn vẫn có chút bận tâm. Tam đại tổ chức sát thủ đều có quy củ bất thành văn, cùng một mục tiêu sẽ ra tay ba lần nếu không chết sẽ từ bỏ nhiệm vụ ám sát lần này. Mà đây mới vẻn vẹn là lần thứ nhất ám sát mà thôi, Tiêu Phàm căn bản không nhìn thấy thân ảnh đối phương, lại càng không cần phải nói thấy rõ ràng dung mạo đối phương. Lần này đối phương không giết được, sẽ ra tay hai lần nữa, mọi thời điểm đều có nguy hiểm đến tính mạng. Lần này xuất thủ là chiến đế hậu kỳ, lần sau chẳng lẽ là chiến đế đỉnh phong. Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh, Lôi ra sở tác sở vi thật làm cho hắn phẫn nộ. Trong lòng đã âm thầm thề. Không diệt Lôi ra thì khó tiết mối hận trong lòng hắn. Nhìn đan dược bên trong hắc sắc tiểu đỉnh, ánh mắt Tiêu Phàm băng lãnh mới khôi phục mấy phần thần thái. Chờ ta nuốt vào bát phẩm thối thể đan, bất diệt kim thân đại thành, cho dù chiến đế đỉnh phong cũng không thể trong nháy mắt giết được ta. Trong mắt Tiêu Phàm hiện ra lãnh quang. Chỉ cần không thể trong nháy mắt chém giết hắn, Tiêu Phàm có lòng tin sống sót, đồng dạng, bị chiến đế đỉnh phong đánh lén cũng như thế. Hắn tương đối may mắn, Lôi gia cũng không thỉnh cầu chiến đế đỉnh phong sát thủ, bằng không Tiêu Phàm rất có thể vừa nãy đã mất mạng. Nếu bỏ lỡ cơ hội, muốn giết Tiêu Phàm hắn cũng không còn là sự tình dễ dàng như vậy. Trong lòng Tiêu Phàm sớm đã nghĩ kỹ phương pháp phá giải loại thủ đoạn thứ hai của Lôi gia, chỉ cần thực lực Tiêu Phàm hắn tăng lên, thực lực so với sát thủ Diêm La Phủ an bài chênh lệch không lớn, vậy Diêm La Phủ chưa chắc có thể giết chết được hắn. Liền tựa như vừa nãy, Tiêu Phàm có thể nhẹ nhõm ứng phó chiến đế hậu kỳ, một khi nuốt vào bát phẩm thối thể đan, mấy ngày nữa hắn tự tin ngăn cản chiến đế cảnh đỉnh phong tập sát, cho dù Diêm La Phủ an bài chiến đế đỉnh phong xuất thủ,
Tiêu Phàm còn sợ gì? Về phần sát thủ chiến thánh cảnh, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, nếu quả thật xuất động, Tiêu Phàm chỉ có thể nhận mệnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lấy ra một viên bát phẩm thối thể đan liền bắt đầu nuốt. Lão Tam, đột nhiên, một đạo thanh âm sốt ruột từ bên ngoài truyền đến, đó là thanh âm bàn tử có chút gấp gấp rút, như có sự tình không tốt phát sinh. Xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Tiêu Phàm cau mày, bỗng nhiên đứng dậy, thu hồi hắc sắc tiểu đỉnh cùng mấy viên bát phẩm thối thể đan, triệt hồi hồn giới liền đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Hơn nửa đêm, có thể làm cho bàn tử vội vã như thế, hiển nhiên không phải việc nhỏ. Lão nhị, làm sao? Tiêu Phàm hỏi. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh trở về. Bàn tử thở không ra hơi nói ra. Đây là chuyện tốt. Trên mặt Tiêu Phàm vui vẻ, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh biến mất lâu như vậy, nói hắn không lo lắng là không có khả năng, bây giờ trở về, Tiêu Phàm tự nhiên là cao hứng còn không kịp. Thế nhưng bọn hắn bị người Liệp Hồn Sư Công Hội bắt đi, ta và Tiểu Thất trên đường đi dạo vừa mới bắt gặp, chúng ta liền truy theo, nghe nói qua hai ngày muốn đem Tiểu Kim cùng Tiểu Minh xử lý sạch, ta trước chạy về nói cho ngươi biết, Tiểu Thất còn ở đằng kia bảo vệ, đến cùng một chỗ nghĩ biện pháp mới được. Bàn tử một hơi nói xong, thần sắc có chút băng lãnh, hắn biết rõ tình cảm Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim, Tiểu Minh, Tiêu Phàm sẽ không trơ mắt để hai thú ra xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Liệp Hồn Sư Công Hội sao? Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, sát ý lạnh như băng từ trên người hắn lặng yên tản ra. Gạch nối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm làm người, từ trước đến nay đều là người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta hoàn lại gấp trăm lần. Đi tới Vô Song Thánh Thành, Tiêu Phàm mặc dù đắc tội Cửu Tiêu Thương Hội cùng Vô Nhai Thương Hội, nhưng cùng Liệp Hồn Sư Công Hội căn bản không hề có quen biết gì, bây giờ đối phương vậy mà khi dễ hắn, việc này khiến Tiêu Phàm như thế nào không giận. Cảm nhận được sát khí trên người Tiêu Phàm, sắc mặt bàn tử biến hóa, hắn trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ không nên đem việc này nói cho Tiêu Phàm. Lấy Tiêu Phàm đoán chừng sẽ trực tiếp rút kiếm giết đến tận cửa đi, hắn không phải một kẻ nén giận. Lão Tam, ngươi, bàn tử vừa định ngăn cản Tiêu Phàm. Nhưng lại bị Tiêu Phàm khoát tay cắt ngang, ngẩng đầu nhìn thiên không hắc ám, con ngươi đen kịt hiện ra u quang, nói, bây giờ còn sớm. Dứt lời, Tiêu Phàm tiện tay hất lên, ném ra một cái bình ngọc liền quay người đi vào phòng. Sau đó há miệng nuốt vào hai viên bát phẩm thối thể đan vừa mới luyện chế thành công, hắn nói tới bây giờ còn sớm là bởi vì bây giờ là đêm khuya, cho dù nháo Liệp Hồn Sư Công Hội, ảnh hưởng cũng không lớn. Trong đầu hắn hồi tưởng lại câu nói bác lão kia, vô luận tới chỗ nào, đều không được yếu thế, mà đây cũng là phong cách Tiêu Phàm xử sự. Nếu muốn ồn ào, vậy liền làm lớn chuyện một chút. Tiêu Phàm có thể không tin Liệp Hồn Sư Công Hội không biết thân phận Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, nếu biết mà còn bắt bọn hắn, đây không phải cố ý khi dễ Tiêu Phàm hắn hay sao? Dám ở trên đầu Tiêu Phàm hắn đi tiểu, liền bỏ ra đại huyết giới. Đương nhiên, Tiêu Phàm sở dĩ không lập tức giết còn có một nguyên nhân, hắn muốn dựa vào bát phẩm thối thể đan để thực lực bản thân lại lên cao lên một cấp độ. Đến thời điểm chỉ cần không phải chiến đế đỉnh phong xuất thủ, Tiêu Phàm hắn liền không sợ hãi. Nuốt bát phẩm thối hồn đan, Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm giác một dòng nước ấm từ hồn hải dâng lên, như có một đoàn hỏa diễm cực nóng hướng về toàn thân kinh mạch thẩm thấu. Ngay lúc đó, vô tận chiến hồn lấp lóe ra, toàn thân Tiêu Phàm bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm hừng hực, hỏa diễm thập phần bá đạo, thiêu đốt mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào hắn. Có thể rõ ràng nhìn thấy da thịt trong lỗ chân lông phiêu tán ra từng sợi xương mù màu đen, tản ra mùi khó ngửi. Trên mặt Tiêu Phàm vặn vẹo một trận, gân xanh trên trán như là tiểu trùng ngọ nguậy, loại thống khổ này so với đột phá cảnh giới muốn thống khổ hơn rất nhiều. Đột phá cảnh giới đồng dạng chỉ là kinh mạch mở rộng mà thôi, mà thối thể đan rèn luyện không chỉ là thân thể, mà là kinh mạch và da thịt toàn thân, thậm chí còn có lục phủ ngũ tạng. Tu vi càng mạnh, thống khổ rèn luyện thối thể đan mang đến cũng càng lớn, người bình thường liền dược hiệu một viên thối thể đan đều tiếp nhận không được, càng không cần phải nói hai viên. Nhưng Tiêu Phàm liền hừ đều không hừ một tiếng, loại thống khổ này cùng lo lắng không cách nào mang tiểu ma nữ đi cũng không tính là gì, đau lòng mới là đau nhức chân chính. Lúc này, da rẻ bắt quanh thân Tiêu Phàm bắt đầu chóc ra,
thân thể cũng biến thành nếp uốn, quỷ dị là phía dưới nếp uốn lại sinh ra một tầng da thịt non mịn như nước, vô cùng mềm mại, khiến nữ nhân đều phải hâm mộ. Đồng thời, Tiêu Phàm thi triển nhất tâm nhị dụng, một bên vận chuyển pháp quyết bất diệt kim thân, hồn lực không ngừng dọc theo kinh mạch vận chuyển, một bên khác, bên trong hồn hải không ngừng diễn hóa bất diệt kim thân. Da thịt tân sinh, ẩn ẩn tản ra từng đạo kim sắc quang mang rất yếu ớt nhưng Tiêu Phàm lại chân thực cảm nhận được. Chết già, tân sinh, Tiêu Phàm cảm nhận được tự thân biến hóa, ánh mắt bỗng sáng lên, như có chỗ cảm thụ, chân chính bất diệt kim thân cũng không phải là chân chính bất diệt, mà là có thể không ngừng trọng sinh. Bất hủ ý chí, sinh sôi không ngừng, vĩnh thế bất hủ, không phải cũng là không ngừng mất đi cùng sống lại sao? Chỉ cần có thể không ngừng tân sinh, chẳng phải vạn thế bất diệt sao? Tiêu Phàm tựa như có cảm xúc, trong lòng có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt, cho tới nay, bất hủ ý chí hắn đều không cách nào càng tiến một bước, nhưng hiện tại hắn cảm giác bản thân ẩn ẩn bắt lấy một chút đồ vật. Bất hủ ý chí mặc dù là ý chí một người nhưng đản sinh tại thiên địa, vạn vật đều sẽ có quá trình tân sinh, sinh trưởng, đỉnh phong, sau đó chết già, ai cũng không đào thoát được. Dù là phiến thiên địa có bắt đầu, cũng có khả năng có cuối, chỉ là thập phần dài dằng dặc mà thôi. Hô một trận ba động huyền diệu từ trên người Tiêu Phàm tản ra, ngay sau đó, chỉ thấy da thịt vừa mới tân sinh trên người Tiêu Phàm đột nhiên lại chậm rãi trở nên uốn nếp. Đồng thời, tóc đen dày đặc cũng biến thành khô trắng. Trên mặt da rẻ càng là nếp uốn tới cực điểm, như là cây khô vỏ khô, cả người tựa như gần đất xa trời, tùy thời đều có thể chết đi. Nếu để cho người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, tưởng là Tiêu Phàm tu luyện ma công nào, tẩu hỏa nhập ma. Mấy thứ sau, thiên địa linh khí bốn phía cuồn cuộn tràn vào, vỏ khô trên người Tiêu Phàm cùng tóc trắng khô chậm rãi chóc ra, thay đổi một thân non mịn. Cùng một đầu đen như mực nhưng lại óng ánh trong suốt. Thế nhưng cái này cũng không phải là kết thúc, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, không bao lâu, Tiêu Phàm lần nữa biến già nua, thân thể hắn đang không ngừng tân sinh rồi chết già, quả thực là thập phần quỷ dị. Không sai biệt lắm qua hai canh giờ, dòng dã tân sinh 49 lần, chết già 49 lần, Tiêu Phàm mới dừng lại, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Cái này mới là bất diệt kim thân chân chính. Tiêu Phàm sang sảng cười một tiếng, ánh mắt bên trong lóe qua một vòng kích động, lão sư có lẽ đã sớm biết rõ trên người ta sẽ phát sinh tất cả những thứ này, mới cố ý truyền bí kíp bất diệt kim thân, để cho ta dùng bất diệt kim thân cùng bất hủ ý chí xác minh lẫn nhau. Vừa nghĩ tới bác lão, trong lòng Tiêu Phàm liền tràn ngập cung kính và kính yêu, ở chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm cũng tìm không được nữa mấy người vô thân vô cố như bác lão, xốc túi tương thụ đối với bản thân. Như bí kíp bất diệt kim thân bậc này, nếu như bị ngoại giới biết được, đoán chừng sớm đã máu chảy thành sông, bất luận một gia tộc có được, gia tộc này đều có thể quật khởi. Mà bác lão lại không chút do dự đem bất diệt kim thân truyền cho hắn, trong lòng Tiêu Phàm phát ra cảm kích từ nội tâm. Nếu như đem bất diệt kim thân tu luyện tới viên mãn, đoán chừng cường độ thân thể ta cũng có thể ngạnh kháng cửu phẩm hồn binh. Trong lòng Tiêu Phàm cảm thán nói. Hắn cảm thụ được tự thân biến hóa, lại phát hiện, thi triển bất diệt kim thân cũng không có sốc nổi như trước đó, kim sắc quang mang chỉ là phát ra bên trong da thịt hắn, như ẩn như hiện, nếu như không phải đêm tối, căn bản phát hiện không được. Hiện tại cho dù bát phẩm hồn binh, hắn đều có thể tay không tiếp lấy. Đương nhiên, theo Tiêu Phàm, thu hoạch to lớn nhất lại không phải bất diệt kim thân đại thành, mà là hắn cảm ngộ đối với bất hủ ý chí. Bây giờ hắn đã đụng chạm đến nhị trọng bất hủ ý chí. Hắn tin tưởng, rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ nhị trọng bất hủ ý chí, sau đó nhất cử đột phá chiến đế trung kỳ. Sau đó Tiêu Phàm ngồi xếp bằng trong phòng, qua thời gian một nén nhang đem trạng thái tự thân điều tiết đến tốt nhất, lúc này mới đứng dậy. Nhìn qua đã giữa ban ngày, Tiêu Phàm trong mắt bắn ra bốn phía. Hôm nay, nhất định là một ngày đổ máu. Tiêu Phàm lạnh như băng nói ra một câu, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Gạch nối. Liệp hồn sư công hội, xây giữa lưng vào núi, vị trí đường đi cũng không phồn hoa, chỉ ít cùng tam đại thương hội cùng nhau không cùng một cái cấp độ. Phía trước nó là một tòa hắc sắc cung điện to lớn, thường xuyên có người tiến vào, đi tới liệp hồn sư công hội, bình thường đều là vì mua sắm hồn tinh hồn thú, hoặc là mua sắm hồn thú làm sủng vật. Hồn tinh bên trong hồn thú ẩn chứa hồn lực,
không phải hồn thạch có thể so sánh, dù sao đây chính là tinh hoa suốt đời một đầu hồn thú. Nhất là bát giai hồn tinh, bên trong hồn tinh còn có thể ẩn chứa mảnh vỡ ý chí, đối với tu sĩ tu luyện rất có chỗ tốt. Về phần mua sắm hồn thú làm sủng vật, cũng đều không phú thì quý, một đầu thất giai hồn thú sống sờ sờ, giá trị cũng không nhỏ, người bình thường căn bản mua không nổi. Đương nhiên, nếu là thất giai hồn thú bị thuần phục, đó cũng là một giúp đỡ tốt. Tại phái sau hắc sắc cung điện là cổ lâm mênh mông, cổ thụ che trời, xương trắng mênh mông, trong này nuôi nhốt không ít cao giai hồn thú. Đây cũng là một trong nguyên nhân Liệp Hồn Sư Công Hội xây dựa lưng vào núi, có thể thuận tiện nuôi nhốt hồn thú. So với Liệp Hồn Sư Công Hội các đại đế triều, Liệp Hồn Sư Công Hội Vô Song Thánh Thành cường đại hơn nhiều, có rất ít người nguyện ý đắc tội người Liệp Hồn Sư Công Hội. Tự nhiên, cũng không ai dám đắc tội Liệp Hồn Sư Công Hội thượng tầng Liệp Hồn Các, đừng nhìn tu sĩ Liệp Hồn Sư Công Hội đế triều không có chút địa vị nào, nhưng Liệp Hồn Các là một trong bát đại thế lực Vô Song Thánh Thành, không có mấy người dám đắc tội. Giờ phút này, phía sau đại điện Liệp Hồn Sư Công Hội trong cổ lâm, bên trong một tòa tiểu viện tương đối u sâm có hai chiếc lồng thiết to lớn. Trong đó một chiếc nhốt một đầu hoàng kim sư tử con, toàn thân máu me đầm đìa, một cái khác lại là một đầu diều hâu lông vũ bừa bộn. Rất hiển nhiên chính là tiểu kim cùng tiểu minh, bọn chúng bị thụ thương không nhẹ, gần như thoát lực, bất quá con người u sâm vẫn phóng lãnh quang. Xung quanh chiếc lồng còn đứng không ít bóng người, đám người chỉ trỏ, bình phẩm từ đầu đến chân, hiển nhiên là khách Liệp Hồn Sư Công Hội chú ý. Nghe nói hai đầu hồn thú là của một kẻ ngoại lai Tiêu Phàm, Tí Tí, bát giai hồn thú, lần này trọng thương cũng không nhiều, hơn nữa bọn chúng còn có tiềm lực trưởng thành. Hồn thú là tốt, nhưng bọn hắn cũng nguy hiểm, dù là bát giai sơ kỳ, cũng tương đương với chiến đế sơ kỳ, thực lực càng là tương đương với chiến đế trung kỳ. Nếu như có thể thuần phục bọn chúng ngược lại không tệ, mấu chốt là bát giai hồn thú thập phần cao ngạo, muốn thuần phục thập phần gian nan. Liệp Hồn Các luyện dược sư có thể bắt được bọn hắn đoán chừng cũng không dễ dàng. Đúng vậy, lúc đầu ta tại trận, xuất động hai chiến đế đỉnh phong, năm chiến đế hậu kỳ mới bắt sống bọn chúng, trong đó hai cường giả chiến đế hậu kỳ kém chút bị hai thú xé rách. Đám người ngươi một lời, ta một câu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, rất muốn đem bọn chúng mua về, nhưng lại lo lắng thực lực hai thú. Liền Liệp Hồn Sư Công Hội cũng tốn lớn như vậy mới bắt sống được hai thú, người bình thường như thế nào là đối thủ bọn chúng. Mọi người nhường một chút. Đột nhiên, một đạo thanh âm hét lớn vang lên. Đám người nghe vậy, không khỏi hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy một lam bào thanh niên, bên trong đám người bao vây đi đến. Hắn một tay cầm quạt xếp, một tay khác ôm một nữ tử xinh đẹp, nhìn qua phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, mang trên mặt tiếu dung. Trong tươi cười lại ẩn chứa vài sát mang. Là Tiếu Diện Hổ Lâm công tử, Lâm Tu công tử vậy mà cũng tới, nhìn đến hắn đối với hai đầu hồn thú là tình thế bắt buộc. Đám người nhìn thấy người tới, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, bên trong nhường ra một mảnh đất trống to lớn, ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ nhìn qua lam bảo thanh niên Lâm Tu công tử. Lâm công tử, ngài làm sao tới? Một người hầu Liệp Hồn Sư Công Hội cung kính đi đến. Thân thể cong thành 90 độ. Đem hai đầu hồn thú xử lý một chút, ta muốn. Lâm Tu thu nạp quạt xếp, buông nữ tử xinh đẹp, quạt xếp đập vào lòng bàn tay một tay khác, rất có ý tứ giải quyết dứt khoát. Nhìn thấy lời nói tràn ngập bá đạo cùng tùy tiện, tựa như hai đầu hồn thú đã là vật trong bàn tay hắn. Bốn phía không ít người muốn mua Tiểu Kim cùng Tiểu Minh giận mà không dám nói gì, bọn hắn không dám đắc tội Lâm Tu. Dù sao, Lâm Tu là người Liệp Hồn Sư Công Hội Lâm gia, toàn bộ sự tình Liệp Hồn Sư Công Hội, Lâm gia hắn có ba phần. Ở chỗ này đắc tội Lâm Tu làm sao chết đều không biết, ngay cả người thị giả kia cũng không chút do dự gật gật đầu nói, Lâm công tử nói sao là vậy, hai đầu hồn thú là cho công tử đưa thượng trọng thiên hay là? Chẳng lẽ dân đen hạ trọng thiên xứng nắm giữ bát giai hồn thú hay sao? Thần sắc Lâm Tu lạnh lùng, hờ hững quét tu sĩ bốn phía một cái. Khóe miệng dương lên đều là vẻ khinh thường, mọi cử động tràn ngập tùy tiện. Tu sĩ bốn phía nghe vậy, nắm đấm nắm chặt, bọn họ đều là người hạ trọng thiên, bị Lâm Tu mắng thành dân đen, bọn hắn tự nhiên tiếp thu không được. Chỉ là Lâm gia thế lớn, căn bản không phải bọn hắn có thể đắc tội,
nếu như thực lực phía sau bọn hắn có thể làm cho Lâm gia kiêng kỵ, Lâm Tu cũng không dám không coi ai ra gì như thế. Hồng hộc, đột nhiên, một tia sáng trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người, đám người nhao nhao ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn lại, nơi đó chính là vị trí đại điện luyện dược sư công hội. Một đạo kiếm mang sắc bén vô cùng tuyệt thế xé rách hư không, ngay sau đó truyền đến một trận âm thanh kêu thê lương thảm thiết, mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Mấy tức sau, kiếm khí trong hư không càng ngày càng nhiều, mỗi một kiếm đều sắc bén đến cực điểm, mỗi một kiếm đều thu gặt lấy sinh mệnh, tu sĩ nhìn các tòa tiểu viện kinh hồn táng đảm. Thật lớn mật, dám ở luyện dược sư công hội ra tay đánh nhau. Đám người thấy thế, trong lòng bỗng nhiên rung động, rất nhiều người nhao nhao đạp không bay lên, hướng về nơi xa bắn nhanh đi. Có ý tứ, rất lâu chưa từng gặp qua sự tình thú vị như thế. Tiếu dung trên mặt Lâm Tu ngưng tụ, híp hai mắt, sau đó ôm nữ tử xinh đẹp bên cạnh đạp không mà lên. Lúc này, bên trong tiểu viện chỉ còn lại Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, còn có mấy thủ vệ. Trước cửa luyện dược sư công hội, một nam tử áo đen cầm trường kiếm trong tay, kiếm khí quanh thân tàn phá bừa bãi, bị 10 tu sĩ luyện dược sư công hội vây quanh vào trong. Con người hắn băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, tóc đen dày đặc trên không trung bay lên, một bộ áo bào đen không gió mà bay, nam tử không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm. Cách đó không xa, bàn tử cũng bị mười mấy người vây công, quyền trưởng vũ động ở giữa, thỉnh thoảng có tu sĩ truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó bị đại lực bắn bay. Bàn tử mặc dù không có hạ sát thủ, nhưng Tiêu Phàm không lưu tình chút nào, dưới kiếm hắn đã có mấy tính mạng, tu la kiếm vẫn chảy xuống máu tươi, mặt đất lưu lại một đường vết máu. Lặp lại lần nữa, đem bằng hữu ta giao ra, bằng không đừng trách ta vô tình. Lời nói lạnh lùng từ trong miệng Tiêu Phàm thốt ra. Tiêu Phàm sớm đã coi Tiểu Kim là huynh đệ mình, Tiểu Kim cũng nhiều lần cứu tính mệnh hắn, sao có thể để nó bị Liệp Hồn Sư Công Hội làm nhục. Các ngươi tự cho là người Liệp Hồn Sư Công Hội, ta liền không dám giết các ngươi. Thực sự là trò cười. Dám đụng đến huynh đệ ta, liền dùng mệnh đến hoàn lại. Đám người bốn phía cũng bị cử động Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, tiểu tử này thật đúng là phách lối, dám rút kiếm giết đến tận Liệp Hồn Sư Công Hội, đây là không muốn sống sao. Con người Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chăm chú cửa đại điện Liệp Hồn Sư Công Hội, sát khí đáng sợ từ trên người hắn bạo phát ra, tu sĩ bốn phía câm như hến. Nếu đều không ra, ta tự mình tiến tới. Tiêu Phàm dường như nói một mình, nhấc tu la kiếm, một kiếm nổi giận chém ra. Kiếm khí sắc bén xông thẳng bảng hiệu Liệp Hồn Sư Công Hội. Tiểu tử, chớ có cuồng vọng, Liệp Hồn Sư Công Hội không phải nơi ngươi có thể dương oai. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị đi vào Liệp Hồn Sư Công Hội, một tiếng gầm từ trong đại điện truyền ra. Ngay sau đó một đạo thân ảnh lóe ra, khí thế cuồng bá quét sạch tứ phương, một đạo trưởng cương nghênh không đánh đến, cùng đạo kiếm khí Tiêu Phàm đâm vào cùng một chỗ. Kiếm khí cùng trưởng cương đồng thời vỡ nát. Hồn lực ba động quét sạch bốn phương tám hướng, đá xanh mặt đất vỡ nát, bụi bặm văng khắp nơi. Lúc này, xung quanh mới khôi phục bình tĩnh, ánh mắt đám người lúc này mới rơi vào trên người một nam tử trung niên áo bào trắng ở cửa ra vào, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Kỳ Long, Tô trưởng lão, có người nhẹ giọng kinh hô, ngữ khí có chút không bình tĩnh. Đúng lúc này, lại có hai đạo thân ảnh từ trong đại điện đi ra. Cung kính đứng ở sau lưng nam tử trung niên Tô Kỳ Long, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm. Thần sắc Tiêu Phàm không hề bận tâm, nhưng trong lòng có chút không được bình tĩnh, hắn nào sẽ nghĩ đến, bây giờ lại gặp phải cường giả chiến đế cảnh tối đỉnh. Thực lực Tô Kỳ Long đoán chừng so với Ngô Thánh Chi không yếu bao nhiêu, khó trách hắn có thể dễ như trở bàn tay hóa giải công kích của mình. Bất quá bây giờ Tiêu Phàm sớm đã không phải hắn hơn nửa tháng trước. Ngược lại cũng không phải hắn có thể chiến thắng chiến đế tối đỉnh, mà là hắn nắm giữ phương pháp ứng phó thiên địa chi lực, tạm thời không còn bị động như vậy. Đến Liệp Hồn Sư Công Hội giết người, thật đúng là ăn hùng tâm gan báo. Tô Kỳ Long còn chưa mở miệng, một lão giả áo xám phía sau hắn liền gầm thét một tiếng, hướng về Tô Kỳ Long cung kính nói, hội trưởng, ta đi giết hắn, lấy lại uy nghiêm Liệp Hồn Sư Công Hội. Tô Kỳ Long cau mày một cái, trầm mặc không nói. Áo xám lão giả thấy thế, đạp không mà lên, lách mình liền xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm cách đó không xa, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường đao màu đen. Kiếm chi luật động,
Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ra, lập tức, ngàn vạn kiếm khí gợn sóng hiển hiện, tiếng kiếm reo bên tai không dứt, đám người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, những tu sĩ trong tay đó cầm kiếm, phát hiện kiếm trong tay lại có chút không nghe sai khiến. Kiếm khí gợn sóng kia tại hư không hội tụ, hóa thành một chuôi quang kiếm vô cùng to, dường như muốn nghiền sát tất cả, hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ thành một thanh kiếm. Oanh, đao kiếm va chạm, giữa thiên địa lập tức nổi lên một trận gió lốc hủy diệt, xung quanh mấy chục trượng hoàn toàn tràn ngập kiếm khí cùng đao khí. Cũng may đám người lui rất nhanh, bằng không nhất định sẽ bị tai bay vạ gió. Cẩn thận, đột nhiên, một lão giả khác từ phía sau Tô Kỳ Long hét lớn một tiếng ra, thân ảnh hắn lấp lóe, đồng thời nắm lấy một thanh đao thẳng đến cổ họng Tiêu Phàm. Đám người trong lúc nhất thời không biết phát sinh chuyện gì, tất cả đều nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn rốt cục thấy rõ cái gì, chỉ thấy một đạo thân ảnh quỷ dị đột nhiên từ trong biển kiếm khí cùng đao khí hiển hiện ra, một kiếm vạch về phía cổ lão giả áo xám. Phốc một tiếng, màu máu lóe lên, đầu lâu lão giả áo xám bay lên, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, hắn nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm lại có thể xuyên qua kiếm khí cùng đao khí lấy tính mệnh của hắn. Hắn không biết là Tiêu Phàm tự sáng tạo thân pháp chiến kỹ kiếm bộ, chính là bên trong kiếm khí xuyên toa, thậm chí có thể mượn lực lượng kiếm khí để tốc độ tăng lên, bộc phát vượt qua uy lực thường nhân. Lúc một lão giả khác chạy đến, Tiêu Phàm đã hóa thành một đạo chớp lóe, lui ra phía sau vài chục trượng. Đó là Lâm gia Phong Vân nhị lão, đây chính là đến gần vô hạn chiến đế cường giả tối đỉnh, lại bị hắn giết. Thực lực thật mạnh, hắn có vẻ như chỉ là chiến đế sơ kỳ đi, vậy mà có thể chém giết chiến đế hậu kỳ lâu năm. Cho dù Thánh Thành Bát Tuấn đoán chừng cũng chỉ có thực lực này, người này xa lạ như vậy, làm sao chưa thấy qua. Ta cảm giác hắn giống một người, đúng rồi, Tiêu Phàm, kẻ ngoại lai đánh bại Lôi Hạo một trong Thánh Thành Bát Tuấn. Hắn thật đúng lớn mật, lần trước đắc tội Cửu Tiêu Cung Ngô gia cùng Lôi gia, hiện tại lại tới Liệp Hồn Sư Công Hội quấy rối, đây là muốn đắc tội Tô gia cùng Lâm gia sao. Có người nhận ra thân phận Tiêu Phàm, đám người bốn phía một trận kinh ngạc. Có người trong lòng thầm than, Tiêu Phàm thật đúng là đi tới chỗ nào đều không được an bình. Đám người thanh âm không lớn, nhưng người ở đây đều nghe được nhất thanh nhị sở, Tô Kỳ Long không khỏi mị mị hai mắt đánh giá Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Thực lực Tiêu Phàm cũng làm cho hắn chấn kinh không thôi, một tiểu tử chiến đế sơ kỳ vậy mà tùy tiện giết chết chiến đế hậu kỳ như thế. Cách đó không xa, Lâm Tu ôm nữ tử xinh đẹp chậm rãi đi tới. Vừa hay nhìn thấy cỗ thi thể không đầu trên mặt đất, con người bỗng nhiên co rụt lại, run giọng nói, Vân lão chết. Lâm công tử, làm sao? Nữ tử xinh đẹp kinh ngạc nhìn Lâm Tu luôn luôn ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, nào sẽ lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng còn chưa bao giờ gặp Lâm Tu thất thố như vậy. Cút ngay, Lâm Tu đẩy nữ tử xinh đẹp, thần sắc lạnh lùng tới cực điểm. Tiêu Phàm. Phong Vân nhị lão một lão giả khác nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm, hai mắt đỏ bừng, sát khí nặng nề nhìn Tiêu Phàm, giết huynh đệ ta, vô luận ngươi là ai đều phải chết. Ngươi muốn chết, tiễn ngươi một đoạn đường, vừa vặn đi cùng huynh đệ các ngươi phía dưới hoàng tuyền. Tiêu Phàm chậm rãi nâng tu la kiếm trong tay, chỉ Phong lão lạnh giọng nói. Tí tách máu tươi phía trên tu la kiếm rơi xuống vũng máu phía dưới phát ra trận thanh âm tí tách. Thanh âm rất nhỏ nhưng lại tựa như kinh lôi rơi vào trái tim đám người. Phong lão phẫn nộ tới cực điểm, người một khi phẫn nộ nào còn sẽ cố kỵ nhiều như vậy, quản ngươi là Tiêu Phàm gì, quản ngươi thực lực gì, trước hết giết rồi nói. Hắn thấy Tiêu Phàm sở dĩ có thể giết chết Vân lão, cũng chỉ là mưu lợi mà thôi, thừa dịp Vân lão không sẵn sàng, lúc này mới đánh lén thành công. Nghĩ vậy, Phong lão lách mình biến mất tại chỗ. Giống như một trận gió hướng về Tiêu Phàm đánh giết đến. Tu hồn chỉ, thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh, nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt hắn, mặc cho tốc độ Phong lão nhanh như thế nào, hắn cũng có thể rõ ràng bắt được, hắn chậm rãi nâng bàn tay, đánh cái thủ ấn, một chỉ đâm xuống. Hư không long long ù tai, một ngón tay kim sắc to lớn trống rỗng xuất hiện, ngay lúc đó, thân ảnh Phong lão hiển lộ ra, kinh hãi nhìn đỉnh đầu ngón tay kim sắc to lớn. Hắn phát hiện, bản thân sai, hơn nữa sai rất không hợp thói thường, cái người trẻ tuổi này căn bản không phải hắn có thể chiến thắng. Nghe đồn Tiêu Phàm giết chết Ngô Thánh Chi, quả nhiên là thực. Lúc này,
trong đám người có thanh âm vang lên. Hắn là Tiêu Phàm. Phong lão nghe vậy, toàn thân run rẩy kịch liệt, trong lòng có loại xúc động thổ huyết, sớm biết là Tiêu Phàm, ta cũng sẽ không giao thủ với hắn rồi. Người khác Phong lão không biết, nhưng Ngô Thánh Chi là ai, đây chính là gia chủ Ngô gia Thượng Trọng Thiên, hắn không cho rằng là đối thủ Ngô Thánh Chi. Liền Ngô Thánh Chi đều chết trong tay Tiêu Phàm, hắn thế nào là đối thủ của Tiêu Phàm đây? Phốc, thế nhưng, Tiêu Phàm đã động sát ý, căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình, một chỉ rơi xuống, thân thể Phong lão đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ cuồn cuộn tiêu tán trên không trung. Một chỉ, chiến đế hậu kỳ Phong lão, chết. Tiêu Phàm đầu tiên là một kiếm chém giết Vân lão, sau đó một chỉ giết Phong lão, một màn này cũng triệt để trấn trụ tất cả mọi người ở đây. Dù là Tô Kỳ Long con người cũng rung động một cái, thực lực Tiêu Phàm hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu, chém giết chiến đế hậu kỳ tựa như diệt sát một con giun dế. Liền xem như hắn cũng không nhất định có thể làm nhẹ nhàng thoải mái như vậy, phải biết, hắn là chiến đế cường giả đỉnh phong rồi. Tiêu Phàm đâu phải đang giết người, hoàn toàn là nhàn nhã đi dạo. Đám người cũng bị sát tính trên người Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, tất cả đều không dám lên tiếng, nếu như là một người khác, bọn hắn có lẽ còn muốn giễu cợt một phen. Nhưng Tiêu Phàm, đây chính là người ngay cả Lôi gia cùng Ngô gia cũng dám đắc tội, làm sao có thể sợ Lâm gia đây? Thậm chí có người liên tưởng tới sự tình Công Tôn gia tộc cùng Ngô gia, Công Tôn gia tộc Công Tôn Võ nhìn thấy Tiêu Phàm, không chút do dự mang theo Công Tôn Lôi chạy. Mà Ngô gia càng không chịu nổi, gia chủ chết, Ngô gia quả thực là một cái rắm cũng không dám thả, sự tình gì đều không phát sinh. Liên quan tới thân phận Tiêu Phàm, ngoại giới đã lưu truyền lên thật nhiều phiên bản, truyền bá phổ biến nhất chính là, Tiêu Phàm là người ẩn thế cổ tộc, đến mức các đại gia tộc cũng không dám đẩy hắn vào chỗ chết. Bằng không mà nói, lấy thực lực Tiêu Phàm có thể giết rất được nhiều người như thế mới là lạ, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không sống đến hiện tại. Rất nhiều người trong lòng đã thay Lâm gia mặc niệm, Lâm gia đoán chừng cũng chỉ có thể tự nhận không may, ai bảo ngươi đắc tội là Tiêu Phàm đây. Tiêu Phàm tự nhiên không biết tất cả những thứ này, nếu như biết cũng sẽ khịt mũi coi thường, vô luận ở nơi nào, tu sĩ đều là hiếp yếu sợ mạnh. Hắn Tiêu Phàm nếu nhát gan sợ phiền phức, những gia tộc này đoán chừng đã sớm bao vây hắn, đem hắn gặm đến xương cốt cặn bã đều không còn sót lại. Hiện tại hắn cứng rắn như thế, các đại gia tộc, cho dù là thế gia cũng phải kiêng kỵ mấy phần, đây chính là khắc họa chân thực sự tàn khốc của giới tu luyện. Tiêu Phàm tay cầm Tu La kiếm, chậm rãi hướng về Liệp Hồn Sư Công Hội đi đến, thần sắc lạnh lùng. Tiêu Phàm, người thật muốn cùng Liệp Hồn Sư Công Hội triệt để xé rách ra mặt. Tô Kỳ Long cau mày, hắn tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm tại sao đến đây, chỉ là hắn cố ý giả bộ như không biết mà thôi. Lão Tam, chính là hắn, một chiến đế đỉnh phong trong đó bắt Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, chính là người này. Lúc này, Bàn Tử cũng đánh bay mười mấy người đi đến. Hung dữ nhìn Tô Kỳ Long nói. Tối hôm qua hắn và Quan Tiểu Thất là xa xa nhìn một chút, nhớ kỹ hình dạng mấy người này. Không biết ngươi đang nói cái gì? Trong con người Tô Kỳ Long lóe qua một đạo băng lãnh, ra vẻ trấn định nói. Cùng ta chơi thử, không biết ngươi so với Ngô Thánh Chi thì như thế nào? Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, hắn bỗng biến mất tại chỗ, một đạo kiếm mang dẫn đầu xông ra. Trong nháy mắt đi tới trước người Tô Kỳ Long. Tô Kỳ Long nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà chào hỏi không đánh liền xuất thủ, chẳng lẽ hắn thật có thực lực chém giết Ngô Thánh Chi? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tô Kỳ Long cấp tốc nhanh chóng thối lui, không có thăm dò ra ranh giới cuối cùng của Tiêu Phàm trước, hắn không dám cùng Tiêu Phàm chính diện giao phong, dù sao, Ngô Thánh Chi chết ở trong tay Tiêu Phàm là sự thật. Nhìn thấy Tô Kỳ Long né tránh, Tiêu Phàm cũng không có truy sát, mà là lạnh lùng nhìn Tô Kỳ Long. Tiêu Phàm, người không đừng ép người quá đáng, đừng tưởng rằng có thể giết chết hai chiến đế hậu kỳ liền vô địch thiên hạ. Tô Kỳ Long lạnh lùng nói ra, trường bào phiêu động, một bộ nho sinh chi khí, không biết thật đúng là bị hắn ra vẻ đạo mạo lừa gạt. Ép người quá đáng, có vẻ như là ngươi bắt đồng bạn của ta. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, nói thật. Người so với Ngô Thánh Chi kém xa. Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Phàm lần thứ hai oanh sát ra, kiếm khí quanh thân lượn lờ, một đạo kiếm văn thần bí quanh thân lưu chuyển. Tô Kỳ Long thấy thế, cau mày,
kiếm văn khiến hắn đều nhìn không thấu mảy may, có loại cảm giác nguy hiểm. Chỉ là khiến hắn rất ngạc nhiên là, Tiêu Phàm lần này lại không xuất thủ đối với hắn, mà là châm đối đại điện Liệp Hồn Sư Công Hội, tu sĩ thấy thế, nhao nhao dọa đến chật vật chạy trốn. Tiêu Phàm, dừng tay, Tô Kỳ Long lớn tiếng gầm thét, hắn nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm quyết đoán như thế, vậy mà thực chuẩn bị không chết không thôi. Nếu như hủy đại điện Liệp Hồn Sư Công Hội, Tô trách nhiệm Kỳ Long hắn sẽ vô cùng lớn, đến thời điểm truy cứu tới, hắn tuyệt đối đào thoát không tội danh. Bởi vì đúng là hắn bắt đồng bạn Tiêu Phàm, nguyên bản hắn cũng chỉ cho rằng thực lực Tiêu Phàm hơi cường đại một chút mà thôi, nào sẽ nghĩ đến lá gan Tiêu Phàm lớn đến thế. Ngươi là tự tìm đường chết, đôi mắt Tô Kỳ Long ngưng tụ, sát ý đáng sợ từ trên người hắn tỏa ra, bên trong mi tâm hắn đột nhiên bắn ra một đạo hắc sắc lợi mang, tuyệt thế sắc bén. Dù là cách xa mấy chục trượng cũng làm cho nhân thần hồn run lên. Công kích linh hồn, thần sắc Tiêu Phàm run lên, chân đạp thiên lý đằng quang thuật cấp tốc lui lại, hắn mặc dù đụng chạm đến nhị trọng bất hủ ý chí, tu la ý chí cũng đột phá đến nhị trọng, nhưng đối mặt công kích linh hồn của chiến đế đỉnh phong, hắn vẫn có chút không bằng. Huống chi, Tô Kỳ Long vẫn cực kỳ am hiểu công kích linh hồn, công kích cũng đã có thể thực chất hóa. Kiếm, vốn là sát phạt lợi khí. Người có thể đem công kích linh hồn ngưng tụ thành kiếm, linh hồn hắn không phải cường đại bình thường, hơn nữa còn am hiểu một dạng công phạt và giết chóc. Dù Tiêu Phàm tu luyện bất diệt kim thân tới đại thành cũng không thể làm gì, dù sao công kích linh hồn đều bỏ qua phòng ngự vật lý. Hắc sắc lợi kiếm uổng công vô ích, bất quá không có mảy may dừng lại, tại hư không nhất chuyển, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm. Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao? Ngươi biết tử vong có tư vị gì không? Tô Kỳ Long cười lạnh nói, hắn chẳng biết lúc nào, chặn đứng đường đi Tiêu Phàm, một chưởng đánh ra, Tiêu Phàm bị kẹp ở trung gian. Là bị hồn kiếm đánh trúng, hay là tiếp nhận một chưởng của Tô Kỳ Long, rất hiển nhiên hai loại lựa chọn này đối với Tiêu Phàm mà nói đều không dễ chịu. Mắt thấy hồn kiếm sắp đánh trúng Tiêu Phàm bỗng nhiên hướng Tô Kỳ Long đánh tới, chậm rãi nghiêng ra tay phải, đón lấy một chưởng Tô Kỳ Long. Khóe miệng của hắn lóe qua một nụ cười nhỏ bé không thể nhận ra, một màn này, Tô Kỳ Long vừa lúc bắt được, trong lòng hắn chấn động, có loại dự cảm không tốt. Chỉ là trưởng cương Tiêu Phàm quá nhanh, trong nháy mắt liền cùng trưởng cương hắn đâm vào cùng một chỗ, run lên một cái, Tô Kỳ Long chỉ cảm thấy cánh tay phải một trận tê dại, ngay sau đó, một trận đau nhói khó mà nói lan tràn toàn thân hắn. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm chân đạp thiên lý đằng quang thuật. Trong nháy mắt xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, hồn kiếm bắn vào bên trong mi tâm Tô Kỳ Long. A Tô Kỳ Long phát ra âm thanh kêu thê lương thảm thiết, cũng không phải hồn kiếm làm hắn bị thương, đó dù sao cũng là công kích linh hồn bản thân hắn tự thân miễn dịch. Mà là hắn cảm giác thể nội bản thân đột nhiên xuất hiện một vật, một côn trùng lớn như hạt lạc điên cuồng thôn phệ huyết nhục, hồn lực cùng ý chí của hắn. Loại đau khổ này đến từ sâu trong linh hồn. Toàn thân Tô Kỳ Long co rút, miệng sùi bọt mép, thứ trong thể nội hắn cũng không phải cái gì khác, mà là phệ hồn huyết tầm. Ngươi thật sự cho rằng ta chạy trốn? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Tô Kỳ Long, lạnh lùng cười nói, tử vong là tư vị gì ngươi tạm thời không cách nào cảm nhận được, nhưng ngươi biết sống không bằng chết là tư vị gì chưa? Nghe được lời nói Tiêu Phàm, Tô Kỳ Long không khỏi run lên một cái, từ trên cao rơi xuống, hung hăng đập trên mặt đất, thân thể không ngừng co quắp. Gạch nối. Nhìn Tô Kỳ Long điên cuồng run rẩy trên mặt đất, tu sĩ bốn phía hít vào ngụm khí lạnh, bọn hắn không biết phát sinh chuyện gì, chỉ biết cùng Tiêu Phàm đối kích một trường, liền biến thành dạng này. Tô Kỳ Long là chiến đế cường giả đó, thậm chí ngay cả một kích Tiêu Phàm đều ngăn cản không nổi, rốt cuộc không có bất kỳ sức phản kháng. Bọn hắn nào biết rõ phệ hồn huyết tầm đáng sợ, một khi nhập thể, cơ hồ chính là hữu tử vô sinh. Trước đó lúc đối chiến Ngô Thánh Chi, Tiêu Phàm liền chuẩn bị sử dụng phệ hồn huyết tầm, nhưng Ngô Thánh Chi căn bản không cho hắn cơ hội tới gần, cho nên liền không dùng đến. Phệ hồn huyết tầm mặc dù chỉ là bát giai sơ kỳ, nhưng nó miễn dịch đối với công kích hồn lực và công kích linh hồn, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm phóng xuất ra phệ hồn huyết tầm. Nhìn Tô Kỳ Long điên cuồng run rẩy trên mặt đất, thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, dám bắt Tiểu Kim và Tiểu Minh. Tiêu Phàm không có ý định buông tha cho hắn. Nếu như hắn trước tiên đem Tiểu Kim cùng Tiểu Minh giao ra cũng liền thôi,
Tiêu Phàm cũng có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Nhưng Tô Kỳ Long chẳng những thề thốt phủ định, còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, người như vậy, Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha đây? Nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Kỳ Long trên mặt đất một cái, Tiêu Phàm liền chuẩn bị hướng bên trong Liệp Hồn Sư Công Hội đi đến. Oanh, vừa đi đến cửa, một vệt sáng từ đằng xa kích xạ mà tới, tốc độ nhanh vô cùng, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sớm có cảm ứng, dưới chân đạp một cái, nhẹ như yến bay ngược ra. Tại chỗ hắn đứng, cắm một cây trường thương vàng bạc giao nhau, toàn thân đốt nốt hỏa diễm, một cỗ khí tức cuồng bá từ phía trên trường thương tràn ngập. Xa xa nhìn lại, trường thương tựa như một đầu tiểu hỏa long vàng bạc giao nhau, nhìn thấy trường thương này, đám người không ít người kinh hô mà ra, Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương. Tiêu Phàm cũng nhận ra danh tự chiến thương, chính là Nhật Nguyệt Hỏa Long, chính là một kiện cửu phẩm hồn binh, chỉ bằng điểm này, Tiêu Phàm cũng có thể đoán được người tới bất phàm. Vừa nãy nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời, thật có khả năng bị Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương đánh trúng. Hô một tiếng, cửa ra vào Liệp Hồn Sư Công Hội đột ngột xuất hiện hai đạo thân ảnh, đó là một nam một nữ. Người nam khoác chiến bào màu bạc, dáng người cao to, khuôn mặt thanh tú, tóc đen dày đặc, cho người ta một loại cảm giác sạch sẽ lưu loát, tư thế hiên ngang. Người nữ mặc váy lụa cạn lam sắc, một cây châm đỏ xiên ngang búi tóc ở trên đầu, màu sáng óng ánh trong suốt tự nhiên, trong gió tạo nên từng tia gợn sóng. Dáng người yêu kiều hiện ra tư thái linh lung tinh tế, con mắt lưu ly lập lòe tỏa sáng, miệng anh đào nhỏ không tô lại diễm, phảng phất giống như khuynh thành, tựa như tiên thiên. Tiêu Phàm từ cách hai người ăn mặc, liền có thể nhìn ra hai người phi phàm, bất quá hắn vẫn không có bất kỳ e ngại gì. Lôi Hạo đều bị hắn đánh ngã, bên trong cùng tuổi một đời khiến hắn kiêng kỵ có lẽ có, nhưng cũng không phải là hai người này. Mạch Huyên, Mạch Hàn lão đệ, các ngươi tới, nhanh giết hắn, người này là cố ý đến Liệp Hồn Sư Công Hội quấy rối. Lúc này, trong đám người đột nhiên xông ra một đạo bóng người, nhanh chóng xuất hiện ở bên người một nam một nữ kia, bóng người không phải người khác, chính là Lâm Tu. Đó là một trong tứ kiều Tô Mạch Huyên, cùng một trong bát tuấn Tô Mạch Hàn. Đám người trong nháy mắt lấy lại tinh thần, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại bộ phận ánh mắt tu sĩ toàn bộ rơi trên người Tô Mạch Huyên, bên trong ánh mắt trừ nàng, rốt cuộc không có đổ vật khác. Vô Song Thánh Thành, trừ có Thánh Thành bát tuấn ra còn có Thánh Thành tứ kiều. Thánh Thành tứ kiều là tứ đại thiên vương kiều nữ Vô Song Thánh Thành, cùng bát tuấn nổi danh, Tô Mạch Huyên là một người trong đó. Cả tòa Vô Song Thánh Thành không biết có bao nhiêu người muốn cưới một trong tứ kiều, đáng tiếc bởi vì thân phận, địa vị và thiên phú chênh lệch, có thể gặp tứ kiều đều hết sức gian nan. Thần sắc Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, cái gì tứ kiều, hắn căn bản chưa nghe nói qua, cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn cứu Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Quét hai người một cái, Tiêu Phàm tiếp tục rút kiếm đi về phía trước, bàn tử cùng hắn song song mà đứng. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, nói chuyện là Tô Mạch Hàn, hắn một tay giúp Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương, chỉ Tiêu Phàm nói, trên người chiến ý lặng yên dâng lên. Về phần Lâm Tu bên cạnh hắn, Tô Mạch Hàn vẻn vẹn chán ghét quét mắt qua, cũng không có nói thêm cái gì. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, đối với lời nói Tô Mạch Hàn nhìn như không thấy, vẫn như cũ từng bước một hướng về cửa ra vào Liệp Hồn Sư Công Hội. Tô Mạch Hàn nhìn thấy Tiêu Phàm không nhìn hắn. Trong mắt lửa giận xen lẫn, cười lạnh nói, nghe nói người đánh bại Lôi Hạo, vừa vặn, Lôi Hạo bài danh đệ lục, ta bài danh đệ thất, đánh bại ngươi, ta cũng liền có thể tiến lên một cấp. Người nào ngăn ta, giết. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, khí tức đáng sợ tản ra, U Linh chiến hồn lơ lửng lên đỉnh đầu, khí thế trong nháy mắt bạo tăng gấp bội, Tu La kiếm trong tay tại hư không xẹt qua một đường vòng cung. Tô Mạch Hàn nào sẽ nghĩ đến? Tiêu Phàm vậy mà đánh không chào hỏi liền xuất thủ, sát khí trên người hắn phát ra không phải giả, chẳng lẽ gia hỏa này thật muốn giết chết mình? Ta là người thừa kế gia chủ Tô gia, nếu ngươi giết ta, ngươi có thể còn sống sao? Vừa nghĩ tới sự tình Lôi gia cùng Lôi Hạo, trong lòng Tô Mạch Hàn ngưng tụ, Tô gia cùng Lôi gia cùng là bát đại thế gia, Tiêu Phàm đến Lôi gia đều không sợ, há lại sẽ e ngại Tô gia hắn? Nghĩ vậy, Tô Mạch Hàn biến sắc. Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương cầm trong tay giết đến tận đi, đối mặt Tiêu Phàm, hắn cũng không dám khinh thường, dù sao Tiêu Phàm là người đánh bại Lôi Hạo. Tiêu Phàm quyết đoán,
khiến Tô Mạch Huyên bên cạnh mắt đẹp lấp lóe, tràn ngập trí tuệ nhãn thần, lóe qua một đạo quang mang, có lẽ đúng như tin đồn ngoại giới, hắn bối cảnh rất mạnh, cho nên hắn mới không quan tâm gì cả, khó trách Lôi gia, Ngô gia cùng Công Tôn gia cũng không dám ứng phó hắn, quả thật là như thế này, cái kia. Tô Mạch Huyên không tiếp tục nghĩ, nàng cũng rất muốn nhìn xem thực lực Tiêu Phàm đến cùng như thế nào, có phải có tà dị như trong truyền thuyết hay không. Dưới cái nhìn của nàng, thực lực đệ Tô Mạch Hàn của nàng cũng xem như tốt, đủ để thăm dò ra ranh giới cuối cùng Tiêu Phàm, chỉ là sự tình vượt xa nàng dự kiến. Không trung phía trên, đỉnh đầu Tô Mạch Hàn lơ lửng hư ảnh một cây kim sắc trường thương, chính là cửu phẩm chiến hồn Nhật Nguyệt Hỏa Luân Thương, phối hợp hồn binh hắn, uy lực phát huy gia tăng lên không ít. Cũng chỉ có thanh niên thế gia Tô gia dạng này mới có nội tình như thế, cho hậu bối đệ tử cửu phẩm hồn binh, từ khía cạnh này cũng nói một vài vấn đề, nội tình Tô gia so với Lôi gia muốn cường đại không ít. Nhìn đến ngươi cũng không gì hơn cái này, mắt thấy mới là thật. Trường thương trong tay Tô Mạch Hàn vũ động, giết Tiêu Phàm liên tục bại lui, bàn tử phía dưới ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Phàm bại thế đã lộ, như thế xuống dưới, khẳng định tất thua không thể nghi ngờ. Tiêu Phàm, nhìn đến thực sự chẳng có gì, vừa rồi chém giết chiến đế cũng là dựa vào vận khí mà thôi. Đám người cũng lắc đầu. Liên Thánh Thành Bát Tuấn Tô Mạch Hàn đều đánh không lại, cũng khó trách đám người sẽ hoài nghi, dù sao sự tích Tiêu Phàm trước kia, bọn hắn chỉ là nghe nói mà thôi. Ta chỉ là nghĩ nhìn đầu ngươi tú hạn cuối cùng đến tầng gì, hiện tại nhìn xong, ta không nên lãng phí thời gian. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi tự tìm cái chết, mặc dù không biết tú hạn cuối là có ý gì, nhưng Tô Mạch Hàn cũng biết Tiêu Phàm châm chọc hắn, Tô Mạch Hàn nào chịu đựng được, trường thương vũ động, tại hư không không ngừng xoay tròn, thẳng hướng Tiêu Phàm. Ngươi chiêu thức quá cuốn hút. Tiêu Phàm mặt coi thường, đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã ở bên người Tô Mạch Hàn. Hắn một kiếm đẩy Nhật Nguyệt Hỏa Long thương ra, đùi quét qua, hướng thẳng đến trên mặt Tô Mạch Hàn đá. Gạch nối. Bàn chân Tiêu Phàm chặt chẽ vững vàng đạp lên trên mặt Tô Mạch Hàn, trong miệng Tô Mạch Hàn máu tươi bão táp, thân thể giống như đạn pháo bay ngược ra, trùng điệp đập xuống đất. Mặt đất bỗng nhiên rung động một cái, tóe lên vô số bụi bặm, bốn phía cát bay đá chạy. Đám người ngược lại hút ngụm hơi lạnh, trong lòng thầm mắng Tiêu Phàm cũng quá hung ác, đây chính là Tô Mạch Hàn đó, lại bị một cước đạp bay, việc này có thể so sánh vung hắn một bàn tay càng thêm đáng hận. A tiếng gào thét phẫn nộ từ trong bụi bặm truyền ra, không đợi mọi người phản ứng, một cây kim sắc chiến thương phun ra hỏa diễm từ trong hư không bắn ra, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Bị Tiêu Phàm giẫm một cước ở trên mặt, Tô Mạch Hàn cũng triệt để phát cuồng. Cút, Tiêu Phàm lạnh lùng quát, Tu La kiếm trong tay rung động, nguyên bản toàn thân bạch sắc Tu La kiếm trong nháy mắt biến thành xích hồng như máu, rất hiển nhiên, Tiêu Phàm động sát ý chân chính. Vô tận kiếm khí tại hư không hiện ra, từ bốn phương tám hướng rảo sát Tô Mạch Hàn, hư không phát ra từng đợt thanh âm âm vang, không thể không nói, thực lực Tô Mạch Hàn cũng không tệ, kiếm khí đầy trời đều bị hắn chấn khai. Nhưng thời khắc trường thương hắn phá không đi tới trước mặt Tiêu Phàm đột nhiên chậm rãi nâng Tu La kiếm trong tay lên, nhẹ nhàng đâm ra, chuẩn xác không sai điểm trên mũi thương Nhật Nguyệt Hỏa Long thương. Tô Mạch Hàn nhe răng trợn mắt, dùng hết toàn lực phá vây. Muốn chém giết Tiêu Phàm, lực lượng đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra, sóng lửa giống như thủy triều, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Lúc này, hỏa diễm bố trí khắp hư không, đem Tiêu Phàm cùng Tô Mạch Hàn đều bao phủ đi bên trong. Long thương mặc dù là cửu phẩm chiến hồn, nhưng ẩn chứa hai loại thuộc tính lực lượng, ngày là lửa, đêm là thủy, hỏa diễm thuộc tính lực lượng bị Tô Mạch Hàn khai phát không sai, về phần băng thủy thuộc tính lại không tiến triển chút nào. Chiến hồn Nhật Nguyệt Hỏa Long thương trên người ngươi thật đúng là phung phí của trời. Tiêu Phàm cười lạnh, trong đôi mắt đều là vẻ khinh thường. Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên chỉ vào không trung, hắn một cước đạp hư không, một tầng quang lãng tại hư không dập dờn mà ra, biển hỏa diễm đều bị đánh bay. Ngay lúc đó, thân ảnh Tiêu Phàm rút lui bỗng không nhúc nhích, như đính tại hư không, Tu La kiếm trong tay đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhàng rung động. Nhật Nguyệt Hỏa Long thương sát Tu La kiếm hướng từ đầu vai Tiêu Phàm mà đâm, cách Tiêu Phàm chỉ có hai tấc. Hỏa diễm đã có thể thiêu đốt đến sợi tóc Tiêu Phàm,
chỉ là bị U Linh chiến hồn ngăn cản bên ngoài mà thôi. Tô Mạch Hàn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm đột nhiên ngừng thân hình, thân thể hắn lảo đảo, hướng phía trước bay đi, hắn phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, gầm thét lên, ngươi dám âm ta. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên dùng sức rung động, lại một cước giẫm khuôn mặt Tô Mạch Hàn. Không, Tô Mạch Hàn kinh hãi, hắn một bên mặt khác hiện tại cũng còn lưu lại một dấu giày, nếu như bên này lại tới một cái, Tô Mạch Hàn hắn nào còn có ra mặt tại Vô Song Thánh Thành lăn lộn. Tiêu Phàm chỗ nào để ý nhiều như vậy, không hạ sát thủ đã coi như là nhân từ, trọng thương hắn, nhục nhã hắn, Tiêu Phàm dám, nhưng vẫn không dám chân chính giết chết Tô Mạch Hàn. Liền giống như Lôi Hạo, dù là dùng chủng ma chi thuật khống chế hắn, Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện giết chết hắn. Lại một cước hung hăng khiến Tô Mạch Hàn tim mật phát lạnh, lần này, thanh danh hắn đoán chừng thực sự xong rồi. Vừa nghĩ tới bản thân trước đó còn giễu cợt Lôi Hạo, hiện tại đến xem, hắn so với Lôi Hạo càng thêm không chịu nổi. Trong lòng Tô Mạch Hàn đem 18 đời tổ tông Tiêu Phàm đều ân cần thăm hỏi một lần, thậm chí quá trình bay ngược còn chuẩn bị mở miệng giận mắng. Nhưng hắn vừa mới há mồm, một khuôn mặt mang theo nụ cười đột nhiên in vào trong con mắt hắn, dọa đến Tô Mạch Hàn đem toàn bộ lời nói vừa đến miệng nghẹn trở về. Ầm ầm, lại mấy cước giẫm Tô Mạch Hàn hoàn toàn không có lưu tình, thân thể đập ầm ầm trên đường phố, đá xanh bắn ra bốn phía, đợi bụi bặm tán đi, lập tức lộ ra thân ảnh Tiêu Phàm. Về phần Tô Mạch Hàn đã bị Tiêu Phàm cho giẫm vào bên trong bùn đất, trong miệng máu tươi cuồng phun, một mặt đều là máu tươi, nhìn qua mà giật mình. Đám người nhìn bộ dáng Tô Mạch Hàn, trong lòng một trận co rút, đây chính là Thánh Thành Bát Tuấn lại bị Tiêu Phàm giẫm ở dưới chân. Trước đó Tô Mạch Hàn không phải đánh Tiêu Phàm sao? Làm sao lại xoay chuyển 180 độ rồi? Tiêu Phàm quan sát Tô Mạch Hàn, thúc cục đàm, khinh thường nói, Thánh Thành Bát Tuấn. Thứ đồ chơi gì, Thánh Thành Bát Tuấn, thứ đồ chơi gì? Lời này vừa nói ra, đám người kinh ngạc vô cùng, Tiêu Phàm thật đúng là vô cùng phách lối, bá đạo. Đây là khinh thường Thánh Thành Bát Tuấn sao? Nếu như để những người khác nghe được, đoán chừng sẽ lập tức tìm Tiêu Phàm hắn lĩnh giáo một phen rồi. Dù sao, Tô Mạch Hàn tại Thánh Thành Bát Tuấn xếp hạng thứ 7, Tiêu Phàm trước đó có thể chiến thắng Lôi Hạo, hiện tại có thể chiến thắng Tô Mạch Hàn cũng hợp tình hợp lý. Về phần 5 người phía trước Lôi Hạo, Tiêu Phàm khả năng không phải là đối thủ. Có lẽ có mấy người sẽ không cố ý quan tâm thanh danh Thánh Thành Bát Tuấn, nhưng cũng không cho phép Tiêu Phàm vũ nhục. Nhưng Tiêu Phàm lại một mặt lơ đễnh, trong bàn tay xuất hiện 3 kim châm, không chút do dự đánh vào thể nội Tô Mạch Hàn. Trên mặt Tô Mạch Hàn lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, bản thân vậy mà không điều động được hồn lực, mình bị phế rồi. Lần trước Lôi Hạo cũng là cuồng vọng tự đại như thế, không nghĩ tới ngươi lại đâm vào cùng họng súng, các ngươi gọi là thiên tài, chính là dùng để bị ngược. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, một cước đem Tô Mạch Hàn đạp ra ngoài. Về phần Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương lại bị Tiêu Phàm giữ trong tay, ước lượng một cái, Tiêu Phàm tự nhủ, cửu phẩm hồn binh, đoán chừng có thể bán một cái giá tốt. Tô Mạch Hàn nghe vậy, phun ra một ngụm máu tươi liền hôn mê, rốt cuộc bất tỉnh nhân sự. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp đem Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương thu hồi lại, lúc này, một đạo thanh âm nhu hòa động nhân vang lên, Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chậm rãi ngẩng đầu, cùng Tô Mạch Huyên cách đó không xa bốn mắt tương đối, bất quá Tiêu Phàm đối với cái gọi là tứ kiều cũng không có quá nhiều hứng thú, lạnh lùng nói, ngươi cũng muốn bị ngược à, ta không hiểu cái gì là thương hương tiếc ngọc đâu. Tô Mạch Huyên nghe vậy, cau mày một cái, trong mắt lóe lên một sợi quang mang trí tuệ. Nói, ngươi tới Liệp Hồn Sư Công Hội đại khai sát giới, ta không biết ngươi là vì cái gì, nhưng chỉ cần ngươi thả đệ đệ ta, ngươi cần Liệp Hồn Sư Công Hội đưa cái gì, ta đều hết sức nỗ lực. Tiêu Phàm nghe vậy, hơi hơi hiếu kỳ đánh giá Tô Mạch Huyên, nữ tử này cho người ta một loại cảm giác cực kỳ cơ trí, Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận Tô Mạch Huyên nhạy bén. Nàng đem bản thân xem như một ngoại nhân, đứng ở góc độ công chúng thay Tiêu Phàm suy nghĩ. Dù là Tô Mạch Hàn bị Tiêu Phàm phong ấn tu vi, nàng cũng bất phi sở động bởi vì nàng biết dù nàng xuất thủ cũng không xong. Đối với nàng, Tiêu Phàm xác thực động không nổi sát nghiệp, sau đó mắt thấy Tô Kỳ Long trên mặt đất, sát khí nặng nề nói, người này bắt đồng bạn ta, người nói cần phải như thế nào. Đáng chém, Tô Mạch Huyên thản nhiên nói, sau một khắc, khiến tất cả mọi người kinh ngạc là,
Tô Mạch Hàn nâng tay trắng, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, một vệt sáng từ đầu ngón tay nàng bắn ra, vọt thẳng vào mi tâm Tô Kỳ Long. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người Tô Mạch Huyên, cho dù là Tiêu Phàm cũng bị kiêu hự huyết đoán cùng tàn nhẫn của Tô Mạch Huyên chấn trụ. Tô Kỳ Long dù sao cũng là người Tô gia, Tô Mạch Huyên vậy mà nghĩ cũng không nghĩ, không có chút do dự liền một chỉ diệt sát hắn, loại sự tình này, ở đây lại có mấy người có thể làm được. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn Tô Mạch Huyên, trong lòng cũng không cách nào bình tĩnh, nguyên bản hắn coi nữ tử này là một người tâm tính bình thản. Hiện tại nhìn đến, người xác thực không nhìn tướng mạo. Mặc dù hắn xác thực không dự định buông tha Tô Kỳ Long, hơn nữa Tô Kỳ Long bị phệ hồn huyết tàm thôn phệ lục phủ ngũ tạng, cơ bản cũng sống không bao lâu. Nhưng Tô Kỳ Long chết ở trong tay Tô Mạch Huyên lại là một chuyện khác. Người đã thỏa mãn, Tô Mạch Huyên nhìn Tiêu Phàm nói, tựa như làm một việc không có ý nghĩa. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tô Mạch Huyên nghiễm nhiên chính là một đóa hoa anh túc, đẹp mà yêu tà, mà loại yêu tà này bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra. Còn chưa đủ, lúc này, Tiêu Phàm lắc đầu, có thời điểm hắn phát hiện, những người đại gia tộc cũng đặc biệt tiện, người càng cường thế, bọn hắn lại càng sợ ngươi. À, đôi mắt đẹp Tô Mạch Huyên lóe lên. Trước tiên đem đồng bạn Tiểu Kim cùng Tiểu Minh ta thả ra. Tiêu Phàm không muốn Tiểu Kim cùng Tiểu Minh xảy ra việc gì. Sau đó đưa tay vung lên, dùng hồn lực tại hư không ngưng tụ thành bộ dáng Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Tô Mạch Huyên gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nàng vốn cho là đồng bạn Tiêu Phàm là nhân loại, thật không nghĩ đến lại là hồn thú. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Tô Mạch Huyên liền lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú đám người phía sau Liệp Hồn Sư Công Hội nói, Liệp Hồn Sư Công Hội có hai đầu hồn thú này. Có, những thị giả kia nào còn dám do dự, Tô Kỳ Long đều chết. Tô Mạch Huyên muốn giết chết bọn hắn, há không phải quá dễ. Một bên Lâm Tu nhìn thấy hư không dùng hồn lực ngưng tụ ra Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, trong lòng bỗng nhiên lột bột một cái, sắc mặt trắng bạch, trán chảy ra không ít mồ hôi. Hai đầu hồn thú này không phải trước đó Lâm Tu hắn muốn mua sao? Nguyên bản hắn muốn dùng hai đầu hồn thú này đến nịnh nọt Tô Mạch Huyên, hiện tại ngẫm lại, cũng may bản thân tới trước nhìn náo nhiệt bên này, bằng không. Nếu như bản thân đem hai đầu hồn thú này mang đi, đoán chừng Lâm Tu hắn cũng phải xui xẻo theo. Mặc dù Lâm Tu không biết thân phận Tiêu Phàm, nhưng thực lực Tiêu Phàm đã triệt để trấn trụ hắn, đến Tô Mạch Hàn đều không phải là đối thủ, Lâm Tu hắn trước mặt Tiêu Phàm lại tính được cái gì? Còn lo lắng cái gì, còn không đem đồng bạn Tiêu Phàm mời tới. Tô Mạch Huyên khẽ kêu nói, một cỗ khí thế như có như không từ trên người nàng phát ra. Một đám người hầu nghe vậy, nào còn dám do dự, hấp tấp rời đi. Tiêu Phàm, còn có yêu cầu gì, nói ra đi. Tô Mạch Huyên lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt cười nói. Nhưng trong lòng trầm ngâm, nghe nói lần trước Lôi Hạo có vẻ như cũng là bị ba cây kim châm phong ấn tu vi, cùng tình huống tiểu đệ loại này cơ hồ giống nhau như đúc, đây chính là vấn đề bát phẩm luyện dược sư đều giải quyết không được, có lẽ Tiêu Phàm cũng là một bát phẩm luyện dược sư. Lại tăng thêm bối cảnh hắn thần bí, người này nên kết giao, mà không được đắc tội, muốn để hắn tiết khẩu khí, đừng nói giết một Tô Kỳ Long, chính là 10 người thì như thế nào. Tô Mạch Huyên làm người không chỉ có tàn nhẫn quyết đoán, hơn nữa thập phần thông tuệ, dùng một câu nói của phụ thân nàng, nếu như nàng là một nam nhi, gia chủ Tô gia tương lai trừ nàng ra không thể là ai khác. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, Tô Kỳ Long chết còn không đủ để hắn tiết hận. Hắn đang đợi Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, nếu như bọn chúng không có chuyện còn tốt, nếu như có chút tổn thương, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không bỏ qua người bắt bọn chúng đi. Tô Mạch Huyên cũng không gấp, thậm chí ngay cả Tô Mạch Hàn nàng đều không đi để ý tới, vừa mới hồn lực điều tra một cái, Tô Mạch Hàn thân thể trừ hồn hải bị phong ấn cũng không có cái gì dị dạng. Sau nửa ngày, mấy đạo lưu quang lóe qua, mấy người hầu Liệp Hồn Sư Công Hội từ đằng xa bay vụt mà tới. Rất nhanh liền đến trên đường phố phía trước Liệp Hồn Sư Công Hội. Giống, một tiếng thú gào vang lên, hai đạo thân ảnh xuyên ra, chính là Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Tiêu Phàm đầu tiên là vui vẻ, sau đó trên mặt chậm rãi ngưng kết, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh sống sót đi ra, nhưng bọn chúng lại khập khiếng, hơn nữa lông tóc trên người còn kèm theo rất nhiều vết máu. Hiển nhiên, thân thể hai thú bị trọng thương, thậm chí nhận tra tấn rất lớn.
Một cỗ băng lãnh hàn khí từ trên người Tiêu Phàm tràn ngập mà ra, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất răng đầy một tầng nhàn nhạt xương lạnh, đây là sát khí thực chất hóa, có thể thấy Tiêu Phàm đang phẫn nộ. Không tốt, Tô Mạch Huyên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sắc mặt cũng biến thành băng lạnh, quát lên, Phàm là người tham dự bắt bọn chúng, cùng tổn thương qua bọn chúng, đều đứng ra cho ta. Cảm nhận được sát khí trên người Tô Mạch Huyên, trong đám người phía sau nàng có mấy người toàn thân run rẩy một cái, người biết Tô Mạch Huyên đều rất rõ ràng, những người kia đều gặp phải xui xẻo. Tô Mạch Huyên cũng không thể không làm như thế, nàng nhất định phải xuất thủ trước mặt Tiêu Phàm, đem hung thủ tổn thương Tiểu Kim cùng Tiểu Minh trừng phạt, chỉ có dạng này mới có thể để cho Tiêu Phàm thiết hận. Bây giờ tu vi Tô Mạch Hàn bị phong ấn, nàng không muốn Tô ra một dạng như Lôi ra, tuyên bố tỏ rõ toàn thành, đến thời điểm xấu mặt cũng không chỉ là Tô Mạch Hàn, còn có toàn bộ Tô ra. Tiêu Phàm cũng hơi ngoài ý muốn với sự quyết đoán của Tô Mạch Huyên, phong cách nữ tử này làm việc rất có phong phạm đại gia, một chút cũng không giống tiểu nữ nhân. Hiện tại không đứng ra, Phàm là bị ta tra được, Chu Di đến đời thứ ba. Tô Mạch Huyên nhìn thấy phía sau không người động tĩnh, lập tức có chút nóng nảy. Vì an nguy Tô Mạch Hàn, nàng cũng nhất định phải hạ quyết tâm. Lời này vừa nói ra, lập tức có mấy người nơm nớp lo sợ đứng ra, sắc mặt trắng bệch vô cùng, đứng ra giải quyết bọn hắn rất rõ ràng, lấy Tiêu Phàm sát tính hiện tại, chờ đợi bọn hắn cơ hồ chỉ có tử vong. Nếu như không phải Tô Mạch Huyên thả ra ngoan thoại, bọn hắn cũng sẽ không đứng ra, dù sao chỉ cần chịu qua một cửa, bọn hắn liền không nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì bọn hắn tùy thời có thể rời đi nơi đây, vô song thánh thành rộng lớn vô biên, muốn tránh là sự tình rất đơn giản. Chỉ là một khi bọn hắn chạy, người nhà bọn hắn khả năng chưa chắc có thể đào thoát, Tô Mạch Huyên cho tới bây giờ đều là người nói được thì làm được. Vẻn vẹn mấy tức thời gian có 10 người đứng ra, trong đó có 3 chiến đế hậu kỳ, 2 chiến đế sơ kỳ, 5 chiến hoàng cảnh. Còn có ai nữa hay không? Tô Mạch Huyên quát, trong lòng nàng cảm giác nặng nề, hoàn toàn không nghĩ tới có nhiều người tham dự việc này như vậy. Mấy tức sau, vẫn không người nào nguyện ý đứng ra, Tô Mạch Huyên lúc này mới nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, 10 người này, người muốn xử trí như thế nào? Còn người Tiêu Phàm băng lãnh đảo qua 10 người, không có một người dám cùng hắn đối diện. Tiêu Phàm ánh mắt không có bất kỳ tình cảm, hồi lâu mới lạnh lùng phun ra mấy chữ, toàn bộ phải chết. Một chữ cuối cùng vừa mới rơi xuống, 10 người Liệp Hồn Sư Công Hội toàn thân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ xuống tới. Nếu như không phải Tô Mạch Huyên ở đây, bọn hắn tuyệt đối sẽ nhấc chân chạy. Nhưng hiện tại, bọn hắn chỉ có thể đứng ở nơi này tùy ý xâm lược, đừng tưởng rằng chiến hoàng cảnh cùng chiến đế cảnh cường giả không sợ chết, trước mặt tử vong bọn hắn sẽ càng thêm không chịu nổi. Có 2 người đúng quần chảy xuôi chất lỏng màu vàng, thân thể không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất. Như ngươi mong muốn, Tô Mạch Huyên mặc dù sớm liền biết là giải quyết dạng này, nhưng vẫn bị sát tính Tiêu Phàm làm chấn kinh. Chậm đã, coi như Tô Mạch Huyên chuẩn bị động thủ, đột nhiên phía chân trời một đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó một đạo thân ảnh áo bào xanh từ đằng xa bay vụt đến. Gạch nối. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại nhìn thấy một đạo thanh sắc thiểm quang trong nháy mắt rơi vào bên người Tiêu Phàm. Tiểu thất, người đi nơi nào, làm sao mới đến? Bàn tử lo lắng nhìn người mới tới. Người tới chính là quan tiểu thất, trước đó hắn để quan tiểu thất một mình một người thủ hộ Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Dựa theo đạo lý mà nói, hắn và Tiêu Phàm chạy tới, quan tiểu thất cũng nên xuất hiện a, làm sao đến hiện tại mới đến. Bàn tử còn tưởng rằng quan tiểu thất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nhìn thấy quan tiểu thất không việc gì, bàn tử cũng buông lỏng một hơi. Nhị ca, để ngươi lo lắng. Quan tiểu thất nói xin lỗi. Sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm, Tam ca, bắt Tiểu Kim cùng Tiểu Minh còn có một người không ở nơi này. A, Tiêu Phàm lãnh mâu quét qua, hàn khí bay xuống. Nghe vậy, trong lòng Tô Mạch Huyên khẽ run lên, mới vừa muốn nói cái gì, nhưng quan tiểu thất lại không cho nàng cơ hội. Nhị ca, người chẳng lẽ quên, hôm qua xuất thủ đối với Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, không phải có 2 chiến đế đỉnh phong, 5 chiến đế hậu kỳ sao? Quan tiểu thất nhìn bàn tử nói. Bàn tử làm ra hình dạng hồi tưởng, sau đó bỗng nhiên giật mình, nói, không sai, Tô Kỳ Long là một chiến đế đỉnh phong trong đó, còn có một tên không ở nơi này. Không biết người kia có bộ dáng gì?
Tô Mạch Huyền hít sâu một cái nói, đi tới một bước này, nàng đã không muốn lui lại. Chỉ cần có thể cứu Tô Mạch Hàn, chết một chiến đế đỉnh phong thì như thế nào, dạng tổn thất này Tô gia còn chịu đựng được. Quan Tiểu Thất quét Tô Mạch Huyền một cái, đưa tay vung lên, hồn lực cuồn cuộn tại hư không ngưng tụ ra một đạo bóng người, đó là một nam tử khôi ngô chừng 50 tuổi. Trừng mắt nộ nhãn, dung nhan cực kỳ hung ác, liếc mắt nhìn một cái đều có chút kinh hồn táng đảm. Nhìn thấy bóng người, thân thể Tô Mạch Huyền mềm mại khẽ run lên, rất hiển nhiên, nàng nhận ra người này, hơn nữa có vẻ như còn không muốn người này phải chết. Người kia không phải Tô hội trưởng sao? Có người kinh hô mà ra, một cái liền nhận ra nam tử khôi ngô. Không sai, nam tử không phải người khác, chính là hội trưởng Liệp Hồn Sư Công hội Tô Kinh Long, cũng đại ca Tô Kỳ Long. Thân làm con đệ tử chi thứ Tô gia, Tô Kinh Long có thể trở thành hội trưởng Liệp Hồn Sư Công hội, năng lực cùng thực lực đều rất không đơn giản, cho dù là Tô Mạch Huyên cũng không muốn để cho hắn chết. Trong lòng nàng có một cái cán cân, đang không ngừng cân nhắc phân lượng Tiêu Phàm cùng Tô Kinh Long, đến cùng ai nặng hơn một chút, trong lúc nhất thời cũng vô pháp lựa chọn. Nếu như nàng muốn Tô Kinh Long chết, dù là Tô Kinh Long bất phàm như thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mấu chốt là, Tô Kinh Long xử lý Liệp Hồn Sư Công hội ngay ngắn rõ ràng, vì một ngoại nhân cứ như vậy giết chết hắn, cũng quá tàn nhẫn, Tô gia về sau đoán chừng cũng sẽ biến thành trò cười. Tiêu Phàm, người này không thể chết, ta sẽ tận lực bồi thường ngươi. Thật lâu, Tô Mạch Huyền hít sâu một cái nói. Hắn chết hay không, không phải ngươi có thể quyết định. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn không quan tâm cái gì Liệp Hồn Sư Công hội hội trưởng, ai bảo ngươi không có mắt dám động Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, vậy thì phải dùng tính mệnh đến hoàn lại. Tam ca, ta nhìn thấy người này trốn hướng Thượng Trọng Thiên. Quan Tiểu Thất tàn khốc nói, sát cơ nở rộ. Trước kia hắn giết người còn có chút không đành lòng, nhưng hiện tại, Quan Tiểu Thất giết người, hắn tuyệt đối sẽ không nháy một con mắt. Cũng không phải Quan Tiểu Thất trở nên hung tàn cỡ nào. Mà là Quan Tiểu Thất trưởng thành rất nhiều, chiến hồn đại lục vốn chính là thế giới như vậy, người không giết người, người sẽ giết ngươi. Hắn trốn không thoát, trên trời dưới đất đều không có đường sống cho hắn. Nhìn Tiểu Kim cùng Tiểu Minh thụ thương thảm trọng, Tiêu Phàm liền áp chế không nổi sát ý. Sau đó hờ hững nhìn đám người Liệp Hồn Sư Công hội cách đó không xa, Tô Mạch Huyên thấy thế, không chút do dự lựa chọn xuất thủ, thân ảnh chớp động, 10 người trong nháy mắt mất mạng. Không đến một hơi thời gian, mặt đất lại nhiều thêm 10 bộ thi thể, đám người cảm giác cực kỳ không chân thực. Tô Mạch Huyền tàn nhẫn cùng quyết đoán vượt quá tất cả dự kiến mọi người ở đây, dạng người này làm đại sự phải có khí phách, đồng dạng, 10 người dù biết rõ phải chết cũng không dám động mảy may. Bọn hắn nếu sống sót, người thân bọn hắn đời thứ 3 đều phải chết, lấy mệnh một người đổi lấy mạng người một nhà, đây là đáng giá. Tiêu Phàm nhìn 10 bộ thi thể trên mặt đất. Thần sắc thập phần bình tĩnh, 10 người chưa từng chạy trốn, ngược lại khiến Tiêu Phàm lau mắt mà nhìn, hắn trong lòng nội ý cũng biến mất không ít. Trong bàn tay, ngực Tô Mạch Hàn nơi xa đột nhiên bắn ra 3 đạo lưu quang, vững vàng rơi vào trong tay Tiêu Phàm. Ngay lúc đó, Tiêu Phàm nhìn về phía Tô Mạch Huyên nói, đầu người kia tạm thời gửi trên cổ hắn, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ lấy đi. Người đáng chết đều chết, Tiêu Phàm cũng không tất yếu quấn mãi không bỏ. Tô gia dù sao cũng là bát đại thế gia, nếu như gây cấp bách, không may vẫn là Tiêu Phàm hắn. Có thời điểm lùi một bước biển rộng thiên không, nên lui. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm không đợi Tô Mạch Huyên mở miệng, liền chuẩn bị mang theo Tiểu Kim cùng Tiểu Minh rời đi. Chờ chút, Tô Mạch Huyên vội vàng kêu lên, kỳ thật trong lòng nàng dù sao cũng hơi khó chịu, bản thân dù sao cũng là một trong thánh thành tứ đại thiên vương kiều nữ, Tiêu Phàm lại chưa bao giờ nhìn nàng. Nếu đổi lại một người khác, coi như xem ở trên mặt mũi đại mỹ nữ, đoán chừng cũng sẽ hóa giải đoạn ân oán này. Nhưng Tiêu Phàm tựa như đối với mỹ nữ cách biệt, đối với Tô Mạch Huyên nàng căn bản không dậy nổi bất cứ hứng thú gì. Tô Mạch Huyên nào biết rõ, huyết yêu nhiêu, lòng vũ đều không thể kém hơn nàng, nhưng trong lòng Tiêu Phàm vẫn như cũ chỉ có một người, chính là tiểu ma nữ. Làm sao, ngươi lại đổi ý? Tiêu Phàm ngừng bước, quay đầu. Thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Ta chỉ có thể nói như vậy, sự tình ở giữa ngươi và Tô Kinh Long, ta sẽ không nhúng tay, cũng cam đoan người khác sẽ không nhúng tay. Tô Mạch Huyên lắc đầu,
nếu như là Tô gia dòng thứ, nàng không nói hai lời liền có thể muốn tính mạng bọn họ. Nhưng Tô Kinh Long xem như hội trưởng Liệp Hồn Sư Công Hội, tác dụng đối với Tô gia không phải nhỏ, nếu chết, đối Tô gia cũng vô cùng tổn thất. Ta bảo ngươi là muốn cho ngươi cái này. Tô Mạch Huyên tiện tay vung ra một đạo kim sắc lưu quang, đó là một tấm kim sắc thiếp mời, mở ra xem, Tiêu Phàm hơi kinh dị. Đây là Tam Đại Thương Hội liên thủ tổ chức đấu giá hội, ngươi hẳn là một luyện dược sư đi, bên trên đấu giá hội có rất nhiều linh thảo chân quý, ta nghĩ trong này có thứ ngươi muốn có. Tô Mạch Huyên nhặt hoa cười một tiếng. Nàng tựa như cùng lão bằng hữu nói chuyện, một bộ trí tuệ vững vàng, cũng giống như nàng đối mặt không phải là Tiêu Phàm bức tử 10 người Tô gia nàng. Cái này không đủ để mua mệnh Tô Kinh Long, nhưng ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Vô song thánh thành đấu giá hội, Tiêu Phàm hắn mặc dù không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng hắn hiện tại một mực vì sự tình tiểu ma nữ mà phiền não, có lẽ có thể trên đấu giá hội tìm ra một chút linh cảm. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm liền cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn qua bóng lưng Tiêu Phàm bọn hắn rời đi, đám người thất thần thật lâu, sắc mặt Tô Mạch Huyên âm tình bất định, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, Tiêu Phàm, người rốt cuộc là dạng người này sao? Vẻn vẹn một kẻ ngoại lai có thể đem vô song thánh thành nháo gà chó không yên sao? Tô Mạch Huyên cũng không tin Tiêu Phàm thực chỉ là một kẻ ngoại lai, nàng đối với thân phận Tiêu Phàm hết sức cảm thấy hứng thú, trở về nhất định phải phái người đi Đại Ly Đế Triều hảo hảo tra một chút sự tình liên quan tới Tiêu Phàm. Lúc này, Tô Mạch Hàn nơi xa ho khan hai tiếng liền tỉnh lại, chẳng qua là khi hắn cảm nhận được nóng bỏng đau đớn trên mặt, lại dứt khoát ngất đi. Trên mặt hắn có hai dấu đế giày đỏ tươi, cái này nhất định là bóng tối hắn cả đời đều ma diệt không được. Vì ngăn ngừa ánh mắt đám người kia nhìn thấy lại cười trên nỗi đau của người khác, Tô Mạch Hàn dứt khoát lựa chọn giả chết. Gạch nối. Trở lại chỗ ở, Tiêu Phàm luyện chế hai lô đan dược cho Tiểu Kim cùng Tiểu Minh chữa thương, lại cho mấy người bàn tử, quan Tiểu Thất cùng Vân Khê một mai bát phẩm thối thể đan. Bọn hắn mặc dù không tu luyện bất diệt kim thân, nhưng thối thể đan cũng có thể khiến cường độ thân thể bọn hắn tiến một bước. Nhìn thấy Tiểu Kim cùng Tiểu Minh khôi phục thương thế, Tiêu Phàm mới buông lỏng một hơi, hiện tại, bọn hắn đều đột phá đến chiến đế cảnh, cũng coi như có sức tự vệ. Trong phòng, Tiêu Phàm nhìn kim thiếp trong tay, cau mày một cái, chậm chạp nói, Tam Đại Thương Hội tổ chức đấu giá hội. Xem ra phải có không ít đồ tốt, bất quá ta hiện tại ta đã nghèo mạt dẹp rồi. Nghĩ vậy, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ đắng chát, sau đó bên trong hồn giới tìm tòi một hồi lâu. Hết thảy còn có hơn 30 vạn cực phẩm hồn thạch, nhiều nhất chỉ đủ mua hai gốc bát phẩm linh dược, nếu gặp linh dược khan hiếm, đoán chừng một gốc đều có chút cực khổ. Tiêu Phàm cau mày. Hắn phát hiện theo tu vi đề cao, hắn ngược lại càng ngày càng thiếu hồn thạch, trọng sinh đến nay, Tiêu Phàm chưa từng thiếu hồn thạch, đây là lần thứ nhất. Hơn 30 vạn cực phẩm hồn thạch, nếu đổi thành thượng phẩm hồn thạch, đối với chiến hoàng cảnh mà nói cũng là một bút tài phú không ít. Nhưng tại chiến đế cảnh lại không tính là gì. Thôi, đến thời điểm vãn nhất coi trọng đồ tốt, trong tay ta còn có mấy viên bát phẩm thối thể đan và thối hồn đan, hẳn là khẩn cấp nghĩ biện pháp kiếm một vố lớn mới được. Tiêu Phàm thở dài, trong lòng liền bắt đầu mưu tính. Muốn có được số lớn hồn thạch, phương pháp nhanh nhất tự nhiên là cướp đoạt bảo khố, liền tựa như lúc trước ăn cắp bảo khố Hoa gia. Chỉ là các đại thế lực vô song thánh thành không phải Hoa gia có thể so sánh, muốn cướp đoạt bảo khố các đại thế lực, trừ phi Tiêu Phàm chán sống. Kệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đấu giá hội còn 3 ngày, trước tu luyện rồi nói. Tiêu Phàm bình tĩnh suy nghĩ. Hắn mặc dù có thể chém giết chiến đế hậu kỳ, nhưng cùng chiến đế đỉnh phong lại chênh lệch không nhỏ, nếu như không phải phệ hồn huyết tầm, cho dù Tô Kỳ Long cũng đủ cho hắn ăn đủ. Lại càng không cần phải nói đối mặt cường giả chiến thánh trong truyền thuyết, tựa như người lần trước bắt Vân Phán Nhi kia, chính là tồn tại Tiêu Phàm đều muốn ngưỡng vọng. Rất nhanh, Tiêu Phàm tiến vào trạng thái nhập định, đối với sự tình ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Mà lúc này, vị trí chiến hồn điện thượng trọng thiên, bên trong một tòa cung điện hắc sắc to lớn, một nam tử trung niên chiến bào màu trắng đang ngồi, nam tử không phải ai khác, chính là Diệp Thệ Thủy. Trong đại điện đứng đấy một lão già, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định sẽ nhận ra, lão già chính là kẻ vẫn muốn giết hắn Giang Trường Thanh.
Đại điện hai bên đều ngồi tầm 10 đạo thân ảnh, tất cả ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Giang Trường Thanh. Giang Trường Thanh, ngươi có biết tội của ngươi không? Đột nhiên, một hắc bào nam tử chừng 40-50 tuổi hét lớn một tiếng, uy thế kinh người, như một đạo kinh lôi trong đại điện vang lên. Giang Trường Thanh dọa phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu nằm dạp trên mặt đất, run rẩy nói, gia chủ, ta biết tội. Nam tử trung niên áo bào đen chính là Giang gia gia chủ Giang Thiên Vân, hắn thần sắc đạm mạc nhìn Giang Trường Thanh nói, biết tội. Ngươi nói một chút, ta, Giang Trường Thanh nhất thời nghẹn lời, hắn vừa mới bị gọi tới, căn bản không biết phát sinh chuyện gì, chỉ cảm nhận được ánh mắt băng lãnh của nhóm đại nhân vật chiến hồn điện, Giang Trường Thanh lúc ấy liền biết rõ đại sự không tốt. Lại thêm Giang Thiên Vân quát một tiếng như vậy, Giang Trường Thanh tự nhiên bị dọa cho phát sợ, trực tiếp quỳ xuống tới. Căn bản không lo được nhiều như vậy, làm sao biết rõ bản thân đến cùng làm gì sai. Tiêu Phàm xảy ra chuyện gì? Giang Thiên Vân xem như gia chủ Giang gia, hiển nhiên cũng không nguyện ý nhìn Giang Trường Thanh chết. Giang Trường Thanh dù sao cũng là chiến đế hậu kỳ, chết dù sao cũng hơi đáng tiếc. Tiêu Phàm, Giang Trường Thanh sững sờ, nhưng trong lòng thì thở phào, từ khi Tiêu Phàm đến Vô Song Thánh Thành, hắn liền không có cùng Tiêu Phàm qua lại. Sự tình Tiêu Phàm cùng hắn đều không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ là hắn kinh ngạc gia chủ Giang Thiên Vân làm sao biết rõ sự tình Tiêu Phàm, Giang Thiên Vũ từ trước đến nay đều mặc kệ Hạ Trọng Thiên mà. Sau đó, Giang Trường Thanh nhìn Diệp Thệ Thủy phía trên đại điện, nghiêm mặt nói, điện chủ đại nhân, các vị trưởng lão, ta đối với Tiêu Phàm biết cũng không nhiều, bất quá thời điểm hải tuyển hắn tại chiến hồn điện kiên trì một nén nhang, ta cũng dựa theo quy định báo cáo. Đến lúc này, người còn dám nói láo. Dãy trái cầm đầu một nam tử mặc hắc sắc chiến giáp quát chói tai một tiếng, một cỗ uy thế ngập trời xông thẳng đến Giang Trường Thanh. Thân thể Giang Trường Thanh không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch vô cùng, vội vàng khẩn cầu, phó điện chủ, ta có nói láo hay không, ngài có thể phái người đi nam vực điều tra, ta nếu có nửa câu nói dối, trời chu đất diệt. Nói xong câu đó, Giang Trường Thanh trong đầu hồi tưởng từ những hành động tùy ý của mình. Trừ làm khó qua Tiêu Phàm ra cũng không có làm ra sự tình đặc biệt khác người. Mặc dù hắn lúc trước đáp ứng Thiên Hương bà giết chết Tiêu Phàm, cuối cùng vẫn nhịn xuống không động thủ, mà là bản thân Thiên Hương bà chủ động xuất thủ. Bây giờ Thiên Hương bà đã chết, hẳn không có người biết rõ sự tình hắn muốn đẩy Tiêu Phàm vào chỗ chết. Sự tình Tiêu Phàm những ngày qua hắn cũng nghe nói rất nhiều, sau khi biết Tiêu Phàm chiến thắng Lôi Hạo, Giang Trường Thanh liền biết Tiêu Phàm nhất định sẽ được cao tầng chiến hồn điện coi trọng, cho nên hắn cũng thập phần thu liễm. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, chiến hồn điện cao tầng vậy mà sẽ tề tụ một đoàn, tìm hắn đến chất vấn sự tình liên quan tới Tiêu Phàm. Một người chỉ kiên trì thời gian một nén nhang có thể chiến thắng Lôi Hạo, có thể chiến thắng Tô Mạch Hàn sao? Hắc sắc chiến giáp nam tử quát lạnh nói, lông mày vặn đến cùng một chỗ, nhìn qua thập phần dữ tợn. Tiêu Phàm chỉ kiên trì một thời gian nén nhang, lần này người thông qua sơ tuyển có rất nhiều người đều tận mắt nhìn đến, phó điện chủ có thể tự mình đi hỏi một chút. Giang Trường Thanh tâm tư muốn khóc đều có. Hắn còn tưởng rằng sự tình bản thân ứng phó Tiêu Phàm bại lộ, nào sẽ nghĩ đến lại là một việc nhỏ như vậy. Nghe được hắc sắc chiến giáp nam tử nói, trong lòng Giang Trường Thanh cười lên, bởi vì hắn rất rõ ràng Tiêu Phàm xác thực chỉ kiên trì một nén nhang thời gian. Hắc sắc chiến giáp nam tử nghe vậy, nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Úy chỉ huynh, xem ra Tiêu Phàm xác thực chỉ ngốc thời gian một nén nhang. Lúc này, Giang Vân Thiên đột nhiên mỉm cười nói ra, trong giọng nói hơi có chút âm dương quái khí, tựa như đang giễu cợt nam tử hắc sắc chiến giáp. Hừ, ta nhất định sẽ đích thân đi tra hỏi, nếu như phát hiện ngươi nói láo, úy chỉ cuồng sinh ta sẽ không buông tha ngươi. Úy chỉ cuồng sinh mắt như chuông đồng. Căm tức nhìn Giang Trường Thanh, về phần Giang Thiên Vân hoàn toàn bị hắn coi thường. Những người khác trầm mặc không nói, bọn hắn lại không biết, khó chịu nhất không ai khác ngoài Diệp Thệ Thủy. Tiêu Phàm là ai, nơi này Diệp Thệ Thủy rõ ràng hơn so với người khác, trước đó hắn còn tự thân đem Tiêu Phàm khu trục. Bởi vì trong mắt hắn, Tiêu Phàm dù là thiên phú kinh người nhưng địa vị thấp kém, căn bản không xứng với tiểu ma nữ. Hiện tại trong lòng hắn ẩn ẩn có loại ý tứ hối hận, Tiêu Phàm có thể chiến thắng Lôi Hạo, chiến thắng Tô Mạch Hàn, chí ít trên thực lực, Tiêu Phàm không thể kém hơn Thánh Thành Bát Tuấn.
Chẳng biết tại sao trong đầu hắn đột nhiên hồi tưởng lại câu nói trước khi Tiêu Phàm rời đi, đợi ta quân lâm thiên hạ không ai dám ngăn ta, Diệp Thệ Thủy ngươi cũng không được. Chẳng lẽ ta thực sự nhìn lầm? Trong lòng Diệp Thệ Thủy trầm ngâm. Gạch nối. Điện chủ đại nhân. Đột nhiên, một thanh âm thô kệch đem tâm thần Diệp Thệ Thủy kéo trở về, nói chuyện chính là nam tử mày rậm mặc chiến giáp màu đen. Hắn tên là Úy Trì Cuồng Sinh, chính là phó điện chủ Chiến Hồn Điện, đồng thời cũng là gia chủ Úy Trì gia tộc của Chiến Hồn Điện. Diệp Thệ Thủy mặc dù trong lòng khá không được bình tĩnh, nhưng mặt ngoài lại không hề bận tâm. Điện chủ đại nhân, Tiêu Phàm mặc dù tại Chiến Hồn Điện chỉ kiên trì thời gian một nén nhang, nhưng thiên phú hắn không được khinh thường, ta cảm thấy, hắn đáng giá Chiến Hồn Điện tự mình mời. Úy Trì Cuồng Sinh mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, đám người lộ ra vẻ kinh dị, được Chiến Hồn Điện mời, dạng vinh dự này dù là thiên tài vô song thánh thành đều rất ít có thể có được, huống chi một kẻ ngoại lai đây. Phải biết, phàm là người được Chiến Hồn Điện chủ động mời sẽ có tỷ lệ cực lớn gia nhập Chiến Thần Điện. Chiến Thần Điện mặc dù cùng bát đại thế lực sánh vai, nhưng tất cả mọi người biết rõ, Chiến Thần Điện mới là chúa tể chân chính của Chiến Hồn Đại Lục, quan sát toàn bộ thế giới. Không biết có bao nhiêu người vì gia nhập Chiến Thần Điện mà tranh giành, nhưng toàn bộ vô song thánh thành lại có mấy người thành công. Mấy tức sau, sau khi Úy Trì Cuồng Sinh nói, lập tức lại mấy người phụ họa theo. Điện chủ đại nhân, phó điện chủ nói rất đúng, ý chí chỉ là một phương diện, thi triển cũng là quan trọng nhất, người này có tư cách gia nhập Chiến Hồn Điện. Người như vậy tuyệt đối không thể để đến mấy đại thế lực khác, bằng không tất nhiên là tổn thất Chiến Hồn Điện ta. Điện chủ đại nhân, mời Tiêu Phàm gia nhập Chiến Hồn Điện cũng coi là đối với người ngoại lai cổ vũ một chút, việc này nếu lan truyền ra ngoài, đối với Chiến Hồn Điện ta cũng cực kỳ có lợi. Người theo Úy Trì Cuồng Sinh ngươi một lời ta một câu, mà người theo Giang Thiên Vân lại trầm mặc không nói, bọn hắn không ủng hộ cũng không phản đối. Bên trong đại điện chỉ có hai người thần sắc hết sức phức tạp, một người là Giang Trường Thanh, nghe thấy Úy Trì Cuồng Sinh muốn đích thân mời Tiêu Phàm gia nhập Chiến Hồn Điện. Trong lòng Giang Trường Thanh bỗng nhiên một cái lộp bộp, ngược lại hít ngụm khí lạnh. Hắn hiển nhiên còn không biết sự tình Tiêu Phàm chiến thắng Tô Mạch Hàn, chỉ biết Tiêu Phàm ngẫu nhiên đánh bại Lôi Hạo, bất quá vô luận như thế nào, may mắn là hắn không có âm thầm chơi ngáng chân Tiêu Phàm. Mà một người khác ánh mắt phức tạp chính là Diệp Thệ Thủy, đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Đáp ứng, lần trước đem Tiêu Phàm cưỡng chế đuổi đi. Hắn còn dọa nếu Tiêu Phàm còn dám tới liền đánh gãy chân, hắn làm sao còn ra mặt đi mời Tiêu Phàm đây? Không đáp ứng, nếu như lấy thiên phú Tiêu Phàm dạng này cũng không có tư cách gia nhập Chiến Hồn Điện, vô song thánh thành lại có mấy người, đây không phải đánh vào mặt vô song thánh thành bọn hắn sao? Dầu gì, Diệp Thệ Thủy trong lòng thập phần dầu gì, việc này, các ngươi tự quyết định. Hồi lâu, Diệp Thệ Thủy đột nhiên đứng dậy, lưu lại một câu liền biến mất bên trong đại điện. Chỉ có đám người trong đại điện một mặt không hiểu. Giang huynh, ý ngươi thì sao? Nhìn thấy Diệp Thệ Thủy rời đi, Úy Trì Cuồng Sinh vẫn không hề từ bỏ ý tứ mời Tiêu Phàm. Chiến Hồn Điện trừ điện chủ Diệp Thệ Thủy, cũng chỉ có hắn và Giang Thiên Vân địa vị cao nhất, cùng là phó điện chủ, chỉ cần bọn hắn đồng ý, cơ bản cũng không ai dám phản đối. Úy Trì huynh, việc này ta xem vẫn là... Giang Thiên Vân ngẫm lại, thập phần uyển chuyển nói ra. Chỉ là lời còn chưa dứt, liền bị Úy Trì Cuồng Sinh cắt ngang, còn cần nhìn cái gì vậy, vừa vặn ta cũng không có việc gì, chuẩn bị đi Nam vực một chuyến, nếu như để cho ta thấy có người dám âm thầm chơi ngáng chân Tiêu Phàm, ha ha. Uy hiếp, chân trụi uy hiếp, Úy Trì Cuồng Sinh mang trên mặt một tia âm hiểm cười, nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu Giang Thiên Vân lóe qua vẻ lạnh như băng, bất quá mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, nói, nếu Úy Trì huynh nói có thể, vậy dĩ nhiên có thể. Liền biết Giang huynh mắt sáng như đuốc, tiếp theo ta có việc bận, Nam vực liền không đi. Úy Trì Cuồng Sinh cười lớn một tiếng, mang theo người của hắn nghênh ngang rời đi. Chỉ có người Giang Thiên Vân sắc mặt âm trầm đứng bên trong đại điện, Giang Thiên Vân lạnh lùng nhìn Giang Trường Thanh quỳ gối trong đại điện một cái, quát khẽ, hôm nay, đem tất cả tin tức Tiêu Phàm chỉnh lý cho ta. Vâng, gia chủ. Giang Trường Thanh nơi nào còn dám phản bác, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Thoáng qua hai ngày, Tiêu Phàm một mực đợi trong phòng, không phải lĩnh ngộ bất hủ ý chí mà chính là tu luyện hồn điêu chi thuật.
nhị trọng bất hủ ý chí hắn mặc dù cảm giác bắt lấy một ít, nhưng vẫn còn kẹt lại một chút, Tiêu Phàm bất đắc dĩ đành phải mượn nhờ hồn điêu chi thuật đến nghiệm chứng. Lúc trước bác lão đã nói với hắn, bên trong hồn văn ẩn chứa thiên địa vạn vật, chỉ có người nghĩ không ra, không có ngộ không đến. Nhưng hai ngày tiếp, Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều thu hoạch, hồn điêu chi thuật hiện tại cũng kẹt tại tông sư đỉnh phong. Nếu như tại hồn điêu chi thuật ta có thể tiến thêm một bước, liền có thể trở thành truyền kỳ hồn điêu sư, có thể điêu khắc ra hồn điêu thú chiến đế cảnh. Trong mắt Tiêu Phàm lộ ra một vòng tinh quang. Tiêu Phàm có đây không? Đột nhiên, một đạo thanh âm thô kệch từ ngoài cửa truyền đến, vận chuyển hồn lực vậy mà đánh xuyên cách trở hồn giới. Tiêu Phàm cau mày một cái, lúc này có người nào đến tìm mình đây? Nếu như là cửu nhân, căn bản không tất yếu khách khí như vậy, đoán chừng trực tiếp liền sẽ giết, về phần bằng hữu, Tiêu Phàm ở chỗ này cũng không có quen biết bằng hữu gì. Ôm vẻ nghi hoặc, Tiêu Phàm mở cửa phòng đi ra ngoài. Lại nhìn thấy nam tử trung niên cả người khoác hắc sắc chiến giáp đứng ở trong sân, sau lưng hắn đi theo tầm 10 thân ảnh ăn mặc trang phục thống nhất. Tầm 10 đạo thân ảnh niên kỷ cũng không lớn, tuổi trẻ cũng chỉ hơn 20 tuổi, lớn nhất không quá 40 tuổi, nhưng trên người bọn hắn có một điểm giống nhau, chính là khí tức trên thân mỗi người đều không kém gì chiến đế. Xa xôi, quần chúng vây xem, ánh mắt bọn hắn toàn bộ đều ngưng tụ ở trên người mười mấy người này, thần sắc khó mà bình tĩnh. Lúc Tiêu Phàm đi đến sân, Ban Tử, Quan Tiểu Thất cùng Vân Khê mấy người cũng đi đến. Lúc ánh mắt Vân Khê rơi vào trên người nam tử hắc sắc chiến giáp, con người run lên bần bật, đột nhiên hơi hơi chắp tay nói, Vân Khê bái kiến úy chỉ điện chủ. Lời này vừa nói ra, con người đám người bốn phía không khỏi co vào một cái, không sai, hắc sắc chiến giáp nam tử chính là úy chỉ Cuồng Sinh. Úy chỉ điện chủ, chẳng lẽ là úy chỉ gia tộc gia chủ úy chỉ Cuồng Sinh? Hắn đến nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ Tiêu Phàm đắc tội úy chỉ gia tộc? Không giống, hẳn là đắc tội chiến hồn điện, những người kia có vẻ như đều là người chiến hồn điện. Rất có thể, Tiêu Phàm thật đúng là không ngồi yên, mỗi ngày đều sẽ náo ra một chút sự tình. Đám người lập tức sôi trào lên, bọn hắn rất nhiều người mặc dù không biết úy chỉ Cuồng Sinh, nhưng đều nghe nói qua cái tên này, vô luận là chiến hồn điện hay là gia chủ úy chỉ gia tộc. Đều đã đủ khiến bọn hắn chấn kinh. Đây chính là nhân vật nổi tiếng Thượng Trọng Thiên, hôm nay vậy mà tự mình đến nơi này tìm Tiêu Phàm, việc này khiến trong lòng bọn hắn thế nào không mơ màng hết lần này đến lần khác. Úy chỉ điện chủ, Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng chậm chạp nói, trong lòng hắn cũng có chút bồn chồn, úy chỉ Cuồng Sinh tới tìm hắn làm cái gì đây? Vân Khê, thương thế của ngươi tốt rồi. Không tồi, úy chỉ Cuồng Sinh nhìn về phía Vân Khê. Trên mặt hiện lên vẻ sán lạn, tựa như thực tình vì Vân Khê cao hứng. Sau đó ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người Tiêu Phàm, trực tiếp đoạn nói, ngươi chính là Tiêu Phàm. Ngươi có nguyện gia nhập chiến hồn điện. Ngươi có nguyện gia nhập chiến hồn điện. Lời nói úy chỉ Cuồng Sinh sang sảng vang vọng thật lâu tại hư không, tu sĩ bốn phía nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ chấn động. Nguyên bản bọn hắn tưởng úy chỉ Cuồng Sinh tới đây tìm Tiêu Phàm gây phiền phức. Nào sẽ nghĩ đến úy chỉ Cuồng Sinh lại chủ động mời Tiêu Phàm. Kẻ ngoại lai vậy mà cũng có thể được chiến hồn điện chủ động mời. Vẫn luôn có thể, chỉ là thiên phú kẻ ngoại lai quá mức bình thường, cho nên căn bản không có tư cách được chiến hồn điện mời mà thôi. Tiêu Phàm có thể đánh bại Lôi Hạo cùng Tô Mạch Hàn, thực lực đã được chiến hồn điện tán thành. Nghe đồn, người được chiến hồn điện chủ động mời, có 8 thành tỷ lệ được gia nhập chiến thần điện. Đám người bốn phía cực kỳ không được bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập vẻ hâm mộ, đối với phần lớn người mà nói, được chiến hồn điện chủ động mời, đều là một loại vinh hạnh vô cùng đặc biệt. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tự nhiên không rõ ràng, hắn cũng có chút kinh ngạc, mặc dù thông qua Nam Vực Đại Bỉ sơ tuyển đều có quyền lợi lựa chọn gia nhập một phe thế lực. Nhưng hắn là lần thứ nhất nghe nói có người được chủ động mời, nhất là chiến hồn điện. Từ phản ứng đám người, hắn cũng có thể nhìn ra việc này nhất định là một loại vô cùng vinh quang. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm thất thần, còn tưởng rằng Tiêu Phàm rất cao hứng mà không biết vì sao. Bọn hắn không biết là, trong lòng Tiêu Phàm đang do dự, ngàn năm nhắc nhở vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, nhất định phải cẩn thận nhị điện. Nếu như chiến hồn điện cùng chiến thần điện thực sự là cửu nhân tu la điện, hắn hiện tại gia nhập chiến hồn điện không phải liền là dê vào miệng cọp sao?
Chủ yếu nhất là, thực lực hắn tại Vô Song Thánh Thành cũng không phải là cao cấp nhất, có thể giết chết hắn có khối người, một khi người Chiến Hồn Điện phát hiện hắn cùng với Tu La Điện có quan hệ, đoán chừng muốn chạy trốn cũng khó khăn. Diệp Thệ Thủy hình như là điện chủ Chiến Hồn Điện, nếu như ta thực gia nhập Chiến Hồn Điện, há không phải còn bị Diệp gia quản chế. Diệp Thệ Thủy đoán chừng càng sẽ không để cho ta ở cùng với tiểu ma nữ. Ánh mắt Tiêu Phàm hơi hơi lấp lóe một cái, trong lòng đã có đại khái ý nghĩ. Công tử, chúc mừng, đây là Úy Trì Cuồng Sinh, phó điện chủ Chiến Hồn Điện, cũng coi như ân sư của ta, hắn làm người lỗi lạc, cao thượng nghĩa bạc vân thiên. Lúc trước Giang gia muốn đem ta đá ra ngoài Chiến Hồn Điện, Úy Trì điện chủ đã giúp ta thật nhiều lần. Vân Khê đột nhiên âm thầm truyền âm cho Tiêu Phàm, đem suy nghĩ Tiêu Phàm thu lại. Thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng, sau đó ở bên trong 10 người này, tùy ý tuyển chọn 3 người, nếu như có thể thắng được 2 trận, ngươi liền có thể gia nhập Chiến Hồn Điện. Thanh âm Úy Trì Cuồng Sinh vang lên lần nữa, hắn cũng nghĩ Tiêu Phàm cao hứng quá độ nên mới đờ ra. Lời này vừa nói ra, trên người 10 người đồng thời nhấc lên một cỗ chiến ý, thập phần chờ mong đánh với Tiêu Phàm một trận. Bọn hắn rất muốn biết một kẻ có thể đánh bại Lôi Hạo cùng Tô Mạch Hàn thực lực đến cùng là như thế nào. Tiêu Phàm quét 10 người một cái, mạnh nhất cũng chỉ là chiến đế trung kỳ, yếu nhất là chiến đế sơ kỳ, chỉ từ hồn lực ba động, Tiêu Phàm liền mất đi hứng thú. Những người này với hắn mà nói đã không có tính khiêu chiến quá lớn, mặc dù hắn chỉ là chiến đế sơ kỳ nhưng ý chí hắn lĩnh ngộ cùng cường độ hồn lực, so với chiến đế trung kỳ còn phải mạnh hơn mấy phần. Nói tu vi hắn là chiến đế trung kỳ cũng không đủ, những người này Tiêu Phàm tự nhiên không để vào mắt. Như thế nào, Úy Trì Cuồng Sinh cười nói, chỉ là sau một khắc, ý cười trên mặt hắn bỗng chậm rãi ngưng kết. Thật xin lỗi, ta không có hứng thú. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói ra một câu, quay người liền hướng vào trong phòng. Lời này vừa nói ra, không chỉ Úy Trì Cuồng Sinh cùng tu sĩ bốn phía tưởng là bản thân nghe lầm. Ngay cả Vân Khê cách gần nhất cũng cảm thấy bản thân nghe lầm. Đây chính là Chiến Hồn Điện chủ động mời đó, Tiêu Phàm vậy mà cự tuyệt. Không hứng thú, thực chỉ là không hứng thú sao? Hay Tiêu Phàm căn bản không đem Chiến Hồn Điện để ở trong mắt? Bỗng nhiên, chiến ý trên người 10 tu sĩ Chiến Hồn Điện chậm rãi biến thành sát ý, không đem Chiến Hồn Điện để ở trong mắt, không phải chính là không đem bọn hắn để ở trong mắt sao? Bọn hắn hồi tưởng lại ánh mắt Tiêu Phàm nhìn bọn hắn. Lúc này mới phát hiện, cái kia cũng không phải là kích động mà là một loại khinh thường. Ha ha, người trẻ tuổi, nhất định có một chút tính tình. Úy Trì Cuồng Sinh đột nhiên cười lên, ngược lại cũng không cảm thấy có quá nhiều xấu hổ, chỉ là vừa rồi có chút không dễ chịu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà sẽ cự tuyệt Chiến Hồn Điện, Tiêu Phàm đánh hắn một cái trở tay không kịp. Bất quá, cá tính Tiêu Phàm rất phù hợp khẩu vị hắn. Úy Trì Cuồng Sinh bình sinh cũng rất không thích những người không dám đánh phá, bởi vì chỉ có người dám dũng cảm đánh vỡ quy tắc mới có chủ kiến cùng đấu trí của mình, sẽ không nước chảy bèo trôi. Mà người như vậy cũng có tự tin tuyệt đối. Tại hạ Úy Trì Triều Giải, xin chiến. Úy Trì Cuồng Sinh vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên một đạo thanh âm hùng hậu mà không phục vang lên, chỉ thấy một người thanh niên mặc màu trắng bạc chiến giáp dậm chân mà ra, đối với Tiêu Phàm làm một lễ tiêu chuẩn xin chiến. Hắn dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen hết sức khỏe mạnh, mũi cao cao, ánh mắt đen kịt, tóc đen dày đặc choàng trên vai, lộ ra uy vũ bá khí. Nhất là chiến giáp màu trắng bạc, quang mang chiếu xuống chiếu lấp lánh, thập phần chói mắt. Không hứng thú, nhưng Tiêu Phàm vẫn khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Cái này gọi là lễ nghi, ở trong mắt Tiêu Phàm căn bản là khinh thường. Lựa chọn chiến đấu. Quyền quyết định vẫn trong tay hắn, như lúc trước Tiêu Phàm từng cái xin chiến Đại Long Bát Tử, cũng bởi vì Đại Long Bát Tử trước dùng chiến lễ nhục nhã tu sĩ Đại Ly. Bất quá, dựa theo thông thường, tu sĩ cùng giai xin chiến, bình thường đều sẽ không cự tuyệt, dù sao xin chiến cũng không phải là sinh tử chi chiến, chỉ là phân cao thấp mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, thanh niên khoác màu trắng bạc chiến giáp khôi ngộ Úy Trì Triều Giải bỗng nhiên lách mình ra. Một trưởng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Giờ phút này hắn vô cùng phẫn nộ, căn bản chú ý không được nhiều như vậy, bởi vì đây là lần thứ nhất hắn bị những người khác không nhìn. Cũng khó trách Úy Trì Triều Giải tức giận như thế, phải biết, dù là gặp Thánh Thành Bát Tuấn cũng không dám khinh thường hắn như thế,
cho dù tại chiến hồn điện hắn cũng là thiên tài đứng hàng đầu. Ở Úy Trì Cuồng Sinh vừa định gọi lại Úy Trì Triều Giải, nhưng cuối cùng vẫn không có hô ra miệng, hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến thực lực Tiêu Phàm, hắn thấy Úy Trì Triều Giải đã đủ thăm dò ra thực lực Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mặc dù đưa lưng về phía sau nhưng hết thảy đều đào thoát không được hồn lực hắn, lúc Úy Trì Triều Giải tới gần hắn một trượng, Tiêu Phàm chân đạp kiếm bộ, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, liền xuất hiện ở bên cạnh Úy Trì Triều Giải, một quyền nổ tung đánh ra. Nguyên bản Vân Khê còn chuẩn bị nhắc nhở Tiêu Phàm, nhìn thấy một màn này, hắn cảm giác không cần thiết. Vân Khê đã cùng Úy Trì Triều Giải giao chiến qua, rất rõ ràng ưu thế cùng yếu điểm của Úy Trì Triều Giải, lực lượng, phòng ngự, lực công kích, cùng giai có rất ít người có thể so sánh. Nhưng tốc độ lại là nhược điểm Úy Trì Triều Giải, cho dù là chiến đế cùng giai cũng so với hắn mạnh hơn mấy phần. Dám theo ta liều mạng, nhìn thấy Tiêu Phàm một quyền đánh tới. Úy Trì Triều Giải cười lạnh một tiếng, hồn lực tính chất bạo tạc tràn vào cánh tay phải, tại hư không xẹt qua một đường cung, đánh tới Tiêu Phàm. Hư không hổ hổ sinh phong, cương phong phần phật, nắm đấm chưa đến, một cỗ kình phong đáng sợ đã nhào tới trước mặt. Lưu tinh hám thiên, trong lòng Tiêu Phàm nhẹ giọng quát, nắm đấm trong da thịt phóng ra từng đạo kim sắc quang mang yếu ớt, hồn lực cuồn cuộn giống như thủy triều tụ tập phía bên phải cánh tay. Đối mặt một quyền bá đạo của Úy Trì Triều Giải, Tiêu Phàm không lùi mà tiến, quyền cương hung hăng đánh ra. Gạch nối. Oanh, một đạo cương phong đáng sợ từ nắm đấm hai người tản ra, khí lãng quay cuồng như đao như kiếm hướng bốn phía bắn ra, đem hư không đều cắt thành hai nửa. Hồn lực ba động một làn sóng gào thét, phun trào, tu sĩ xung quanh bị thổi làm ngã trái ngã phải, bên trong sân nhỏ đã không còn hình dáng, bụi bặm đầy trời. Nắm đấm hai người giằng co tại một chỗ, dưới chân vết nứt hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập xuất hiện. Ngăn được, trong mắt Úy Trì Cuồng Sinh lóe qua vẻ kinh dị, Úy Trì Triều Giải là nhi tử hắn, hắn tự nhiên rất rõ ràng lực lượng Úy Trì Triều Giải. Cũng chính bởi vì như thế, Úy Trì Cuồng Sinh mới kinh ngạc như vậy, phải biết bằng vào lực lượng mà nói, bên trong Thánh Thành Bát Tuấn cũng chỉ có Chiến Thiên Long cùng Lôi Hạo có thể cùng Úy Trì Triều Giải đối kháng. Úy Trì Cuồng Sinh rốt cục biết Tiêu Phàm dựa vào cái gì có thể chiến thắng Lôi Hạo, trừ lực lượng ra, Úy Trì Triều Giải tốc độ xa xa không phải đối thủ của hắn. Vân Khê cũng cực kỳ không được bình tĩnh, lực lượng Tiêu Phàm hắn là lần thứ nhất kiến thức, vậy mà cũng cường đại như thế. Công tử chẳng lẽ là quái vật? Vân Khê đã không cách nào diễn tả sự cường đại của Tiêu Phàm bằng ngôn từ. Ngươi cũng không có mạnh như trong truyền thuyết như vậy. Úy Trì Triều Giải lại cười lên. Tiêu Phàm có thể chiến thắng Lôi Hạo cùng Tô Mạch Hàn, bây giờ lại cùng hắn rằng co không xong, hắn trong lòng không đắc ý là không có khả năng. Vậy sao? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hắn mặc dù cũng thừa nhận sức mạnh thân thể Úy Trì Triều Giải rất cường đại, dù sao, hắn đã thi triển bất diệt kim thân cùng cửu phẩm chiến kỹ lưu tinh hám thiên, lại bị Úy Trì Triều Giải ngăn cản. Nhưng đây không phải thực lực chân chính của Tiêu Phàm, bất diệt kim thân hắn cũng chưa từng toàn lực thi triển. Sau một khắc, thể nội Tiêu Phàm đột nhiên phát ra một trận thanh âm long long, hồn hải gào thét, hồn lực như hồng lưu dung nhập cánh tay phải. Úy Trì Triều Giải không thi triển chiến hồn, Tiêu Phàm hắn tự nhiên cũng sẽ không dùng chiến hồn khi dễ, vừa vặn hắn cũng muốn thử xem một kích toàn lực bất diệt kim thân uy lực đến cùng là như thế nào. Oanh, hồn lực khí lãng cuồn cuộn, lực lượng Tiêu Phàm trong nháy mắt gia tăng gấp bội, lực lượng đáng sợ tăng lên, còn người Úy Trì Triều Giải co rụt lại. Hắn cũng kiệt lực phản kháng. Nhưng lúc này, cánh tay hắn truyền đến một tiếng thanh âm nứt xương, trong nháy mắt mất đi lực lượng, toàn bộ cánh tay cũng nứt gãy. Ngay lúc đó, quyền cương Tiêu Phàm theo vào, còn người Úy Trì Triều Giải mãnh liệt run rẩy, bộ mặt hắn bị trận gió mãnh liệt ép có chút vặn vẹo. Thậm chí, hắn đã quên chạy trốn, một quyền này xuống dưới, đầu Úy Trì Triều Giải đoán chừng đều phải nổ tung. Hô! Ra quyền như mãnh hổ xuống núi, hung mãnh vô cùng, thu quyền như hồng lưu dũng lui, bất động như sơn, quyền cương Tiêu Phàm lúc ở gần Úy Trì Triều Giải khoảng một tấc liền dừng lại. Nơi xa Úy Trì Cuồng Sinh thiếu chút nữa thì xuất thủ, hắn nắm chặt nắm đấm cũng chảy ra mồ hôi, lưng cũng ướt đẫm. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Úy Trì Triều Giải một cái, chậm rãi thu hồi trưởng cương, quay người liền hướng vào trong phòng. Đạt tới cảnh giới bây giờ. Sát khí sớm đã có thể thu liếm tự nhiên,
nếu như không phải úy chỉ chiều giải không có chạm tới ranh giới cuối cùng Tiêu Phàm, một quyền kia Tiêu Phàm đã đánh xuống. Thẳng đến Tiêu Phàm biến mất ở trong tầm mắt mọi người, úy chỉ chiều giải mới hồi phục tinh thần lại, một màn kia, hắn chú định vĩnh thế khó quên, chỉ thiếu một chút xíu là hắn đã chết. Nhất là sát ý trên người Tiêu Phàm bộc phát khiến úy chỉ chiều giải cảm giác toàn thân rét run. Chín người chiến hồn điện khác trong lòng cũng cảm giác có chút phát lạnh, trước đó bọn hắn còn đối với thực lực Tiêu Phàm tràn ngập hoài nghi, nhưng hiện tại, bọn hắn đối với Tiêu Phàm đã có loại kiêng kỵ phát ra từ sâu trong linh hồn. Một quyền chiến bại úy chỉ chiều giải, dạng thực lực này, cho dù là Thánh Thành Bát Tuấn cũng chưa chắc có mấy người có thể làm đến. Cha, qua mấy ngày Nam Vực Đại Bỉ bắt đầu thì kêu ta muốn bế quan mấy ngày. Úy chỉ chiều giải nhìn úy chỉ cuồng sinh một cái, để lại một câu nói liền đạp không rời đi. Úy chỉ cuồng sinh hài lòng gật đầu, người trẻ tuổi, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không gượng dậy nổi, hắn đối với đấu trí con trai của hắn rất hài lòng. Tiêu Phàm rời đi, úy chỉ cuồng sinh bất đắc dĩ, mặc dù hắn không biết Tiêu Phàm tại sao không nguyện ý gia nhập chiến hồn điện, nhưng mạnh mẽ hái dưa không ngọt, ép buộc Tiêu Phàm gia nhập không phải phong cách hắn. Đoán chừng quay lại sẽ bị tên hỗn đản Giang Thiên Vân kia chế giễu vài ngày. Úy chỉ cuồng sinh nhìn gian phòng Tiêu Phàm một cái, liền mang chín người chiến hồn điện rời đi. Vân Khê, Bàn Tử đám người buông lỏng một hơi, nhất là đám người Bàn Tử, lúc bọn hắn nghe được úy chỉ chiều giải kêu úy chỉ cuồng sinh là cha, bọn hắn bị dọa cho phát sợ. Nếu như úy chỉ cuồng sinh cũng là người không nói đạo lý, đoán chừng hôm nay sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ vậy, bọn hắn đối với úy chỉ cuồng sinh cũng không nhìn được có chút bội phục, bọn hắn đến Vô Song Thánh Thành một tháng, sớm đã thành thói quen ánh mắt những người đại gia tộc coi thường những người ngoại lai bọn hắn. Nhưng úy chỉ cuồng sinh lại không có bất kỳ vẻ khinh miệt, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để nhìn ra úy chỉ cuồng sinh có sự độ lượng to lớn. May mắn tới mời công tử là úy chỉ điện chủ mà không phải Giang Thiên Vân. Trong lòng Vân Khê chậm chạp nói, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Bàn Tử ngẫm lại, cuối cùng vẫn hướng vị trí trong phòng Tiêu Phàm đi đến, hắn cũng thập phần nghi hoặc, tại sao Tiêu Phàm sẽ bỏ lỡ cơ hội dạng này, chiến hồn điện chủ động mời đều cự tuyệt. Tiêu Phàm vậy mà cự tuyệt lời mời chiến hồn điện, thật đúng là vô cùng cuồng vọng mà, hắn quả thật có tư cách này, lấy thiên phú hắn, trừ chiến hồn điện, thất đại thế lực khác hắn muốn gia nhập, ai không rộng mở đại môn hoan nghênh. Thực lực hắn đã có thể so sánh với Thánh Thành Bát Tuấn. Đoán chừng có thể đứng vào hạng tư, các đại thế lực khẳng định đều sẽ mời hắn. Đám người thẳng đến khi úy chỉ cuồng sinh rời đi mới dám không kiêng nể gì cả nghị luận, cái nhìn bọn hắn đối với Tiêu Phàm cũng có chuyển biến rất lớn. Tùy tiện thì như thế nào? Bá đạo thì như thế nào? Chỉ cần ngươi có thực lực, có thể xem thường tất cả, đáng tiếc, bọn hắn lại không biết tâm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm về đến phòng, thần sắc có chút lạnh lùng, hắn sở dĩ cự tuyệt chiến hồn điện mời. Một là vì hắn là điện chủ Tu La Điện, thứ hai là không muốn bị Diệp Thệ Thủy xem thường. Một ngày nào đó, chiến hồn điện cũng sẽ run rẩy ở dưới chân ta. Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra một câu. Lúc này, cửa ra vào truyền đến thanh âm Bàn Tử, Lão Tam. Vào đi. Sắc mặt Tiêu Phàm khôi phục bình tĩnh, vẻ lạnh lùng trong nháy mắt tan thành mây khói. Bàn Tử đẩy cửa vào, sau đó đóng cửa phòng, nhìn mặt Tiêu Phàm nói, Lão Tam. Người cùng chiến hồn điện có phải có thù hận hay không? Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn không muốn để cho Bàn Tử lo lắng, dù sao, hắn muốn đối mặt không phải thế lực bình thường, mà là chiến hồn điện Diệp gia. Ngươi còn không xem ta là huynh đệ không? Đã nói huynh đệ cùng một chỗ gánh chịu. Bàn Tử nổi giận, biết Tiêu Phàm đến nay, hắn là lần thứ nhất nổi giận với Tiêu Phàm. Trong lòng Tiêu Phàm ấm áp, hít sâu một cái nói, cảm ơn ngươi, nhị ca. Huynh đệ không cần phải nói tạ ơn, cái này là ngươi nói. Sắc mặt giận dữ Bàn Tử biến mất không thấy gì nữa, mà là biến thành trịnh trọng, nói, là sự tình tiểu ma nữ. Bàn Tử dù sao cũng là đế tử đế tộc, biết một chút sự tình Vô Song Thánh Thành, lần thứ nhất nghe nói tiểu ma nữ họ Diệp, hắn liền lập tức nghĩ đến Diệp gia chiến hồn điện. Lấy năng lực Tiêu Phàm bây giờ, có thể làm cho Tiêu Phàm thúc thủ vô sách, đoán chừng cũng chỉ có siêu cấp gia tộc Diệp gia này. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó đem sự tình lúc đầu tiến về Thượng Trọng Thiên cùng Bàn Tử giảng thuật một lần,
sắc mặt Bàn Tử cũng biến thành băng lạnh, hắn rốt cục biết rõ Tiêu Phàm tại sao muốn thành lập thế lực, cũng biết tại sao Tiêu Phàm lại cự tuyệt lời mời của Chiến Hồn Điện. Bất kể hắn là thế gia gì, huynh đệ chúng ta đồng lòng, cho dù Lão Thiên cũng có thể đâm thủng một lỗ. Bàn Tử nói năng có khí phách nói ra. Tiêu Phàm gật đầu, hít sâu một cái, thập phần bá khí nói ra một câu, ngươi và ta là huynh đệ, đời này không làm người dưới. Diệp gia phủ đệ, Diệp Thệ Thủy nghe một đạo hắc ảnh quỳ trước bàn sách giảng thuật sự tình úy chỉ cuồng sinh mời Tiêu Phàm, trong mắt cũng lóe qua vẻ kinh dị. Đi xuống đi. Diệp Thệ Thủy khoát khoát tay, bóng đen kia trong nháy mắt quỷ dị biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Sau một khắc, sắc mặt Diệp Thệ Thủy trở nên ngưng trọng, ngón tay gõ lên mặt bàn, chậm chạp nói, vậy mà cự tuyệt. Ngược lại là có chút cốt khí. Lấy thực lực hắn có thể chiến thắng Lôi Hạo cùng Tô Mạch Hàn, có lẽ thật có khả năng tiến vào ba vị trí đầu Nam vực Đại Bỉ, bằng vào Trường Sinh, Thiên Tuyết cùng Lâm Trần chưa chắc có thể đem hắn gạt ra ba hạng đầu. Nhất là Lâm Trần, ta luôn cảm giác hắn biết rõ nội tình Tiêu Phàm, chỉ là không muốn nói với ta mà thôi. Diệp Thệ Thủy híp hai mắt, trong đầu lóe qua một đám suy nghĩ. Lúc đầu lời nói Tiêu Phàm hùng hồn một mực quanh quẩn trong đầu hắn, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn đã có một chấp niệm, chính là không thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm trưởng thành. Tiêu Phàm chiến thắng Lôi Hạo cùng Tô Mạch Hàn, đoán chừng mấy người khác đã dục dịch rồi. Nam vực Đại Bỉ không chỉ là thi đấu Chiến Hồn Điện, mà là toàn bộ Nam vực Đại Bỉ mới đúng. Trong đôi mắt Diệp Thệ Thủy lóe qua một sợi quang mang giảo hoạt. Thoáng cái lại qua một ngày, Tiêu Phàm duỗi người một cái, ra khỏi phòng, phát hiện Bàn Tử, Vân Khê cùng Quan Tiểu Thất sớm đã ở cửa ra vào chờ đợi. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Tiêu Phàm cổ quái nhìn mấy người. Tam ca, ngươi không phải được thư mời đấu giá hội của Tam Đại Thương Hội sao? Cũng mang chúng ta đi nhìn một chút việc đời đi. Quan Tiểu Thất cười ha ha. Giống, vừa dứt lời, một tiếng gầm nhẹ tiếng truyền đến, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh từ bên trong căn phòng cách vách xông ra, một bộ cao hứng bừng bừng. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, buổi đấu giá này có vẻ như chỉ có thể mang hai người, các ngươi tự quyết định. Nghe vậy, đám người thần sắc xịu xuống, Bàn Tử nói ra, Lão Tam, vậy ngươi mang Vân Khê cùng Tiểu Kim đi thôi. Ta và Tiểu Thất còn có Tiểu Minh liền lưu ở chỗ này. Chỉ có thể như thế này rồi. Quan Tiểu Thất một bộ hữu khí vô lực. Yên tâm, lần sau có chơi vui nhất định mang theo ngươi. Tiêu Phàm vỗ vỗ bả vai Quan Tiểu Thất, không cần Bàn Tử nói, Vân Khê hắn là khẳng định phải mang theo. Vân Khê dù sao trong Vô Song Thánh Thành ngốc nhiều năm như vậy, việc này hắn cực kỳ quen thuộc, về phần Tiểu Kim, Tiêu Phàm thật cũng không phản đối. Bất quá Tiểu Kim liền không nghĩ như vậy, nhìn thấy Tiêu Phàm mang theo nó, lập tức cao hứng gầm lên. Đi thôi, thời gian không còn sớm. Tiêu Phàm sờ sờ đầu Tiểu Kim, cười nói. Đúng rồi Lão Tam. Đột nhiên, Bàn Tử lại kêu lên, Sở Khinh Cuồng cùng Lâu Ngạo Thiên buổi sáng hôm nay bị mấy hắc y nhân mang đi. Làm sao không ngăn bọn hắn? Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn đem Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng cũng thành bằng hữu. Tự nhiên không hy vọng bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn. Là Sở Khinh Cuồng tự nguyện cùng bọn hắn đi, Lâu Ngạo Thiên nói theo Sở Khinh Cuồng đi nhìn xem, ta liền không ngăn bọn hắn. Bàn Tử cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, bất quá, ta cảm giác Sở Khinh Cuồng quen biết những người kia. À, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, Sở Khinh Cuồng có vẻ như cũng là lần thứ nhất đến Vô Song Thánh Thành đi, làm sao quen biết người nào đây? Đột nhiên. Ánh mắt Tiêu Phàm run lên, lạnh lùng nói ra hai chữ, Sở gia. Không sai, ta cũng suy đoán là người Sở gia, Đại Ly Đế Triều Sở gia cùng Vô Song Thánh Thành Sở gia lui tới xem như thường xuyên, Sở Khinh Cuồng quen biết bọn hắn cũng rất bình thường. Bàn Tử gật đầu nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Bàn Tử vẫn có chút lo lắng, bọn hắn đến Vô Song Thánh Thành đã nhiều ngày, nếu như người Sở gia biết Sở Khinh Cuồng tới, vì sao hiện tại mới bắt Sở Khinh Cuồng đi? Vấn đề này Tiêu Phàm cũng nghĩ đến, Sở gia sớm không tới, muộn không tới, lại tới vào lúc này, khẳng định không đơn giản. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không thể làm gì, mặc dù hắn cũng rất muốn tìm Sở gia hỏi thăm cha mẹ của hắn, nhưng lấy thực lực hắn hiện tại, xâm nhập Sở gia cơ bản cũng là đưa dê vào miệng cọp. Thậm chí, một khi Sở gia phát hiện thân phận hắn, cũng rất có thể trực tiếp diệt sát hắn.
nếu hắn là tự nguyện đi theo, nghĩ đến cũng không có vấn đề gì, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, sau đó mang theo Tiểu Kim cùng Vân Khê Đạc không rời đi. Tiêu Phàm ngồi ở trên lưng Tiểu Kim, thần sắc có chút mê ly, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ. Công tử đang lo lắng Sở gia gây bất lợi cho Sở Khinh Cuồng. Một bên Vân Khê đột nhiên mở miệng nói, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm nâng lên hai chữ Sở gia, sát khí không thèm mảy may che giấu, trong lòng hắn liền không được bình tĩnh. Tiêu Phàm vừa mới đến Vô Song Thánh Thành, làm sao cùng Sở gia có thù đây? Bất quá Tiêu Phàm ngay trước mặt hắn sát khí nặng nề nói ra hai chữ Sở gia, trong lòng Vân Khê cũng có chút cảm động. Chí ít, Tiêu Phàm tin tưởng hắn mới có thể không thèm mảy may che giấu. Sở gia bên trong bát đại thế gia thực lực như thế nào? Tiêu Phàm lắc đầu, hắn cũng không phải lo lắng an nguy Sở Khinh Cuồng, mà là nghĩ thế nào mới có thể từ trong miệng Sở gia tìm được nơi ở của cha mẹ của hắn cùng gia gia. Vân Khê nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, hít sâu một cái nói, Sở gia, xếp hạng 2 trong bát đại thế gia, trưởng quản cả tòa thần dược các trong Vô Song Thánh Thành, người Sở gia đại bộ phận đều am hiểu luyện dược, chính là thế gia luyện dược thiên sinh. Bởi vậy, không có người nào nguyện ý đắc tội Sở gia, hơn nữa Sở gia Vô Song Thánh Thành vẻn vẹn chỉ là một chi nhánh cổ tộc Sở gia, không có người nào biết cổ tộc Sở gia cường đại đến thế nào. Vô Song Thánh Thành thần dược các, kỳ thật cũng chỉ là một phân bộ thần dược các, thần dược các tổng bộ thật ra tại thiên vực, bởi vậy có truyền ngôn, ẩn thế cổ tộc Sở gia cũng có khả năng tại thiên vực. Thiên vực, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, tin tức này với hắn mà nói quá trọng yếu, chỉ ít, hắn bắt được một manh mối cổ tộc Sở gia. Nhìn thấy thần sắc Tiêu Phàm hờ hững, trong lòng Vân Khê chấn động, chẳng lẽ công tử không chỉ là cùng Vô Song Thánh Thành Sở gia có thù, còn cùng cổ tộc Sở gia có thù. Đương nhiên, vấn đề này Vân Khê không dám hỏi, quan hệ này quá lớn, hắn chỉ cần đem suy đoán này chôn thật sâu trong lòng. Công tử, đến Lăng Vân Thương Hội rồi, Tam Đại Thương Hội đấu giá hội một năm một lần, năm nay chính là cử hành tại Lăng Vân Thương Hội. Vân Khê nhìn thấy cảnh sắc nơi xa, vội vàng đổi chủ đề. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hướng về phương xa nhìn lại. Một tòa cung điện to lớn rơi vào tầm mắt Tiêu Phàm, bốn phía cung điện ngay ngắn trật tự, phần lớn người bị ngăn cản ở ngoài. Hôm nay đấu giá hội do Tam Đại Thương Hội tổ chức, những người khác đều không cho vào nơi này, dù sao buổi đấu giá này cũng không chỉ nhằm vào Hạ Trọng Thiên, mà còn có đại nhân vật Thượng Trọng Thiên sẽ tham gia. Vô luận là ở đâu, người phía dưới luôn luôn muốn làm ra một ít thành tích cho người bề trên nhìn. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng. Mang theo Tiểu Kim cùng Vân Khê rơi vào trên đường phố rộng lớn, lúc này, mấy đạo thanh âm truyền vào lỗ tai Tiêu Phàm. Các ngươi biết không, nghe nói lần này Nam vực đại bỉ, trừ tu sĩ chiến hồn điện có thể tham gia ra, mấy đại thực lực khác cũng đều có thể tham gia. Đã sớm biết, nghe nói là Diệp Điện chủ tự mình ban phát mệnh lệnh, hơn nữa Tam cung Tam các đều rất tích cực phối hợp. Đúng vậy, ta báo danh tham gia, mặt khác, nghe nói Sở Nhãn Nam, Lăng Thiên. Công Tôn Dạ, Độc Cô Trường Phong, Hoàng Phủ Thiên Thần, Lôi Hạo, Tô Mạch Hàn Thánh Thành Bát Tuấn đều tham gia. Đâu chỉ vậy, Tứ Kiều trừ Chiến Vũ Yến ra, Diệp Thiên Tuyết, Lăng Băng Điệp, Tô Mạch Huyên cũng đều tham gia. Những lời này Tiêu Phàm tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở, hắn nhếch miệng cười lạnh, trong lòng khinh thường nói, Diệp Thệ Thủy, đây chính là đối sách ngươi ngăn ta vào ba vị trí đầu sao. Có vẻ như cũng chỉ có như thế. Gạch nối. Thần sắc Tiêu Phàm khôi phục bình tĩnh rất nhanh, đối với sự tình dạng này, hắn đã sớm có thể đạm nhiên mà đứng. Hơn nữa, coi như hắn tham gia Nam vực đại bỉ chiếm lấy ba hạng đầu cũng phải tham gia tỷ võ chiêu thân Diệp gia, rất có thể gặp những thiên tài này, hiện tại chỉ là sớm cùng bọn hắn giao thủ mà thôi. Tiêu Phàm là một kẻ không chịu thua, hắn liền muốn nhìn xem, khi hắn thực chiếm lấy ba hạng đầu, Diệp Thệ Thủy có một bộ dáng như thế nào. Theo đám người, Tiêu Phàm rất nhanh liền đi tới Lăng Vân Thương Hội cách đó không xa, bóng người đông đảo, xếp thành một hàng dài, náo nhiệt bất phàm. Nhìn quanh bốn phía, một cỗ khí thức bàng bạc đập vào mặt, phóng tầm mắt nhìn tới, trên quảng trường cách đó không xa đứng đấy rất nhiều hồn thú hình thể to lớn. Từ khí thức hồn lực trên có thể cảm nhận được, đại bộ phận đều là hồn thú thất giai, hồn thú bát giai đều có không ít. Vô Song Thánh Thành, thật đúng là vô cùng màu mỡ. Trong lòng Tiêu Phàm thầm than,
bát giai hồn thú cũng có thể tại thánh thành nhìn thấy nhiều như vậy. Lần trước huyết lâu dùng bát giai hồn thú đi đường, Tiêu Phàm liền cảm thấy hết sức ngạc nhiên, bất quá loại sự tình này nhìn quen rồi nên Tiêu Phàm cũng khôi phục bình tĩnh rất nhanh. Lão bất tử, nếu ngươi không đi, đừng trách ta không khách khí. Đột nhiên, một tiếng gầm từ bên trong đám người bên cạnh truyền đến, không khỏi hấp dẫn rất nhiều người. Phóng tầm mắt nhìn tới, đó là một lão khất cái toàn thân máu me đầm đìa, trên người mọc đầy bong bóng. Bong bóng sau khi vỡ chảy ra hoàng sắc mủ dịch, nhiều chỗ có thể nhìn thấy da thịt đỏ tươi, rất nhiều người nhìn một chút liền nôn mửa. Dù là giết người, rất nhiều người đều sẽ không nhăn một cái lông mày, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng lão khất cái, đám người có chút tiếp nhận không được, có không ít người càng là bữa cơm đêm qua đều kém chút phun ra. Tiêu Phàm cau mày, xuyên thấu qua khô tóc trắng kia, hắn nhìn thấy một đôi mắt đen kịt, trên mặt da rẻ hoàn toàn thối rữa, còn tản ra một loại mùi thối nồng đậm. Tất cả những thứ này đều không đủ để Yêu Phàm quan tâm, khiến hắn quan tâm là cặp con ngươi đen kịt giống như đang ngó hắn. Hắn nhìn ta, trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn không biết lão đầu này, hắn nhìn mình làm cái gì. Lão khất cái bị thủ vệ Lăng Vân Thương Hội đẩy nhiều lần, nhưng mỗi lần hắn đều không chút do dự đứng dậy, lần nữa hướng về bên trong đại đạo vọt tới. Phương hướng hắn chỗ vọt tới, chính là vị trí phương hướng Tiêu Phàm. Trong lòng Tiêu Phàm càng ngày càng hồ nghi, chính mình mới vừa tới nơi này, lão khất cái nhìn chằm chằm mình làm cái gì đây? Tiêu Phàm thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy bờ môi lão khất cái ngọa nguậy, hắn nghĩ ra sức kể cái gì, nhưng mà một chữ cũng không nói được. Câm điếc, còn chưa cút, ta liền động thủ. Hôm nay là thịnh hội đấu giá, thủ vệ kia cũng không dám giết hắn, trong lúc nhất thời không làm gì được lão khất cái. Đành phải phẫn nộ uy hiếp nói. Nhanh đuổi hắn đi, thối tha, ô nhiễm không khí nơi này. Lăng Vân Thương Hội chính là làm việc như vậy à, thật đúng là khiến người ta thất vọng, ngay cả tên ăn mày đều bỏ vào, ta xem về sau đấu giá hội liền không nên cử hành tại Lăng Vân Thương Hội. Còn lo lắng cái gì, trực tiếp làm thịt trong đống rác cho rồi, mùi thối này cũng quá khó ngửi. Một chút tu sĩ tham gia đấu giá hội bắt đầu gào to lên. Không thể không nói, mùi trên người lão khất cái quả thật có chút cay con mắt, người bình thường thật đúng là tiếp nhận không được. Ô ô, lão khất cái không ngừng gào thét, phẫn nộ trùng kích, muốn đột phá ngăn cản thủ vệ, tựa như hoàn toàn không muốn sống, con người hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Đáng tiếc, hắn căn bản không có bất kỳ tu vi, làm sao có thể là đối thủ thủ vệ đây. Lăng Vân Thương Hội một năm một lần đấu giá hội vẫn là cực kỳ trọng thị. Liền thủ vệ đều là tu vi chiến hoàng cảnh. Ngươi, tùy tiện tìm địa phương đem hắn xử lý. Đột nhiên, một người mặc kim sắc chiến giáp nam tử trung niên đi đến, nhìn nam tử ăn mặc, hẳn là thủ vệ đội trưởng. Vâng, đội trưởng. Trong đó một người thủ vệ cung kính thi lễ, sau đó một tay nhấc lão khất cái liền hướng nơi xa bay đi. Lão khất cái ra sức giãy giụa, đầu chuyển phương hướng Tiêu Phàm, không ngừng gào thét. Con người đen kịt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lão khất cái thanh âm khàn khàn chậm rãi đi xa, Tiêu Phàm tâm lại cực kỳ khó chịu, luôn cảm giác mất đi một thứ gì. Hồi tưởng lại ánh mắt lão khất cái cầu khẩn, giãy giụa muốn sống phóng tới hắn, toàn thân Tiêu Phàm cảm giác khó chịu. Vân Khê, ta đi làm ít chuyện, ngươi và Tiểu Kim ở chỗ này chờ ta. Tiêu Phàm để lại một câu nói, chậm rãi trong đám người đi ra. Vân Khê nghi hoặc không hiểu, hắn mặc dù không tin Tiêu Phàm muốn đi cứu lão ăn mày, nhưng có sự tình gì lại không thể mang mình và Tiểu Kim đi. Thời khắc lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đã không thấy tăm hơi, biến mất bên trong biển người mênh mông. Tiêu Phàm gạt mở đám người, liền thi triển hồn biến liếm tức thuật cải biến khí tức hồn lực hắn tập trung vào phương hướng lão khất cái rời đi. Có phệ hồn huyết tầm, Tiêu Phàm cũng không sợ mất dấu hắn. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm xuất hiện ở bên trong một vùng núi non, xa xa nhìn lại, đã có thể thấy rõ thủ vệ hoàng kim chiến giáp mang lão khất cái đi. Lão bất tử, hại ta không thể tiến vào sàn bán đấu giá, đây chính là kết cục của ngươi. Thủ vệ hoàng kim chiến giáp hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem lão khất cái hướng phía dưới núi rừng ném đi. Lão khất cái không có bất kỳ tu vi, hiện tại hắn bị ném hơn ngàn trượng trên không trung. Đem lão khất cái vứt xuống như thế há không phải muốn đập thành thịt nát. Tiêu Phàm cau mày một cái, cấp tốc hướng mặt đất ẩn núp đi, lấy tốc độ của hắn,
muốn tránh thoát hoàng kim thủ vệ dò xét ngược lại là dễ như trở bàn tay. Hoàng kim thủ vệ hừ lạnh một tiếng, hắn không có hứng thú gì đi điều tra lão khất chết hay sống, hắn còn muốn toàn lực trở về, có lẽ còn có cơ hội tiến vào sàn bán đấu giá. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, cũng liền hai cái hô hấp thời gian liền đi tới phía dưới lão khất cái, một cỗ lực lượng nhu hòa từ trong bàn tay hắn phát ra, bao vây lấy lão khất cái, cấp tốc hướng về trong rừng rậm rơi đi. Ô ô, lão khất cái nhìn thấy Tiêu Phàm, trong đôi mắt đen kịt đột nhiên phóng quang mang nóng bỏng, hai tay gắt gao níu hai tay Tiêu Phàm lại, sợ Tiêu Phàm chạy trốn. Tiêu Phàm mang theo lão khất cái chậm rãi rơi trên mặt đất, hắn dò xét lão khất cái mấy mắt, phát hiện bản thân thật sự không biết hắn. Ngươi biết ta? Tiêu Phàm cau mày một cái. Ô ô, lão khất cái gọi tiếng tựa như tiếng khóc, khàn khàn, chói tai, hắn gật gật đầu, lại lắc đầu. Tiêu Phàm hoàn toàn không hiểu rõ, chẳng lẽ là bản thân hiểu lầm. Nhưng khi ánh mắt lão khất cái rõ ràng là nhìn lấy hắn, Tiêu Phàm cảm ứng tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa lão khất cái nếu như không biết, nhìn thấy bản thân hắn cũng sẽ không kích động như thế. Nhìn thấy Tiêu Phàm do dự, lão khất cái đột nhiên đứng dậy, hướng về một bên bùn trạch đi tới, hắn kéo lấy bước chân trầm trọng, một cái chân xương đùi bị gãy, nhìn qua thập phần đáng thương. Tiêu Phàm lẳng lặng nhìn lão khất cái, không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì. Bất quá nếu xa như vậy đều cùng xuống, Tiêu Phàm cũng không sợ lãng phí điểm ấy thời gian. Chỉ thấy lão khất cái trên mặt đất nhặt lên một nhánh cây, sau đó ghé vào một mảnh bùn trạch ướt át trên mặt đất, dùng nhánh cây bắt đầu viết lên. Khi thấy chữ cái thứ nhất, Tiêu Phàm cau mày một cái. Lúc viết xong chữ thứ hai, trong lòng hắn đã thập phần không bình tĩnh, nhấc lên kinh đào hải lãng. Lúc viết lên chữ cái thứ ba, con người Tiêu Phàm mãnh liệt rung động một cái, con người nhìn chằm chằm lão khất cái. Gạch nối. Con người Tiêu Phàm cứng ngắc tại đó, đến tận khi lão ăn mày viết xong toàn bộ mấy chữ, hắn thật lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Trên mặt đất viết bốn chữ lớn, chính bốn chữ này khiến trong lòng Tiêu Phàm khó mà bình tĩnh. Thần Phong Học Viện, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, cơ hồ đọc lên từng chữ trên mặt đất. Không sai, bốn chữ lão khất cái viết chính là Thần Phong Học Viện. Phải biết là, phàm là chuyện liên quan tới Đại Yến Vương Triều và Tiêu Phàm hắn thì đến cả đế chủ Đại Ly đế triều Nam Cung Vũ cũng không điều tra ra được, lão khất cái chưa từng quen biết này sao có thể biết được. Tiêu Phàm tìm kiếm lại trong ký ức của mình một lần, nhưng vẫn không thể nào nhận ra được người này, hắn xác định bản thân chưa gặp lão khất cái này. Ngươi là ai? Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lùng, tựa như bí mật của hắn bị người khác phát hiện, chỉ cần lão khất cái này không nói ra được đầu đuôi ngọn ngành, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ giết hắn để tự vệ. Lão khất cái cảm nhận được sát khí trên người Tiêu Phàm, chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn có chút hưng phấn, sau đó lại dùng nhánh cây viết hai chữ trên mặt đất. Hiển nhiên, đây hẳn là tên của lão khất cái. Lục Vũ, Tiêu Phàm cau mày một cái tên này sao lại quen thuộc như vậy? Đột nhiên, trong lòng Tiêu Phàm run lên, kinh ngạc nhìn lão khất cái nói, ngươi là viện trưởng Thần Phong Học Viện, Lục Vũ. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như vậy, cái tên này hắn quả thực rất quen thuộc. Không biết bao nhiêu lần Quách Sĩ Thần viện trưởng Thần Phong Học Viện nhắc đến cái tên này, bởi vì Lục Vũ mới là viện trưởng chân chính của Thần Phong Học Viện, Quách Sĩ Thần chỉ thay mặt viện trưởng mà thôi. Hơn nữa, Lục Vũ này không chỉ là viện trưởng Thần Phong Học Viện, hơn nữa còn là sư huynh đệ với phụ thân Tiêu Trường Phong của Tiêu Phàm. Lần đó, Thần Phong Học Viện tổng cộng chiêu sinh 4 người. Theo thứ tự là Lục Vũ, Tiêu Trường Phong, Quách Sĩ Thần, còn có Huyết Thiên Tuyệt phụ thân Huyết Yêu Nhiêu. Chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không ra, Lục Vũ sao lại biết mà xuất hiện ở Vô Song Thánh Thành, hơn nữa còn biến thành bộ dáng này. Đến Quách Sĩ Thần người thay mặt viện trưởng cũng là chiến hoàng cảnh. Lục Vũ thân làm viện trưởng Thần Phong Học Viện, lại là một người bình thường, điều này khiến Tiêu Phàm có chút không tin. Có điều khi hồn lực Tiêu Phàm bao phủ lão khất cái. Con người Tiêu Phàm hơi rung động một cái. Nghe được lời Tiêu Phàm nói, lão khất cái đầu gật gù như gà mổ thóc, trong mắt hiện lên ý cười, mụn nhọt trên mặt nhìn qua càng thêm dữ tợn. Ngươi thực sự là viện trưởng Thần Phong Học Viện Lục Vũ, có gì chứng minh? Mặc dù Tiêu Phàm nhìn ra vấn đề trong cơ thể lão khất cái, nhưng mà Tiêu Phàm vẫn có chút không tin. Lão khất cái cầm nhánh cây, lại viết ra mấy cái tên trên mặt đất, Đại Yến Vương Triều, Quách Sĩ Thần,
Phúc bá. Tiêu Phàm muốn không tin cũng không được. Ngươi và ta vốn không quen biết, ngươi tại sao có thể nhìn một cái liền nhận ra ta? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, đây mới là điểm hắn không tin lão khất cái nhất. Nhưng mà, lão khất cái lại cười lắc đầu, viết một câu, ta cũng không nhận ra ngươi, nhưng mà trên người ngươi có khí tức của vô tận chiến hồn, vô tận chiến hồn luôn ở thần phong học viện. Nhìn thấy câu nói này, trong lòng Tiêu Phàm run lên bần bật, kinh ngạc nhìn lão khất cái. Nếu như trước đó hắn còn hoài nghi, hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng lão khất cái chính là Lục Vũ. Bởi vì việc Tiêu Phàm hắn nắm giữ vô tận chiến hồn, chỉ có Quách Sĩ Thần, Phúc Bá cùng Mạc Thiên Nhai số ít người biết rõ, dù là bọn bàn tử cũng không biết. Lão khất cái có thể nói ra, điểm này đã đủ để chứng minh thân phận của lão. Đến Quách Sĩ Thần còn biết rõ vô tận chiến hồn, Lục Vũ là viện trưởng thần phong học viện làm sao có thể không biết chứ? Lục viện trưởng, ngươi làm sao lại rơi xuống cấp độ này? Tiêu Phàm nhìn bộ dáng Lục Vũ, có chút không đành lòng. Đường đường là viện trưởng thần phong học viện, lại đầy dẫy mủ nhọt đau nhức, nhìn qua mà giật mình, điều này ai mà tiếp nhận được? Lục Vũ lấy tay xóa đi chữ viết trên đất, lại tiếp tục viết. Lục viện trưởng, chờ chút. Tiêu Phàm vội vàng ngăn Lục Vũ, một chiếc long văn kim châm xuất hiện ở trong tay, tay thoát một cái, nhanh chóng cắm vào vị trí yết hầu của Lục Vũ, sau đó nói, bây giờ ngươi nói chuyện thử xem, phải rồi, ta tên Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, Lục Vũ thử nói chuyện, khiến hắn ngạc nhiên là, vậy mà có thể nói chuyện được. Hắn vui sướng cười nói, xem ra Sở gia không giết chết ta, chính là sai lầm lớn nhất của bọn hắn. Sở gia, Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, mặt lập tức lạnh như băng, nói, bộ dáng này của Lục viện trưởng là do Sở gia gây nên. Đúng vậy. Lục Vũ gật gật đầu, trong mắt lộ ra sát ý nồng đậm, lạnh giọng nói, mấy năm trước, ta rời khỏi Đại Yến Vương Triều. Lục Vũ nhẹ giọng kể, Tiêu Phàm cũng lẳng lặng nghe. Hóa ra, nhiều năm trước đó, Lục Vũ biết được Mạc Thiên Nhai còn sống, để tìm kiếm tung tích Mạc Thiên Nhai mới rời khỏi Đại Yến Vương Triều. Sự tình năm đó mặc dù đã qua tầm 10 năm, nhưng vẫn lưu lại không ít manh mối. Chẳng qua là khi hắn tìm kiếm dọc theo manh mối năm đó, hắn vô cùng kinh hãi, sự tình phiền phức hơn so với hắn tưởng tượng nhiều. Cuối cùng, Mạc Thiên Nhai không tìm được, hắn đi theo phi độ chiến thuyền của Sở gia, len lén lẻn vào Vô Song Thánh Thành, nhưng cuối cùng lại bị người Sở gia phát hiện. Sở gia cũng không lập tức giết chết hắn, mà để hắn làm vật thử dược. Lúc ấy Lục Vũ là tu vi chiến đế cảnh, mà Sở gia vừa hay lại là luyện dược thế gia. Có một chiến đế cảnh để thí nghiệm thuốc, cớ sao mà không lợi dụng chứ? Tương tự, những người đối địch với Sở gia, đều sẽ bị Sở gia dùng để thí nghiệm thuốc, theo suy nghĩ của bọn hắn, đây cũng chỉ là thử phế vật để họ lợi dụng. Đủ loại độc dược, linh dược chút vào trong cơ thể Lục Vũ, khiến cho kinh mạch Lục Vũ bị hao tổn nghiêm trọng, hồn lực cũng không còn cách nào vận hành thông thuận, qua mấy năm, một thân tu vi đã bị tiêu tốn gần như không còn. Nghe tới đây, sắc mặt Tiêu Phàm trở nên vô cùng âm trầm. Hắn gặp qua vô số phương pháp tra tấn người, nhưng mà so với thủ đoạn Sở gia lại chỉ như kiến gặp voi. Thí nghiệm thuốc, đây là một việc cực kỳ nguy hiểm, các luyện dược sư đều sẽ tìm người tự nguyện thử thuốc, dù sao có vài linh dược có thể cải thiện thể chất một người. Nhưng mà nếu như là độc dược, bình thường đều sẽ tìm những người tội ác tày trời để thí nghiệm thuốc. Nhưng người Sở gia ngược lại tra tấn Lục Vũ thành bộ dáng này. Có điều Tiêu Phàm lại hiếu kỳ, Lục Vũ làm sao lại trốn thoát được khỏi Sở gia? Hóa ra, một năm trước đó, thân thể Lục Vũ rốt cục không chịu được phản vệ của dược hiệu, toàn thân bắt đầu thối nát. Người Sở gia căn bản không quan tâm hắn chết hay sống, lại cho hắn ăn một loại độc dược vừa mới luyện chế ra. Sau khi uống độc dược, Lục Vũ trực tiếp lăn ra chết. Người Sở gia liền bỏ thi thể hắn vào trong núi rừng hoang vu. Trời không tuyệt đường Lục Vũ hắn không chết thực sự, mà chỉ bị ngất, ngừng thở mà thôi. Sau khi hắn tỉnh lại, liền chạy tới hướng Vô Song Thánh Thành. Vậy ngươi làm sao phát hiện ra ta được chứ? Vẻn vẹn dựa vào khí tức vô tận chiến hồn sao? Nghe xong, Tiêu Phàm lại hỏi, Lục Vũ bây giờ hoàn toàn không có tu vi, làm sao có thể cảm ứng được hồn lực ba động trên người hắn đây? Chẳng lẽ bản thân vừa lúc xuất hiện ở bên cạnh hắn? Liền bị Lục Vũ hắn đụng phải chứ, như thế thì quá trùng hợp. Đương nhiên không phải. Lục Vũ lắc đầu,
có điều trên mặt lập tức lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, sau đó lục tìm trong ngực một hồi lâu, rốt cục lấy ra một vật. Đó là một huyết sắc châu tử to bằng con mắt, toàn thân hiện lên màu đỏ, còn dính nhuộm vết máu, phía trên huyết châu tràn ngập đường vân lít nha lít nhít, vô cùng thần bí. Liếc mắt nhìn một cái, Tiêu Phàm cảm giác linh hồn đều bị hút vào trong đó. Dựa vào đồ vật này, ta mới có thể tìm được ngươi. Lục Vũ nhìn Tiêu Phàm, hết sức trịnh trọng nói. Viên châu này, Tiêu Phàm cau mày một cái, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm huyết châu. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác mình cùng huyết châu này có loại cảm giác huyết mạch tương liên, thậm chí ngay cả vô tận chiến hồn trong cơ thể đều rung động. Ngươi có phải phát hiện mình có cảm giác rất quen thuộc với huyết châu này? Lục Vũ ý vị thâm trường cười một tiếng. Tiêu Phàm ngây ra gật gật đầu, loại cảm giác này đúng là đột nhiên sinh ra, không cách nào nói rõ. Lục Vũ ngừng lại, nhìn về phía Tiêu Phàm, hết sức trịnh trọng nói, bởi vì tỏa hồn châu này, vốn là vật truyền thừa Tu La Điện. Lúc nghe được ba chữ Tu La Điện, thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, đề phòng nhìn Lục Vũ. Có điều ngẫm lại cũng thấy thoải mái. Lục Phú thân làm viện trưởng thần phong học viện, chắc chắn biết nhiều hơn đám người quách sĩ thần nhiều. Mặc dù hiện tại hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng thân phận Lục Phú, nhưng mà cũng không có quá nhiều hoài nghi. Những sự tình này đều là bí mật trên người Tiêu Phàm, đến người thân thân nhất cũng không biết, một người xa lạ không thể nào biết rõ được. Tiêu Phàm không nói, lặng lặng nhìn tỏa hồn châu. Hiện tại, đồ vật này cũng nên trở về với chủ. Lục Vũ đột nhiên nói, đưa tỏa hồn châu trong tay cho Tiêu Phàm. Cho ta, Tiêu Phàm kinh ngạc nói, chỉ từ đường vân chung quanh tỏa hồn châu, Tiêu Phàm liền có thể nhìn ra nó bất phàm. Nhưng mà, Lục Vũ lại không chút do dự cho mình, điều này khiến hắn không thể nào tin được. Đúng vậy, đây là đồ mà đáng ra nên thuộc về ngươi. Lục Vũ không chút do dự gật đầu, nếu như không phải vì lấy đồ này đem đi, ta cũng sẽ không phải chịu nhiều tội như vậy. Chắc phải chết vô số lần. Trong lòng Tiêu Phàm hơi xúc động, ánh mắt nhìn chăm chú Lục Vũ, cuối cùng vẫn tiếp nhận tỏa hồn châu. Nếu như Lục Vũ đang lừa hắn, vậy thủ đoạn gạt người của hắn cũng quá cao siêu. Được rồi, tỏa hồn châu cũng giao cho ngươi rồi, ngươi đi đi. Lục Vũ thở dài, tựa như hoàn thành viên mãn nhiệm vụ, có chút cao hứng, cũng có chút trống rỗng. Viện trưởng, tu vi ngươi có lẽ có thể khôi phục lại. Hay là ta dẫn ngươi tới nơi này trước đã? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Nếu thực sự là Lục Vũ, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không chút do dự cứu hắn. Nếu như không phải, tạm thời mang theo hắn cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, hắn đã rời đi một khoảng thời gian, hội đấu giá chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, hắn thực sự không muốn bỏ qua. Nghe lời này của Tiêu Phàm, Lục Vũ toàn thân run lên. Bờ môi run rẩy nói, tu vi của ta thực sự còn có thể khôi phục. Không sai, ta là luyện dược sư. Tiêu Phàm gật đầu nói. Được. Lục Phú kích động vô cùng, đối một tu sĩ mà nói, tu vi chính là sinh mạng thứ hai của bọn hắn, khi biết tu vi bản thân có thể khôi phục được, hắn vô cùng cao hứng. Tiêu Phàm gật đầu, vung tay một cái, một cỗ đại lực nâng Lục Phú lên, bay về hướng chân trời. Trên đường. Tâm thần Tiêu Phàm chìm vào viên tỏa hồn châu trong tay, viên hạt châu này, ngoại trừ đường vân vô cùng rườm rà, cũng không có điều gì đặc biệt. Trong lòng hắn vô cùng hoài nghi, chỉ hạt châu này cũng có thể trở thành vật truyền thừa Tu La Điện. Chờ chút, ta xem trong Tu La truyền thừa có ghi chép gì liên quan tới tỏa hồn châu hay không. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ ra cái gì, lập tức nhanh chóng tìm kiếm trong Tu La truyền thừa. Có điều tìm rất lâu cũng không tìm được thông tin liên quan tới tỏa hồn châu, chẳng lẽ đến thực lực bản thân cũng không có tư cách biết rõ tin tức liên quan tới tỏa hồn châu? Hay là, Lục Vũ này đang lừa gạt mình? Trong lúc nhất thời điều tra không ra bí mật tỏa hồn châu, Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải thu hồi tỏa hồn châu lại, có điều hắn rất ngạc nhiên, tỏa hồn châu lại không thể thu hồi được vào trong hồn giới. Phải biết là, đến Tu La Kiếm còn có thể thu nhập vào trong hồn giới. Tu La Kiếm chính là Tu La truyền thừa chi kiếm, chẳng lẽ tỏa hồn châu này thực không đơn giản? Tỏa hồn châu không thể cho vào trong hồn giới. Lục Vũ nhìn ra thắc mắc của Tiêu Phàm, nói, ngươi có thể dùng vô tận chiến hồn luyện hóa thử xem. Tiêu Phàm cau mày một cái, thầm nghĩ cho dù Lục Vũ này là giả, muốn hại bản thân, mình lúc nào cũng có thể vứt bỏ tỏa hồn châu này đi.
Nghĩ vậy, đầu ngón tay Tiêu Phàm phóng ra một sợi hỏa diễm kim sắc, hỏa diễm nóng bỏng vô cùng. Thời khắc nó bao vây lấy tỏa hồn châu, đường vân phía trên tỏa hồn châu tựa như sống lại. Sau một khắc, Tiêu Phàm phảng phất có thêm một chút liên hệ với tỏa hồn châu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tỏa hồn châu trong nháy mắt biến mất ở lòng bàn tay hắn, xuất hiện ở trong hồn hải. Không phải, nói cho đúng, là xuất hiện ở trong vòng xoáy hồn lực vô tận chiến hồn, phóng ra huyết sắc quang mang, vô tận chiến hồn đều bị nhuộm thành huyết kim sắc. Nơi xa, bạch thạch hơi rung động một cái, sau đó liền yên lặng lại. Thành công, Lục Vũ cười nhìn Tiêu Phàm hỏi. Tiêu Phàm gật đầu, trong lòng vô cùng không bình tĩnh, đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề, viện trưởng, nếu tỏa hồn châu này không cách nào thu nhập được vào trong hồn giới, vậy ngươi để nó ở đâu? Tiêu Phàm trước đó có nhìn thấy, Lục Vũ lấy ra tỏa hồn châu từ trong ngực. Lục Vũ cười cười, xé ra chỗ áo bào phía trên, chỗ ngực của hắn ngực có một cái hố nhỏ, lỗ nhỏ đó còn đang chảy máu tươi. Đào một cái lỗ trên người mình, trong lòng Tiêu Phàm rung động một cái. Hắn rốt cục biết rõ Lục Vũ cất tỏa hồn châu ở đâu, hóa ra là ở trong thân thể hắn. Nếu như trước đó hắn còn hoài nghi thân phận Lục Vũ, nhưng mà giờ phút này, Tiêu Phàm đối với Lục Vũ chỉ có kính sợ, không còn bất luận hoài nghi nào nữa. Phải rồi, viện trưởng, tỏa hồn châu này dùng làm gì? Tiêu Phàm lại mở miệng hỏi, đồ vật này cứ lơ lửng trong hồn hải như vậy, căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Cụ thể ta cũng không biết. Bởi vì ta không cách nào sử dụng nó. Lục Vũ lắc đầu, nói có điều ta biết rõ nó có tác dụng, chỉ cần người nào tiến vào nội viện thần phong học viện, trong vòng bán kính trăm dặm, nó đều có thể cảm ứng được, đây cũng là một trong những nguyên nhân ta tin tưởng ngươi. Tiêu Phàm hơi ngoài dự liệu, sau đó nhắm hai mắt lại, tâm thần liên hệ với tỏa hồn châu. Sau một khắc, tỏa hồn châu đột nhiên tản ra huyết quang yếu ớt, có ba đạo sương mù từ trên tỏa hồn châu bắn ra. Trong vòng trăm dặm này, ngoài Lục Vũ ra, vẫn còn người thần phong học viện. Phải rồi, còn có lão nhị cùng Tiểu Kim. Tiêu Phàm liền thoải mái, bàn tử cùng Tiểu Kim cũng đã từng tiến vào thần phong học viện nội viện, bọn hắn cũng cách mình trong vòng trăm dặm. Nghĩ vậy, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, vậy nghĩa là, ta có thể tùy thời cảm ứng được phương hướng của lão nhị cùng Tiểu Kim, nếu như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể kịp thời trợ giúp. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, trên mặt Lục Vũ cũng hiện lên một nụ cười. Trước đó hắn còn lo lắng Tiêu Phàm hoài nghi thân phận hắn mà giết chết hắn, nhưng mà bây giờ, tảng đá trong lòng hắn rốt cục cũng rơi xuống. Viện trưởng, người không sợ ta là người lén lẻn vào thần phong học viện sao? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nửa đùa nửa thật nói. Lục Vũ cười lắc đầu, tỷ lệ kiểu này quá nhỏ. À, Tiêu Phàm ngoài dự liệu. Có hai nguyên nhân, thứ nhất. Ngươi là một chiến đế cảnh sơ kỳ, muốn lén lẻn vào nội viện thần phong học viện, tỷ lệ không đến 1%, coi như chui vào được, cũng cửu tử nhất sinh. Lục Vũ cười thần bí nói. Nghe vậy, con người Tiêu Phàm mạnh mẽ co lại, thần phong học viện khủng bố như vậy sao? Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Lục Vũ lại nói, thứ hai, coi như ngươi may mắn thành công tiến vào nội viện thần phong học viện, cũng không có khả năng được vô tận chiến hồn chấp nhận. Nguyên nhân trong đó, bản thân ngươi chắc biết rõ. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hắn tất nhiên biết rõ là nguyên nhân gì. Bởi vì hắn nắm giữ vô tận chiến điển, mới có thể được vô tận chiến hồn chấp nhận. Đắng chát cười một tiếng, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn tiểu viện phía xa nói, đi. Lão Tam, sao trở về nhanh như vậy? Vân Khê và Tiểu Kim đâu? Tiêu Phàm mang theo Lục Vũ vừa hạ xuống mặt đất, bàn tử cùng quan tiểu thất liền ra chào đón. Hai người rất ngạc nhiên khi Tiêu Phàm lại mang theo một lão khất cái đầy mủ nhọt trở về, mà Tiểu Kim cùng Vân Khê lại không thấy tăm hơi. Ta lập tức phải đi rồi, các ngươi trông nom vị tiền bối này cho tốt. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Đây là, bàn tử nghi hoặc nhìn Lục Vũ. Mà quan tiểu thất lại cau mày, nghẹo đầu nhìn chằm chằm Lục Vũ, buồn bực nói tại sao ta cảm giác giống như từng gặp ngươi ở nơi nào rồi. Lời này vừa nói ra. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn quan tiểu thất, đồng thời, bờ môi Lục Vũ cũng ngoạ nguậy một cái, há miệng muốn nói, nhưng tựa như nhớ không nổi. Không chỉ quan tiểu thất có loại cảm giác này, Lục Vũ cũng vậy, luôn cảm giác giống như đã từng gặp quan tiểu thất. Các ngươi hồi tưởng kỹ một chút, ta đi tham gia hội đấu giá trước đã.
Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn hai người một cái, quay người chuẩn bị rời đi. Ngươi là Lục Vũ bá bá, Quan Tiểu Thất. Tiêu Phàm vừa mới quay người, Lục Vũ cùng Quan Tiểu Thất đột nhiên đồng thanh kêu lên, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi thực sự quen biết? Bàn Tử kinh ngạc nhìn Quan Tiểu Thất cùng Lục Vũ, sau đó tay phải vuốt vuốt cằm trầm ngâm nói, Lục Vũ. Cái tên này sao lại quen thuộc vậy? Vẻn vẹn trong nháy mắt, Bàn Tử liền tựa như nhớ tới cái gì, nhìn Lục Vũ cả kinh kêu lên, ngươi là viện trưởng Thần Phong Học Viện Lục Vũ. Lục Vũ hơi hơi gật đầu, lần này đến phiên Quan Tiểu Thất kinh ngạc. Hắn quen biết Lục Vũ là bởi vì Lục Vũ từng chỉ điểm cho hắn tu luyện, sao Bàn Tử lại cũng biết Lục Vũ chứ? Chỉ có Tiêu Phàm trong nháy mắt hiểu ra cái gì, nhìn Quan Tiểu Thất nói, ngươi trước đó nói với ta về Lục bá bá, chính là Lục viện trưởng. Tiêu Phàm còn nhớ rõ lúc trước Hỏa Hoàng muốn nhận Quan Tiểu Thất làm đồ đệ, cuối cùng lại bị Quan Tiểu Thất cự tuyệt, bởi vì Quan Tiểu Thất trong lòng sớm đã có một sư phó. Có điều Tiêu Phàm không nghĩ tới là, người trong lòng Quan Tiểu Thất kính sợ nhất, lại là Lục Vũ. Không sai, năm đó nếu như không có Lục bá bá, đệ cũng sẽ không tìm được môn pháp tu luyện chính xác. Quan Tiểu Thất trịnh trọng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lục Vũ tràn ngập kính sợ cùng cảm kích. Thế giới này thật sự không lớn như ta tưởng tượng. Bàn Tử cũng không nhịn được thở dài một hơi. Ngay sau đó, thần sắc Quan Tiểu Thất đột nhiên băng lạnh, một cỗ sát khí đáng sợ từ trên người hắn bạo phát ra, lạnh giọng nói, Lục bá bá, là ai khiến người biến thành bộ dáng này? Tiểu Thất, người yên tâm, ta sẽ chữa trị cho Lục bá bá ngươi. Tiêu Phàm vỗ vỗ bả vai Quan Tiểu Thất, âm thầm nháy mắt với Lục Vũ. Chuyện sở ra tốt nhất không nên cho Quan Tiểu Thất biết, bằng không với tính cách của Quan Tiểu Thất rất có thể sẽ trực tiếp xâm nhập luyện dược sư công hội tìm sở ra tính sổ. Lục Vũ tất nhiên biết rõ ý của Tiêu Phàm, hơn nữa hắn cũng biết Quan Tiểu Thất nắm giữ một khỏa xích tử chi tâm, nếu như Quan Tiểu Thất biết rõ kẻ địch của mình, không thay bản thân báo thù mới là lạ. Nghĩ vậy, Lục Vũ lắc đầu cười nói, yên tâm, thù của Lục bá bá, bản thân ta sẽ báo. Lão đại, nhất định phải chữa tốt cho Lục bá bá. Quan Tiểu Thất bất đắc dĩ, đành phải nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Yên tâm. Tiêu Phàm gật đầu, lại bàn giao vài câu cho mấy người, liền đạp không mà lên, xác định phương hướng bay đi. Hiện tại đã hoàn toàn xác thực thân phận Lục Vũ, Tiêu Phàm cũng hoàn toàn yên lòng. Hơn nữa được tỏa hồn châu cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần tỏa hồn châu rốt cục có năng lực gì, thì đợi tiến thêm một bước nữa rồi tìm hiểu. Có thể xem là vật truyền thừa Tu La Điện, khẳng định có điểm không bình thường. Dù sao, nếu như chỉ là đồ vật bình thường, làm sao có thể lọt vào mắt của điện chủ Tu La Điện đời trước chứ? Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, qua mấy chục giây, Lăng Vân Thương Hội liền lọt vào tầm mắt hắn. Lúc nhìn thấy cửa đại điện còn có người xếp hàng, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy một màn nơi xa, thần sắc Tiêu Phàm trở nên băng lạnh, nhanh chóng đi tới đó. Chỗ cửa ra vào Lăng Vân Thương Hội, không ít tu sĩ đang vây quanh, mà đám người ở chính giữa, lại có mấy thân ảnh đang đứng, hai phe chia thành trạng thái đối nghịch. Trong đó một bên là Vân Khê cùng Tiểu Kim, mà một bên khác, cầm đầu là một thanh niên hơn 20 tuổi. Hắn mặc một bộ cẩm bào đường văn hắc sắc, đầu đội tử kim quan, tóc dài buông sau vai, khiến người ta cảm thấy một loại khí chất cao quý. Sau lưng thanh niên hắc bào, một nam một nữ cung kính đứng đó. Hai người này Tiêu Phàm đều gặp qua, nam là Công Tôn Lôi, nữ là Công Tôn Oanh. Người có thể làm cho hai người bọn hắn cung kính đối đãi, cũng không khó suy đoán, hẳn là thiên tài Công Tôn gia, đệ bát trong thánh thành Bát Tuấn, Công Tôn Dạ. Vân Khê, giá cuối, 80 vạn cực phẩm hồn thạch, mua hồn thú của ngươi, thế nào? Công Tôn Dạ giơ tay phải lên ra hiệu số 8, cười tủm tỉm nhìn Vân Khê. Không bán, Vân Khê thản nhiên nói. Nếu là trước kia, nhìn thấy Công Tôn Dạ hắn sẽ có chút kiêng kỵ, nhưng mà hiện tại, chiến hồn hắn không còn là bát phẩm trảm hồn kiếm, mà là cửu phẩm tiệt hồn kiếm. Dù đối mặt với Công Tôn Dạ, hắn cũng không mảy may e ngại. Ngươi hiện tại không thiếu hồn thạch, chẳng lẽ ngươi không sợ muội muội ngươi sẽ chết? Công Tôn Dạ ý vị thâm trường cười nói, hắn biết rõ nhược điểm của Vân Khê là ở muội muội. Vừa nghe đến hai chữ muội muội, sắc mặt Vân Khê lập tức trở nên lạnh lẽo. Vân Phán Nhi bị người ta bắt đi, hiện tại vẫn không có tin tức.
hắn không tin Công Tôn Dạ không biết chuyện này, Công Tôn Dạ chỉ đang cố ý chọc giận hắn mà thôi. Hừ, chuyện lần trước, ta còn chưa tìm ngươi báo thù đâu. Vân Khê hừ lạnh một tiếng, sát khí nặng nề nhìn Công Tôn Dạ. Lần trước bị Công Tôn Dạ lừa vào bạo loạn chi hải, cửu phẩm linh dược huyết long thần thảo không tìm được, lại hại cho chiến hồn hắn bị thương, kém chút chôn thân ở đó. Vân Khê trong lòng hoài nghi, lúc trước hắn gặp được bát giai hồn thú kia, 89/10 là do Công Tôn Dạ cố ý dẫn tới. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, Vân Khê liền sát ý vô hạn, chỉ là e ngại thân phận Công Tôn Dạ, Vân Khê không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gia tộc Công Tôn mặc dù không phải một trong bát đại thế gia, nhưng mà nội tình không hề yếu hơn so với Lôi gia bát đại thế gia, đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Công Tôn Võ dám nói có thể quyết định sinh tử tồn vong của Đại Ly Đế Triều. Báo thù, lần trước nếu không phải ta đuổi bát giai hồn thú đó đi, hài cốt ngươi sớm đã không còn, còn có thể có thành tựu như bây giờ sao? Công Tôn Dạ lạnh lùng cười một tiếng. Nghe đến lời này, trong lòng Vân Khê càng lạnh lẽo. Công Tôn Dạ đúng là có đuổi bát giai hồn thú đó đi, nhưng mà đuổi sau khi chiến hồn Vân Khê hắn đã bị thương. Công Tôn Dạ có lẽ không muốn thấy hắn chết quá sảng khoái, cho nên mới cứu hắn. Nếu như lúc ấy không phải Vân Khê phản ứng nhanh, đoán chừng sớm đã rơi vào trong tay Công Tôn Dạ. Tất cả những thứ này, vẻn vẹn chỉ bởi vì Vân Khê hắn không nguyện ý gia nhập gia tộc Công Tôn mà thôi. Công Tôn Dạ liền nghĩ mọi biện pháp đẩy hắn vào chỗ chết. Vân Khê không cách nào tưởng tượng, nếu như hắn là đối thủ một mất một còn với gia tộc Công Tôn, Công Tôn Dạ sẽ ứng phó hắn thế nào. Nhìn thấy Vân Khê trầm mặc không nói, Công Tôn Dạ còn tưởng rằng Vân Khê sợ, lập tức càng thêm bá đạo, Vân Khê ngươi nợ ta một mạng, ta cũng không muốn ngươi báo đáp ta thế nào, chỉ cần ngươi bán hồn thú này cho ta, ta lại cho ngươi 80 vạn cực phẩm hồn thạch, ân oán giữa hai ta coi như hết, bằng không mà nói. Nói đến đây, Công Tôn Dạ tà tà cười một tiếng, bốn phía tu sĩ thấy thế, không khỏi lạnh run. Bằng không thì thế nào? Vân Khê mặt coi thường, chưa nói là hắn không để Công Tôn Dạ vào mắt, đến cả tiểu kim mặt cũng coi thường. Bằng không, ta chuẩn bị khởi động gân cốt một chút. Công Tôn Dạ vặn hai đầu ngón tay, xương cốt kêu răng rắc. Ngươi động một chút thử xem. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm càng thêm bá đạo vang lên, đám người nghe vậy, toàn bộ nhường ra một con đường. Ngươi động một chút thử xem. Lời nói bá đạo quanh quẩn trong hư không. Công Tôn Lôi cùng Công Tôn Oanh nghe được thanh âm này, không khỏi lạnh run, trong đầu trong nháy mắt lóe qua một khuôn mặt. Đám người nhìn lại, lại thấy một thanh niên hắc bào chậm rãi đi tới, thân sắc bình tĩnh vô cùng, có điều trong cặp con ngươi đen kịt kia, ngoài vô tình cùng lạnh lùng ra không còn thứ gì khác. Là Tiêu Phàm, có người nhận ra, người vừa mới chính là Tiêu Phàm. Lúc thấy có người chống đối Vân Khê cùng Tiểu Kim, Tiêu Phàm liền nhanh chóng chạy đến bên này, chỉ là nghe được lời bọn hắn đối thoại, Tiêu Phàm liền ngừng chân lại. Chuyện giữa Vân Khê cùng Công Tôn Dạ, Tiêu Phàm cũng biết rõ một chút, nếu như không phải hắn muốn nhìn rõ bộ mặt của Công Tôn Dạ, vừa rồi hắn đã trực tiếp xuất thủ. Ngươi là ai? Nơi này có tư cách để ngươi nói chuyện sao? Công Tôn Dạ hoàn toàn không nghe thấy đám người nói gì, còn ngươi lạnh lẽo nhìn Tiêu Phàm. Công Tôn Lôi một bên không ngừng nháy mắt với Công Tôn Dạ. Nhưng mà Công Tôn Dạ bất phi sở động. Đáng chết, Công Tôn Lôi thấy Công Tôn Dạ căn bản không thèm nhìn vào hắn, trong lòng không khỏi giận mắng một tiếng. Gia tộc Công Tôn lão tổ ra lệnh, nếu ai dám đối địch với Tiêu Phàm, thì sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc Công Tôn. Công Tôn Lôi nào nghĩ đến sát tinh Tiêu Phàm này vậy mà sẽ đến đây. Lúc này hắn mới phục hồi lại tinh thần, con sư tử kim sắc kia hình như là vật cưỡi của Tiêu Phàm. Hơn nữa, nghe đồn từ bên ngoài, Vân Khê đã thần phục Tiêu Phàm, trước đó hắn không tin, nhưng mà hiện tại lại tin. Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, Vân Khê đã rất đáng sợ, huống chi hiện tại lại thêm một Tiêu Phàm nữa. Thử ngâm, Công Tôn Dạ vừa dứt lời, một đạo kiếm mang đột nhiên từ trên người Vân Khê bạo phát xông thẳng tới Công Tôn Dạ. Một màn này khiến ai cũng không ngờ tới. Dù là Công Tôn Dạ cũng kinh ngạc không thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới Vân Khê vậy mà đột nhiên xuất thủ với hắn. Có điều, hắn phản ứng cũng rất nhanh, chân đạp bộ pháp cấp tốc thối lui ra sau. Công Tôn Dạ cũng không hổ là một trong thánh thành bát tuấn, tốc độ nhanh như sét, tránh thoát một kích của Vân Khê.
Nhưng mà Công Tôn Lôi không có may mắn như vậy, trước đó hắn vừa hay đứng song song cùng Công Tôn Dạ, nhưng lúc thấy Tiêu Phàm đến, bản năng sợ hãi khiến hắn lui ra sau hai bước. Chính là hai bước này, khiến hắn vừa vặn rơi vào phương hướng kiếm khí bắn tới. Nhìn thấy đạo kiếm khí kia đánh tới, con người Công Tôn Lôi bỗng nhiên co rụt lại, bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Có điều cũng chính nhờ ngồi xuống mà tránh thoát không bị đạo kiếm khí kia chém giết, chỉ là bị kiếm khí chém rụng mất tóc, mái tóc vốn dài màu đen, lại biến thành tóc ngắn. Vân Khê, ngươi dám xuất thủ với ta, tự tìm cái chết hay sao? Công Tôn Dạ nhìn thấy bộ dáng kinh hoàng của Công Tôn Lôi, quay người căm tức nhìn Vân Khê nói. Trong lòng hắn càng nghi hoặc không hiểu, Vân Khê bình thường mặc dù tự phụ tự ngạo, nhưng mà cũng không dám công nhiên xuất thủ với mình. Hôm nay tại sao đột nhiên như biến thành một người khác? Hắn không biết là, Vân Khê đi theo Tiêu Phàm đã lâu, cách đối nhân xử thế cũng quyết đoán hơn rất nhiều. Tự tìm cái chết, chỉ bằng Công Tôn Dạ ngươi cũng muốn giết ta. Vân Khê cười nhạt một tiếng. Hắn nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, nên càng thêm tự tin lên, sau đó lại bổ sung một câu, ta là đang cứu ngươi đó. Nghe được lời Vân Khê nói, Công Tôn Dạ sát khí trùng thiên. Câu nói này rơi vào tai hắn, hoàn toàn là đang châm chọc hắn. Người ngay trước mặt nhiều người như vậy giết ta, mà coi là đang cứu ta. Thật coi Công Tôn Dạ ta chỉ để đùa nghịch thôi sao? Nhị ca, hắn thực sự là đang cứu ngươi. Đúng lúc này, thanh âm Công Tôn Lôi vang lên, hắn còn đang sợ hãi đứng dậy, dư quang nhìn Tiêu Phàm một cái, có chút né tránh. Đồ phế vật! Công Tôn Dạ trừng mắt nhìn Công Tôn Lôi một cái, nổi giận mắng. Ngươi dù sao cũng là người gia tộc Công Tôn, vậy mà kẻ sướng người họa với một người ngoài. Như vậy mặt mũi lão tử để nơi nào? Công Tôn Lôi lập tức không nói chuyện nữa, nếu lòng tốt mà không được đền đáp, vậy ta cũng không cần thiết nhắc nhở, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghĩ vậy, Công Tôn Lôi lui sang một bên. Về phần Công Tôn Oanh, lúc Vân Khê xuất kiếm, sớm đã trốn vào trong đám người. Giữa sân, chỉ còn lại bốn người Công Tôn Dạ, Tiêu Phàm, Vân Khê, Tiểu Kim. Lúc đầu trong đám người còn có người muốn nhắc nhở Công Tôn Lôi, nói cho hắn biết người trước mặt là Tiêu Phàm, nhưng bọn hắn thấy Công Tôn Lôi nhắc nhở Công Tôn Dạ còn bị mắng. Nếu bọn hắn như vậy, há không phải muốn bị Công Tôn Dạ giết? Tu sĩ chung quanh dứt khoát ngậm miệng không nói, ngươi thích như thế nào thì như thế đó, dù sao Công Tôn Dạ ngươi chết hay sống không liên quan gì đến ta. Vân Khê, ngươi đã không niệm tình ân nghĩa ngày xưa. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Công Tôn Lôi trợn mắt nhìn, dư quang đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, lập tức bỗng nhiên quay người, ánh mắt như là đao nhọn cắm ở trên người Tiêu Phàm. Trong tay hắn đột ngột xuất hiện một chuôi trường kiếm chậm rãi nâng lên, chỉ vào Tiêu Phàm cười gằn nói, Vân Khê tốt xấu gì cũng coi là có chút thực lực. Hắn trước mặt ta có tư cách phách lối, ngươi thì tính là cái thá gì chứ, dám ở trước mặt ta nói linh tinh. Đám người trầm mặc không nói, nhưng trong lòng đang cầu nguyện cho Công Tôn Dạ. Bọn hắn rất muốn nói cho Công Tôn Dạ biết, người trước mặt ngươi chính là Tiêu Phàm từng đánh bại Lôi Hạo cùng Tô Mạch Hàn đó. Bất luận là Tô Mạch Hàn, hay là Lôi Hạo, xếp hạng thực lực đều ở phía trên ngươi. Bọn hắn đều không phải đối thủ Tiêu Phàm, ngươi làm sao có thể đánh thắng được Tiêu Phàm chứ? Mọi người tựa như nhìn thấy cảnh Công Tôn Dạ bị hung hăng chà đạp. Với tính cách của Tiêu Phàm những ngày qua, hắn thực sự cái gì cũng có thể làm được. Dù sao, đến Tô Mạch Hàn hắn còn dám nhục nhã, bị hắn dùng chân lưu lại hai dấu giày trên mặt. Công Tôn Dạ người có vẻ như bất luận phương diện nào cũng không bằng Tô Mạch Hàn thì phải. Tam ca, nhị ca vừa mới xuất quan, không biết Tiêu Phàm là ai, chẳng lẽ chúng ta không nhắc nhở hắn? Công Tôn Oanh truyền âm nói với Công Tôn Lôi. Vừa rồi không phải ta nhắc nhở hắn sao? Ngươi không sợ mắng thì tự đi nhắc đi. Công Tôn Lôi vô cùng khó chịu nói. Công Tôn Oanh rụt rụt cổ, trực tiếp lui sang một bên, coi như cái gì cũng không biết. Giờ phút này Công Tôn Dạ đang giận ngập đầu, bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không nghe. Sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, hắn gặp qua người tự đại, nhưng còn chưa từng gặp qua ai tự đại như thế. Tiểu tử, bản công tử nhường ngươi ba chiêu, đừng trách bản công tử khi dễ ngươi. Công Tôn Dạ mặt ngạo nghễ nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt tựa như đang nhìn một con kiến hôi. Tu sĩ bốn phía nghe vậy, muốn cười mà không dám cười. Chỉ bằng Công Tôn Dạ ngươi mà muốn khi dễ Tiêu Phàm,
Tiêu Phàm không khi dễ ngươi thì ngươi nên thắp nhang cầu nguyện rồi. Vậy ta xuất thủ trước, ngươi phải đứng cho vững đó. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn mặc dù không nhìn ra tu vi của Công Tôn Dạ, nhưng hồn lực khí tức trên người Công Tôn Dạ có lẽ chỉ là chiến đế sơ kỳ, cũng tương đương với Tô Mạch Hàn, còn kém hơn so với Lôi Hạo một chút. Đứng cho vững, Công Tôn Dạ phẫn nộ không thôi, tựa như nghe được trò cười lớn nhất trên đời, liền ngửa mặt lên trời cười như điên. Ầm, đột nhiên, một tiếng vang giòn, tiếng cười của Công Tôn Dạ chỉ còn tiếng két két, miệng hắn phun ra mấy ngụm máu, máu tươi chảy ra. Đầu bị một cỗ đại lực rút sang một bên. Sau đó cả người Công Tôn Dạ bay ngược ra như đạn pháo, hung hăng đập trên mặt đất, không ngừng trượt dọc theo đường đi, trượt thẳng đến trên trăm trượng mới dừng lại. Trên đường hắn trượt, bụi bặm đầy trời, mặt đất lưu lại một vết cắt lớn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều ngậm miệng không nói gì, tất cả đều nhìn Tiêu Phàm như nhìn quái vật. Ta thực sự là đang cứu ngươi. Vân Khê nhún nhún vai chậm chạp nói, trong mắt tràn ngập thương cảm với Công Tôn Dạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.